Chương 1541, chân tướng mọi chuyện vắt vao nhìn chằm chằm thân thể Trác Phàm không buông, hai tròng mắt thượng quan Phi Hùng khẽ run rẩy, ánh mắt chột dạ, mặt hiện ra vẻ nghi ngờ. Nhất Phàm, cái này chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vì sao trùng thiên kiếm lại ở trong tay ngươi? Hôm nay chúng ta lại bị chúng mai phục, hôm nay ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho lão phu. Cái gì? Phụ thân, các ngươi chúng mai phục, không khỏi cả kinh. Lúc này thượng quan Khinh Yên rốt cục mới hiểu được, thì ra tiếng kêu giết chấn thiên vừa rồi không phải là nhân tài của thượng quan gia bọn họ đột kích vương phủ, mà là bị người khác mai phục tàn sát. Trong mắt không khỏi nhất thời lộ ra một trận lo lắng. Như vậy phụ thân, tộc nhân chúng ta thế nào rồi? Thương vong có lớn không? Sau khi phun ra một ngụm chọc khí thật dài, trưởng quan Phi Hùng không khỏi hung hăng cắn răng, than thở nói. Thương vong không nhỏ, may mắn cuối cùng nơi này xuất hiện động tĩnh, Bách Lý Kinh Vĩ mở ra kết giới. Ngược lại cũng không buổi tận giết tuyệt, chạy thoát trong đường tơ kẽ tóc. Nghe được lời này, thượng quan Khinh Yên mới không khỏi thở dài, tiên lòng, đồng thời cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Cổ tiên sinh, tất cả những chuyện này là do ngươi gây ra đúng không? Đây là vì cái gì? Như thế nào? Chuyện này thật sự không phải do thượng quan gia chủ bày ra sao? Nhìn thật sâu phản ứng của hai cha con, thấy không giống như giả dối. Lông mày Bách Lý Kinh Vĩ cũng không khỏi nhẹ nhàng run lên. Trong lòng Hồ Mi, Kỳ Thao thành tiếng, không khỏi lạnh lùng cười. Trưởng quan Phi Hùng tựa như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra từng trận vẻ khinh bỉ. Cô, ngươi ta, nói thử tướng Bách Lý Kinh Vĩ của Kiếm Tinh Đế Quốc thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá là như thế. Thượng quan Phi Hùng ta mặc dù trân trọng trùng thiên thần kiếm, nhưng đó chẳng qua chỉ là một vật chết, còn cần người đến khống chế mới có thể hiển uy. Lão Phu há có thể vì nó mà dùng cao thủ của thương quan ra cùng tính mạng của mình để đổi lấy. Đến lúc đó, mặc dù đạt được thần kiếm, nhưng không ai có thể dùng thì lại thế nào. Huống chi, cha thừa tướng vừa nói, đây còn là một bước nước cờ nguy hiểm, còn không nhất định thành công. Nhưng trả giá cũng quá lớn đi, thắng cũng không có lợi, thua thì thất bại thảm hại, mua bán như vậy. Một người thông minh như thừa tướng đại nhân sẽ làm sao? Ồ, hóa ra là như vậy, thì ra tất cả chúng ta đều bị lừa, thân thể nhị không được chấn động. Bách Lý Kinh Vĩ nghe được lời này, da mặt nhất thời run lên, mí mắt khẽ run, lẩm bẩm thành tiếng, trai có tranh giành ngư ông đắc lợi. Thì ra hết thảy, thật đúng là còn có người thứ ba nhúng tay thao túng ở trong đây à. Chúng ta vẫn luôn cho rằng cả song phương chúng ta đang trưởng khống đại cục, tất cả mọi chuyện đều tiến triển theo phương hướng chúng ta dự tính. Nhưng ai ngờ, chúng ta đều là đồ chơi trong tay một người khác, bị người khác điều khiển liều chết liều sống, cuối cùng lại thành may áo cưới cho người khác. Ai? Sơ suất. Bản tướng dĩ nhiên không nghĩ tới, ngoại trừ thượng quan gia gia, còn có địch nhân khác tồn tại, bản thân lại làm con tốt thí cho kẻ khác. Hừ hừ, thật sự là thất bại lớn nhất trong nhân sinh a. Sắc mặt không khỏi đồng loạt chấn động. Lần này, Sóc Phương rốt cục hoàn toàn hiểu được hết thảy. Sau đó ánh mắt mọi người liền đồng loạt chuyển hướng về phía Trác Phàm, trong mắt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Bách Lý Kinh Vĩ càng là một đôi mắt lạnh lùng lóe lên, đối với vị cổ đại sư mà hắn từng nhất trí tôn sùng, lạnh lùng lên tiếng, ngươi đến tột cùng là ai, lại được người nào phân công? Cổ Nhất Phàm, một luyện đan sư bình thường mà thôi. Cô độc, Tứ Hải là nhà. Ha ha, bất giác nhẹ nhàng cười. Trác Phàm chưa tức nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt đều là cười nhạo. Điều này không khỏi làm cho mọi người trong lòng giận dữ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn đến, bọn họ đều là đại nhân thực lực cường hãn, các đại gia hùng bá một phương, lúc này cư nhiên bị một tiểu oa nhi đùa giỡn, liều mạng máu chảy thành sông. Truyền ra ngoài, chẳng phải là bị thế nhân cười nhạo sao? Bọn họ đều là thượng vị giả ở vị trí cao từ lâu, ti thể diện, cái gì cũng có thể không quan tâm. Như thế này làm sao có thể nhịn được? Kết quả là, bất kể là bên phía Bách Lý Kinh Vĩ hay là thượng quan gia, giờ này khắc này, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đều lộ ra quang mang hung ác trần trụi, tựa hồ hiện tại chỉ hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Bỗng dưng, Trác Phàm trở thành địch nhân chung của tất cả mọi người nơi này, nhìn ngươi chỉ, vạn người hận, không còn một bằng hữu nào đáng nói. Chỉ có một mình thượng quan Khinh Yên thấy tình cảnh này, trong lòng lo lắng một mảnh, nàng không biết Trác Phàm đã sớm để lại đường lui cho mình, nên mới không sợ hãi như thế, trong lòng đã nóng như lửa đốt. Bất quá Trác Phàm vẫn như cũ sắc mặt như thường, vẻ cười nhạo trong mắt vẫn không giảm, thậm chí còn có hơn. Điều này không khỏi làm cho sự tức giận trong lòng tất cả mọi người nơi này càng sâu hơn một bậc. Tiểu tử này bị nhiều cao thủ vây cho nước chảy không lọt, chết đến trước mắt như vậy, cư nhiên còn có thể kiêu ngạo, thật sự là đáng hận đáng giận, quá không đem những đại nhân vật như bọn họ để vào mắt. Nhất là thượng quan Phi Hùng thân là cửu cửu ngươi này, lại nhịn không được nổi giận gào thét thành tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, Cổ Nhất Phàm, lúc trước lão phu vẫn cho rằng đây là Bách Lý Kinh Vĩ tinh kế, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại là quỷ kế của ngươi. Nói như vậy, tấm bản đồ giả kia cũng là ngươi cố ý hãm hại chúng ta. Ha ha ha, coi như là vậy đi,
bất quá cũng không tính là tất cả. Bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến bĩu môi, Sâu Kỳ nói: "Kỳ thật cho các ngươi bản đồ thật hay giả đều không sao cả, bởi vì bất luận là tờ nào, Bách Lý thừa tướng của chúng ta cũng sớm đã nhìn thấu, răng sắn bẫy dập, những gì ta làm, bất quá chỉ là xem nên đặt vòng vây này ở đâu." Chương 1542. Chân tướng mọi chuyện thân thể nhị không được run lên, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng bất giác cả kinh, "Vậy nói như vậy, ngươi đã sớm biết hết thảy, bắt đầu từ khi nào?" Đại hội Đan Vương khóe miệng nhếch lên. Lúc này đã đến thời khắc đại cát cuối cùng, Trác Phàm cũng không giấu giếng, tà cười nói: "Thủ đoạn của ngươi ở đại hội Đan Vương, ta vừa nhìn đã thấy, cũng biết ý đồ của ngươi, kể cả cuối cùng, ngươi dắt phản thượng quan Ngọc Lâm làm việc cho các ngươi, tất cả cũng đều nằm trong dự liệu của ta." "Cái gì?" Thượng quan Ngọc Lâm dĩ nhiên đã sớm phản bội, thân thể nhị không được đồng loạt run lên, sắc mặt hai cha con thượng quan Phi Hùng và thượng quan Khinh Yên chập biến, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, thượng quan Ngọc Lâm, người thân cận của bọn họ, dĩ nhiên đã sớm phản bội gia tộc, hướng về phía địch nhân ôm ấp. Trong lúc nhất thời, hai người đều kinh nghi nhìn về phía Trác Phàm, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng rất nhanh phản ứng của Bách Lý Kinh Vĩ lại nhất thời chứng minh lời nói của Trác Phàm. Ánh mắt bất giác khẽ híp lại, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ đồng dạng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua liền khôi phục bình thường, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi cái gì cũng biết, như vậy hết thảy mọi chuyện hôm nay cũng đều là ngươi giật dây." Nghe được lời này, thượng quan Ngọc Lâm đã sớm trọng thương trên người, nằm trong hố cát nôn mửa máu tươi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhất thời khóc không ra nước mắt. Trong lòng hò hét vô tận: "Bách Lý thừa tướng a, con mẹ nó, ngươi thật sự sẽ hãm hại đồng đội, ngươi vừa nói như vậy, chẳng phải là hướng thượng quan Phi Hùng biến tướng thừa nhận chuyện lão tử là phản đồ sao? Lão tử làm sao có thể trở về Đông Châu làm thám tử cho các ngươi a? Bất quá hắn làm sao biết được? Từ khi Trác Phàm nói ra việc này, mặc kệ thượng quan Phi Hùng có tin hay không, hắn dĩ nhiên cũng đã có hiểm nghi, không còn giá trị làm thám tử nữa. Chính là bởi vậy, Bách Lý Kinh Vĩ mới không chút do dự vứt bỏ hắn, không chút chần chừ nào. Ha ha ha. Bách Lý thừa tướng là người thông minh, tự nhiên đoán rất chuẩn." Nhếch miệng cười, Trác Phàm không khỏi cười khẽ vật gật đầu, hai quyền hung hăng nắm chặt. Bách Lý Kinh Vĩ nghe được lời này, cũng cảm thấy một trận ốt giận phập phồng ở trong lồng ngực, không phun ra được. "Hồ, Cổ đại sư, ngươi đây là đang khen ta, hay là đang mỉa mai bản tướng? Sao chuyện của Gia Cát Lượng, lần này bổn tướng lại là lần đầu tiên làm, nào có, vậy cũng phải so với cho đến cuối cùng, còn hồ đồ hơn nhiều." Ha 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 nhướng mày, Trác Phàm nhất thời cười nhạo ra tiếng, răng rắc. Thân thể hơi run lên, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ càng thêm khó coi, thậm chí mọi người cũng có thể rõ ràng nghe được trong hàm răng của hắn phát ra thanh âm răng rắc, rất rõ ràng, vừa rồi hắn bị Trác Phàm trào phúng trần trụi, đã tức giận đến thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương. Nghĩ đến Bách Lý Kinh Vĩ hắn, ở toàn bộ Kiếm Tinh Đế Quốc, cũng không phải là kỳ tài tu luyện có thiên tư cao, điểm duy nhất có thể làm cho hắn cười ngạo quần hùng, đứng vững trên thế gian, chính là tài năng chỉ điểm giang sơn, bày mưu tính kế của hắn. Nhưng bây giờ, ở trước mặt Trác Phàm, cho dù là tài hoa khiến hắn an thân lập mệnh, khiến hắn kiêu ngạo cả đời, cũng bị trần trụi vũ nhục, điều này không khỏi làm cho hắn nổi trận lôi đình, cảm nhận được sỉ nhục đầu tiên trong đời. Dù sao, luôn luôn là hắn làm chấp tử giả, vỗ tay trong lúc bùa bỡn người khác, lần này hắn ngược lại bị người khác đùa bỡn, thật sự làm cho hắn có chút chịu không nổi. Thượng quan Phi Vân thấy vậy, cũng hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, tức giận chất vấn thành tiếng, nói như vậy, để cho lão phu giống như kẻ ngốc canh giữ một đêm, cũng là mưu đồ của ngươi sao? Ha ha ha. Phi Vân Kiếm Vương, ngươi tìm nhầm người rồi, không khỏi cười lắc lắc đầu. Trác Phàm nhẹ nhàng nhún nhún vai, phát ra từng trận tiếng cười nhạo, chỉ vào thượng quan Ngọc Lâm còn đang thở hổn hển trong hố lớn, không ngừng nôn ra máu nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, hắn truyền tin tức cho các ngươi. Các ngươi nên tìm hắn mới đúng, phải biết rằng, nếu không phải hắn có tư tâm của mình, muốn mượn đao giết người mà nói, làm sao có thể ở trên bố cục nguyên bản sinh ra một tiết, đem Phi Vân Kiếm Vương điều ra đây? Nếu là hai đại kiếm vương liên thủ, cao thủ thượng quan gia sớm đã bị tiêu diệt trong khoảnh khắc, ta nào có thời gian hành động chứ?" Ha ha ha, thân thể không khỏi chấn động, thượng quan Phi Vân quay lại nhìn về phía thượng quan Ngọc Lâm, tức giận mắng ra tiếng: "Thư chó này, thành sự không đủ bại sự có thừa, cũng như lão nương của hắn, vì chuyện riêng của mình mà làm hỏng chuyện tốt của ta, thật sự là chết chưa hết tội." Hồ, bất thình lình dùng mình một cái, thượng quan Ngọc Lâm bất giác trong lòng hoảng sợ, tuy rằng không thể nhúc nhích, vẫn sợ tới mức toàn thân run rẩy không ngừng, đồng thời sâu trong nội tâm quán thầm một trận: "Chuyện của lão tử, Cổ Liệt Phàm này làm sao biết hết được a? Chẳng lẽ lúc lão tử làm chuyện xấu, hắn liền ở một bên nhìn, tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn?" Trác Phàm không khỏi cười tà ra tiếng, hạ thấp thanh âm, Sâu Kỳ nói: "Đồ đệ ngoan,
lần này chuyện của vi sư thành công, còn đều dựa vào ngươi à? Ha ha ha, lão ma đầu, nghe được thanh âm mà hắn cực kỳ quen thuộc, lại cực kỳ kiên kỵ cùng hoảng sợ, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi hít sâu một hơi, chợt phun ra từng đạo cột máu đỏ tươi, hoảng sợ lên tiếng, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, kẻ đem hắn tra tấn đến chết đi sống lại, đi vô ảnh tới vô tung, dĩ nhiên chính là Trác Phàm vẫn ở cách hắn không xa, ta nói hắn làm như thế nào đều có thể tùy thời tùy chỗ ẩn vào đến, tìm thấy đồng trà, thì ra từ ban đầu ngươi đã ở bên cạnh ta à. Chương 1543, thất tinh thích đấu bị một người mà mình vạn lần khinh bỉ thống hận, đồ giỡn lừa gạt thời gian dài như vậy, thể diện của quý công tử thượng quan Ngọc Lâm kia, trong nháy mắt liền nhận phải sự nhục nhã lớn lao, tuy rằng hắn trọng thương trong người, khó có thể nhúc nhích, nhưng vẫn nhịn không được một trận quay cuồng, toàn thân run rẩy, nước mắt hối hận không ngừng chảy xuống, trong lòng như có một vạn con thảo nê mã chạy như điên. Ở trong lòng cuồng giống các loại oán độc nguyền rủa, tất cả đều hướng về phía Trác Phàm, kẻ giả mạo làm cao thủ ma đạo trêu chọc hắn, trên thực tế, cỏ rác hành mọn đến đâu, cũng có lòng tự trọng của mình, con kiến hôi có nhỏ bé hơn nữa, cũng có điểm mấu chốt của riêng mình. Nếu mộc mực nô dịch hắn thật sự là một vị tuyệt thế cường giả, cao thủ ma đạo, hắn cũng sẽ nhận mệnh, ai bảo người ta so với mình mạnh hơn chứ. Nhưng đối với Trác Phàm, người bạn cùng trang lứa hắn chưa từng nhận thức thực lực này, tuy rằng hiện tại trong lòng đã biết rõ, nhưng vẫn tràn ngập bài xích, hắn chính là đệ nhất thị tộc Đông Châu, thiếu gia thượng quan gia có được hay không? Từ khi thành danh, sao có thể chịu nhục trước một tên thảo dân tầm thường chứ, nhất là một tên vô lại, không biết xấu hổ như thế, cho nên nếu ngay từ đầu hắn đã biết ma đầu một mực nô dịch hắn, chính là Trác Phàm mà nói, nhất định là có bị đánh chết cũng sẽ không theo. Thậm chí Dương Phụng Âm Vi tâm trầm làm hại, chính là bởi vì hắn không biết ma đầu này là thần thánh phương nào, trong lòng liền có cảm giác kinh sợ, không dám tùy ý có động tác. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân, ngay từ đầu khi Trác Phàm chuẩn bị coi hắn là quân cờ, lại không sử dụng chân thân mà giả làm người khác. Giờ này khác này, nhìn thấy sau khi thượng quan Ngọc Lâm biết được chân tướng, liền hối hận lăn lộn khắp nơi, khóc giống hết nước mắt, Trác Phàm càng thêm xác nhận quyết định của mình lúc ấy chính xác cỡ nào, cao thủ phía sau màn nên có bộ dáng thao thủ phía sau màn, tạo ra một loại bầu không khí thần bí cường đại, bằng không cái gì cũng bị người ta hiểu rõ, sẽ không có lực trấn nhiếp, người này cũng không để hắn sử dụng. Mà mọi người nhìn thấy thượng quan Ngọc Lâm làm ra động tác quỷ dị như vậy, đều không khỏi có chút nghi hoặc, một trận khó hiểu, làm sao vậy, có chuyện gì mà thương tâm như vậy, ở đây nào có ai không bị tiểu tử trước mặt này tính kế đâu, ngươi khóc thành cái bộ đức hạnh này, năng lực tâm lý cũng quá kém đi, cũng chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ khó khăn làm mới có thể lý giải một điểm cảm thụ của thượng quan Ngọc Lâm, đây là sỉ nhục hoàng tộc, sỉ nhục quý tộc, là sỉ nhục trên huyết thống bẩm sinh, những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt chính là không tự thân thể nhiệm, chỉ khi nào bọn họ cũng bị tiểu tử kia chơi đến chết đi sống lại, sau khi thụ hết trêu chọc vũ nhục, đại khai sẽ hiểu được loại cảm thụ này, tựa như vua của một quốc gia. Trước mắt bao người, bị một tên khất cái phun một ngụm nước miếng vào mặt, đây là sự sỉ nhục bọn họ cả đời cũng không rửa được, mặc dù giết chết được người trước mặt này, cũng giống như vậy. Nhi tới đây. Ánh mắt Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khẽ híp lại, nhất thời hiện lên từng đạo hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm nói. Tuy rằng tình báo giả lần này là do tiểu tử thượng quan Ngọc Lâm này không thức thời, tự tiện làm chủ gây ra, nhưng trong đó hẳn là cũng có công lao của cổ tiên sinh đi, ha ha ha. Nào có, ta bất quá là hù dọa hắn một chút, hắn liền sợ tới mức muốn mau chóng diệt trừ ta, tự tiện làm ra loại chuyện đâm ngang này, bất quá tất cả những chuyện này cũng nằm trong dự liệu của ta. Là ta cũng muốn, lông mày không khỏi nhướng lên, Trác Phàm không khỏi nhất thời cười nhạt lên tiếng, sâu kỳ nói. Cho nên thừa tướng đại nhân nói là công lao của ta, cũng không sai. Oa bỗng dưng, vừa nghe được tiếng giải thích này, tiếng gào thét của thượng quan Ngọc Lâm trong hố càng thêm vang dội. Rất rõ ràng, tâm linh yếu ớt của hắn lại bị Trác Phàm hung hăng đánh thêm một kích. Hắn vốn là muốn thiết kế giết Trác Phàm, nhưng không nghĩ tới lại bị người ta tính toán trong lòng bàn tay. Chẳng những không giết được, ngược lại còn giúp người ta đạt được mục đích của mình. Điều này làm cho người theo chủ nghĩa lợi ích như hắn làm sao có thể chịu đựng được. Không ngờ bổn công tử lo lắng sợ hãi như thế mới đánh bạc thể diện, lương tâm không cần, bận rộn nửa ngày, đều đang vì người khác làm việc a. Lòng tự trọng a, lòng tự trọng của ta, đều là con mẹ, nó vỡ thành ngàn mảnh thủy tinh. Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng kêu rên không ngừng, trong mắt tràn đầy lệ nóng, nhưng đã không thể gào thét được nữa. Chỉ có thể khóc nức nở nhìn bộ dáng ủy khuất của tiểu tử kia, tuy rằng mọi người trong lòng thầm hận, nhưng cũng là giận dữ không tranh, ai kỳ bất hại. Không chỉ có một đám người thượng quan gia nghĩ như thế, ngay cả thượng quan Phi Vân đối với cháu trai cũng cho rằng như vậy. Tiểu tử này, thật sự con mẹ nó không phải là người làm đại sự, như vậy mà còn muốn lao lên ngai vàng Đông Châu trì chủ, ta phi, cô,
Cổ tiên sinh thật sự là rất giỏi mưu đồ a, kinh đi cả đời chưa bao giờ phục người, nhưng lúc này đây, không thể không nói bội phục bội phục, đem tất cả đều quét sạch một lần, nhất thời hiểu được tất cả. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, cũng càng thêm coi trọng. Chẳng qua giờ khắc này, coi trọng này không còn là coi trọng, mà là kiên kỵ thật sâu. Năng nhân có thể làm Bách Lý Kinh Vĩ hắn ngã xuống một hố lớn như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Kết quả là, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn Trác Phàm thật sâu, lại nhìn về bốn phía. Xác định không có đồng bọn tiếp ứng, mới vung tay lên, bảo hộ vệ vây quanh Trác Phàm, lạnh lùng nói. Cổ tiên sinh trí tuệ bất phàm, tất cả đều mưu đồ kín kẽ không chê vào đâu được. Ta nghĩ đường lui chắc hẳn ngươi đại khái cũng đã sớm trải ra rồi. Chương 1544, thất tinh thích đấu người tận lực, nghe thiên mệnh. Biết làm một chuyện, nên làm lại là một chuyện khác. Vạn nhất trên đời này, còn có một cái vạn nhất đấy. Nghe được lời này, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Tiếp theo đồng loạt cười to thành tiếng, chẳng qua Trác Phàm là vô tận cười nhạo. Bách Lý Kinh Vĩ lại từng trận cười lạnh, không ngừng phát ra. Nhìn hai người này một bộ mũi nhọn đối diện mạch măng, đối chọi dây dắt. Rất có cảm giác kỳ phùng địch thủ, đối mặt lương tài, thượng quan phi hùng cùng ba vị cung phụng trí cường kia, lại nhất thời bị phơi nắng ở một bên, bị Bách Lý Kinh Vĩ cùng Trác Phàm cùng mọi người, không buồn để ý. Điều này không khỏi làm cho hai má bọn họ đồng loạt co rút, chợt cảm thấy một trận không thú vị, đồng thời có cảm thụ giống như thượng quan Ngọc Lâm, lòng tự trọng bị tổn thương mãnh liệt, làm ơn, các ngươi có thể nhìn qua đây một chút hay không? Nói như thế nào ta cũng là cao thủ của thượng quan gia Đông Châu, các ngươi xem nhẹ chúng ta như vậy, làm cho chúng ta rất khó xử a. Nhưng giờ khắc này, ai mà muốn chú ý đến bốn lão già không quan trọng này, cho dù là bản thân thượng quan Phi Vân, cũng không nhìn bọn họ một cái nữa là, dù sao, Trung Thiên Kiếm lại không còn trên người bọn họ nữa. Lúc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người một người, Trác Phàm, trong mắt mỗi người, đều tàn ra vẻ cảnh giác nghiêm túc. Đêm nay của đại sư đem tất cả cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến tột cùng còn có kỳ sách gì, có thể giúp mình thoát thân, dưới sự bao vây của nhiều cường giả tuyệt thế như vậy. Hắn lấy đâu ra tự tin, nhãn tình tao nhã như thể xác định mình khẳng định có thể thoát thân đây, bọn họ không biết. Nhưng cũng bởi vì không biết, cho nên mới càng thêm cẩn thận, phòng ngừa hết thảy khả năng có thể phát sinh. Một đôi mắt đẹp, sóng thu lưu chuyển, thượng quan Khinh Yên rất vào nhìn chằm chằm Trác Phàm đối mặt với mấy ngàn hào cường, lại không chút để ý, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị, không khỏi bỗng dưng giật mình. Trác Phàm lúc này làm cho nàng càng thêm xa lạ, nhưng loại xa lạ này, lại không biết tại sao, làm cho nhịp tim của nàng đập nhanh hơn. Hai gò má đỏ bừng một mảnh, tựa như chảy máu, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, ngươi ở trong tiểu viện cứu nàng, đem nàng trở về, môi vị luyện đan sư thần chiếu cảnh bình thường đến không thể bình thường hơn, lại là một anh hùng cái thế mặt không đổi sắc đứng giữa vòng vây của vạn quân, loại khí phách mơ hồ lộ ra từ toàn thân cao thấp của Trác Phàm, bất đồng với khí phách nho nhã đôn hậu của phụ thân nàng, là một loại khí tức thượng vị giả chấp trưởng giang sơn, nhưng không thể không nói, đối với một tiểu cô nương như nàng mà nói, lại càng bị khí phách kiệt nhu như Trác Phàm hấp dẫn, thật lâu khó có thể rời khỏi người hắn. Bất quá, đối với ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng, Trác Phàm cũng không chú ý tới. Dù sao, hiện tại nhìn chằm chằm hắn chính là mấy ngàn đạo ánh mắt như vậy, hắn làm sao có thể chú ý tới một đạo trong đó đây. Trái nhìn phải nhìn những người này một cái, cuối cùng vẫn chuyển hướng về phía Bách Lý Kinh Vĩ. Trác Phàm không khỏi cười tằm một tiếng, thản nhiên nói. Thừa tướng đại nhân, kịch bản của ta ngay từ đầu đã định tốt rồi, không có vạn nhất. Thiên khu. Vừa nói xong, Trác Phàm nhất thời đồng tử ngưng tụ, tấn quyết dưới tay bỗng dưng kết động, khẽ quát ra tiếng, ù. Thoáng chốc, một đạo ba động vô hình đột nhiên mọc lên dưới chân Trác Phàm, ngay sau đó, trên 9 tầng trời, tất tinh bắt đầu hào quang đại thịnh. Một cột sáng phát ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, chợt từ trên một ngôi sao trong đó đột nhiên đập xuống, nhất thời liền đập xuống một mẫu ba phần đất dưới chân Trác Phàm, nhất thời liền đem hắn vững vàng bao bọc trong cột sáng kia. Đồng tử nhị không được co rụt lại. Đám người Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cả kinh thất sắc, nhao nhao che mắt lại, đồng loạt lui về phía sau. Không biết cột sáng này đến tục cùng có ẩn tình gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giàn mua không biết ở đâu nhớ tới, vội vàng nói. Cái này đây là thượng cổ tinh thần đại trận, làm sao có thể, hẳn là đã thất truyền mới đúng a? Làm sao có thể cái gì, ngươi có biết trận này không? Thân thể nhị không được run lên, Bách Lý Kinh Vĩ vội vàng xoay người nhìn lại, đã thấy người nọ không phải là ai khác, chính là một trong 10 vị trận pháp đại sư thập nhất phẩm mình mang đến từ đế đô, liền không khỏi vội vàng lên tiếng, quát hỏi. Nếu ngươi đã biết trận này, vậy trận này đến tột cùng là có công dụng gì? Dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cột sáng rực rỡ kia, người nọ tựa hồ đã nhìn đến có chút si mê, đợi đến khi nghe thấy Bách Lý Kinh Vĩ hỏi, mới kịp phản ứng lại, vội vàng cung kính nói. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân,
tinh thần đại trận có rất nhiều chủng loại, đều đã thất truyền. Lão Phu hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận này, rất đỗi kinh ngạc. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì, có tác dụng thế nào, Lão Phu cũng không giải thích được a. Vậy ngươi rong dài cái rắm. Hồi, ngày thường Bát Lý Kinh Vĩ luôn luôn chiêu hiền đãi sĩ, lúc này cũng nhịn không được lên tiếng mắng to, nẻ mặt tức giận. Chắc phàm ở trong cột sáng thấy thế thì không khỏi nhất thời cười to, thảnh thơi nói. Thừa tướng đại nhân đừng giận, hắn không biết nhưng ta biết, dù sao cũng là lần cuối cùng, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đây là thượng cổ tinh thần đại trận, thất tinh thích đấu trận. Công dụng sao nói đến đây? Trác Phàm khẽ trầm ngâm, bất giác nhếch miệng cười, đổ giỡn nói. Chính là truyền tống. Cái gì? Truyền tống trận? Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi chấn động, sau đó liền vội vàng vung tay lên, vội vàng quát với mọi người, nói. Mau ngăn hắn lại, không thể để hắn từ nơi này truyền tống đi. Vâng. Hét lớn một tiếng, mọi người đồng loạt tiến lên, nhưng Trác Phàm lại cười khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến, muộn rồi. Tinh thần truyền tống trận này chính là một chữ nhanh, một khi khai trận thoáng qua liền biến mất. Mặc dù các ngươi là cao thủ quy nguyên, cũng tuyệt đối đuổi không kịp tốc độ truyền tống này, chỉ cần ta nhẹ nhàng bấm quyết một lần nữa liền. Nói xong, hóe miệng Trác Phàm xé qua nụ cười quỷ dị, trong tay khẽ động, thân hình vốn đang rõ ràng cũng dần dần trở nên mơ hồ, tựa hồ sắp biến mất. Thấy tình cảnh này, mí mắt Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời giật giật, hai quyền đã khẩn trương hung hăng nắm chặt lại, trong mắt tràn đầy vẻ ác độc không cam lòng. Chương 1545, con tin ông ông năng lượng ba động cường đại từ nơi ánh sáng trắng chói mắt hạ xuống, không ngừng phát tán ra bên ngoài. Khuôn mặt Trác Phàm dần dần hư ảo, ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhất là Bách Lý Kim Vĩ, tràn đầy cười nhạo cùng châm chọc. Những hộ vệ vương phủ kia, cường giả quy nguyên muốn mạnh mẽ đột nhập trận thức ngăn Trác Phàm lại, đã không còn kịp nữa. Nhìn hết thảy, Bách Lý Kim Vĩ hung hăng cắn môi, cắn mạnh đến mức bật máu, quá sức nhục nhã. Lần này hắn xem như bị tiểu tử thần bí không biết từ đâu xuất hiện, hoàn toàn chơi chảm, chẳng những không thể tiêu diệt hết đám cao thủ của thượng quan gia, ngay cả trùng thiên kiếm cũng mất. Chuyện trở thành như thế này, sau khi hắn trở về, làm sao có thể hướng lão tổ tông bàn giao? Mấu chốt hơn chính là, danh hiệu thừa tướng đế quốc, kinh thiên vĩ địa chi tài của hắn, xem như hoàn toàn bị đập vỡ, sau này có còn được lão tổ tông tiếp tục tín nhiệm hay không? Đều trở thành ẩn số, trong phút chốc, chỉ là một đêm bại trận. Hắn lại cảm thấy con đường làm quan cả đời trong nháy mắt dường như trở thành một mảnh hắc ám. Bất quá hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phổi sắp nổ tung, nhưng khóe miệng Đan Thanh Sinh ở một bên lại sâu kín hàm chứa một nụ cười khó hiểu, nhìn Trác Phàm thật sâu một cái, tâm trầm gật đầu. Tiểu tử kia, chúc mừng tâm nguyện của ngươi đạt thành, thoát khỏi hồ huyệt, chúng ta sau này còn gặp lại, ha 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 vù. Nhưng mà vào lúc này, một đạo tiếng vang vang lên, chỉ trong nháy mắt, một mảnh bóng đen lóe lên trước mặt mọi người. Tiếp theo bỗng dưng xuất hiện trước người thượng quan Khinh Yên, một phen liền bắt lấy cần cổ trắng nõn của nàng, hung hăng nâng lên. Thượng quan Khinh Yên kinh hô một tiếng, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt ở trên người Trác Phàm, nên căn bản không kịp phản ứng được xem là chuyện gì đã xảy ra, chỉ chợt cảm thấy cổ bị siết chặt không thở nổi, hai gò má trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng như máu, khó chịu vô cùng, cổ họng bị thít chặt, nói không nên lời. Thượng quan Phi Vân, ngươi làm gì vậy? Đường đường là cao thủ quy nguyên đỉnh phong, cư nhiên hướng một hài tử ra tay, ngươi có còn chút thể diện nào không? Không khỏi cả kinh, thượng quan Phi Hùng đột nhiên cảm giác được khuê nữ nhà mình gặp phải chuyện không hay, tập trung nhìn lại, đã thấy kẻ xấu kia không phải người ngoài, mà chính là thúc thúc ruột của nàng, huynh đệ ruột thịt của mình. Thượng quan Phi Vân không thể nghi ngờ, thì không khỏi giận dữ lên tiếng, quát mắng liên tục, cho dù ngươi không để ý đến nàng còn là cháu gái của ngươi, cũng nên bận tâm thân phận của mình một chút, nếu muốn đánh, lão phu phụng bồi đến cùng. Mau thả Yên Nhi ra, lạnh lùng liếc hắn một cái, thượng quan Phi Vân không khỏi hừ nhẹ một tiếng, khinh thường bĩu môi, lão gia hỏa, chính ngươi có bao nhiêu phân lượng, cả hai chúng ta trong lòng đều biết rõ, lão phu cũng không có hứng thú đánh với ngươi. Hơn nữa bổn vương nói như thế nào cũng là tôn sư của Cửu Kiếm Vương, không nói đến nha đầu này là chí thân của vãn bối của lão tử, cho dù nàng chỉ là một tu giả hóa hư cảnh bình thường của thượng quan gia, lão phu cũng không nên tự hạ thân phận ra tay với nàng, chỉ có điều hừ hừ, tình thế bất đắc dĩ, xin lỗi, cháu vái ngoan. Nói xong, sắc mặt thượng quan Phi Vân phát lạnh, đen thân thể thượng quan Khinh Yên, xách đến trước mặt Trác Phàm, giận dữ quát của Nhất Phàm, ngươi ghi hay kỹ cho lão phu. Tức thời thì nhanh chóng đen trùng thiên kiếm lưu lại, bổn vương sẽ thả cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể rời đi, bằng không tính mạng nha đầu này cũng sẽ không bảo đảm. Không khỏi ngần ra, bàn tay đang kết ấn của Trác Phàm hơi run lên, trên mặt có chút động dung. Bát Lý Kim Vĩ vừa thấy, hai mắt bất giác sáng ngời,
cảm thấy có hy vọng, liền vội vàng phất phất tay, bảo những hộ vệ vương phủ kia dừng người lại, tránh cho Cổ Nhất Phàm cảm thấy bị bức ép, nhất thời truyền tống đi. Giờ này khắc này, trước tiên đem hắn ổn định, lấy nha đầu này đàm phán cùng hắn, nói không chừng còn có thể lấy lại Trùng Thiên Kiếm. Dù sao, quan sát quan hệ lúc trước của hai người này, tựa hồ còn tương đối mật thiết hơn bình thường. Hơn nữa, từ trong tin tình báo mà phán đoán, nha đầu này khắp nơi vì Cổ Nhất Phàm suy nghĩ, thậm chí đem chuyện cha mình muốn đem hắn lợi dụng như quân cờ cũng nói thẳng ra. Điều này cũng không thể giải thích là quan hệ bằng hữu đơn giản. Nếu giữa hai người không có gì, vậy mới kỳ quái. Tuy nói Cổ Nhất Phàm này lúc đầu cũng không có hảo tâm gì, đối với thượng quan gia cũng là cực kỳ lợi dụng, thuộc về thế lực bên thứ ba. Nhưng tình cảm giữa người với người, ai có thể chuẩn? Vạn nhất tiểu tử kia cùng nha đầu này ở chung lâu, thật sự lâu ngày sinh tình thì sao? Không sai. Cơ sở để Bách Lý Kim Vĩ cùng thượng quan Phi Vân lấy thượng quan Khinh Yên làm điều kiện trao đổi, tất cả đều là suy đoán, dựa vào chính là một cái vạn nhất này. Nhi tới đây. Bách Lý Kim Vĩ quay đầu nhìn thượng quan Phi Vân một cái thật sâu, tâm trầm ngược đầu. Xem ra Phi Vân kiếm vương này không chỉ là một võ phu, có can đảm, có cẩn thận, thậm chí còn ở trên thừa tướng đế quốc như hắn, khó trách có thể ngồi lên ngai vàng kiếm vương. Nếu chỉ là võ phu đơn thuần, lão tổ tông há có thể coi trọng. Ai? Vừa rồi mình thật sự quá kích động, không ngờ lại mất đi bình tĩnh. Hiện tại nghĩ lại, vẫn là Phi Vân kiếm vương mắt độc, lại có thể ở trong ngàn vạn sợi manh mối rút ra một cơ hội chuyển bại thành thắng như vậy, không hổ là một đời kiêu hùng a. Bát Lý Kim Vĩ âm thầm tán phục, hai mắt vắt gao nhìn chằm chằm chỗ Trác Phàm, chán đầy mồ hôi, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đám người thượng quan Phi Hùng cũng vội vàng nhìn về phía Trác Phàm, hai tay siết chặt, trong mắt lộ ra vẻ hy vọng. Hiện giờ tính mạng của Yên Nhi chính là trong một ý niệm của ngươi a. Cổ Nhất Phàm, mặc kệ ngươi là ai, như mày như vậy, Yên Nhi đối với ngươi không tệ a, ngươi cho dù là tâm địa sắt đá cũng nên có chút xúc động đi. Chương 1546, con tin. Chỉ cần Trác Phàm toát ra một tia cảm xúc muốn cứu nàng, nàng liền thỏa mãn. Thế nhưng đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người, khóe miệng Trác Phàm lại nhếch lên, nhất thời lộ ra bộ mặt tràn đầy trào phúng, mỉa mai nói: Phi Vân kiếm vương, đầu ngươi bị úng nước à? Ngươi bắt nữ nhi của thượng quan Phi Hùng để áp chế ta, ngươi có nhầm đối tượng không? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra nữ oa kia không phải là nhược điểm của tiểu tử này à? Trượng quan Phi Hùng thì nắm chặt hai đấm, tức giận đến toàn thân run rẩy, hung hăng cắn răng: Tiểu tử vô tình vô nghĩa này, thật đáng chết. Thượng quan Khinh Yên cũng là khóe miệng sụi lơ, nẻ mặt đáng chát. Đây chính là bộ mặt thật của Cổ tiên sinh sao? Quả nhiên lãnh khốc vô tình. Ai? Cổ Nhất Phàm, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Ngươi không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Tinh quang trong mắt chợt lóe, thượng quan Phi Vân còn muốn tiếp tục thăm dò, nhưng còn không đợi hắn nói tiếp, Trác Phàm đã cười to một tiếng, từ chối cho ý kiến, nói: Ha ha ha, tốt một câu người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Nhưng kiếm vương đã từng nghe qua câu, lâu mày mới có thể sinh tình. Ta cùng nha đầu này quen biết bất quá một tháng, hơn nữa vốn không có hảo ý, chỉ là muốn lợi dụng cao thủ thượng quan gia vì ta xuất lực mà thôi. Mục đích không thuần khiết, há có thể giữ tình? Mặc dù có, cũng bất quá chỉ là tình cảm lợt lạt, vô cùng mỏng manh. Nói xong, Trác Phàm lại nhìn về phía thượng quan Khinh Yên, ta cười nói: Nha đầu, vừa rồi ta đã cảnh cáo ngươi, lưu lại không có chỗ tốt gì, để ngươi mau chóng rời đi, có phải hay không? Khẽ trầm ngâm một chút, thượng quan Khinh Yên thản nhiên gật vật đầu: Vậy thì tốt rồi, ta đã đối với ngươi nhân trí nghĩa tận, là ngươi tự mình tìm chết, nhất định muốn lưu lại, liền không trách được ta. Không khỏi nhẹ nhàng cười, Trác Phàm quay lại nhìn về phía thượng quan Phi Vân, cười to lên tiếng: Người trẻ tuổi luôn luôn không biết nặng nhẹ, lấy tính mạng mình ra đùa dưỡng, cho dù có chết cũng không trách được ai, tính mạng của mình, dù sao cũng phải do mình gánh vác, tùy hứng phải trả giá đắt, điểm này, người trẻ tuổi nên trải nghiệm nhiều hơn, chỉ là có người có thể biết nhiều hơn một chút, có người chỉ có thể lưu nghiệm một lần, giống như thượng quan cô nương, chính là như thế. Bất quá, từ tay chấm dứt sinh mệnh cháu gái ruột của mình, trong nhân sinh chỉ sợ cũng chỉ có một lần mà thôi. Phi Vân kiếm vương, hào hào hưởng thụ a. Ha, Trác Phàm châm chọc cười to ra tiếng, mặt đầy tiêu sái, ấn quyết trong tay đã lần nữa kết thành, năng lượng cường đại chen chúc mà ra, thân hình của hắn cũng chậm rãi nhạt đi, thân thể nhị không được chấn động. Sắc mặt thượng quan Phi Vân đại biến, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Trác Phàm này lại tuyệt tình như vậy, không chút để ý đến tính mạng của thượng quan Khinh Yên. Ngay cả một tia lưu luyến cũng không có, liền trực tiếp rời đi. Nhất là cuối cùng, còn cười nhạo chính mình giết chết vãn bối chí thân. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của hắn không tốt không nói, ngay cả trong lòng hắn cũng sẽ lưu lại bóng ma. Bàn tay đang nắm lấy cổ thượng quan Khinh Yên cũng không khỏi có chút buông lỏng,
Mắt thấy một màn này, Trác Phàm trong quang mạc âm thầm thở ra một hơi, trong lòng khẽ gật đầu, cuối cùng cũng dùng phương pháp kích tướng, bảo trụ được nha đầu này. Thế nhưng, thượng quan Phi Vân dễ dàng lừa gạt, nhưng Bách Lý Kim Vĩ đã nhìn thấu hết thảy trong nó, không khỏi hét lớn thành tiếng, Phi Vân kiếm vương, giết nha đầu kia. Cái gì? Hắn vừa rồi là đang kích ngươi, nếu hắn thật sự không quan tâm đến tính mạng nha đầu này, làm sao còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Hắn đang kích thích ngươi, ngăn cản ngươi động thủ. Ánh mắt hơi híp lại, Bách Lý Kim Vĩ tựa hồ rốt cục cũng thấy được nhược điểm của Trác Phàm, không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm vào quang mạc kia, hét lớn thành tiếng, Cổ Nhất Phàm, nếu ngươi dám đi, tánh mạng nha đầu này liền không giữ được, ngươi có thể thử xem. Nghe được lời này, bàn tay đang nắm lấy thượng quan Khinh Yên của thượng quan Phi Vân bất giác lại siết chặt lại, cười to liên tục. Ha ha ha, thì ra là như thế, Cổ Nhất Phàm, thì ra ngươi vẫn muốn cứu nàng, vậy thì dễ làm, đem kiếm lưu lại, chúng ta cũng không làm khó ngươi, đảm bảo sẽ để các ngươi an toàn rời đi, khẽ nào. Ách, cổ lại bị siết chặt. Thượng quan Khinh Yên chợt cảm thấy đã không còn một chút khí tức nào để hít vào, dần dần tiến vào tử cảnh. Thế nhưng không biết tại sao, sau khi nghe Bách Lý Kim Vĩ giải thích, trong lòng nàng lại bỗng dưng sinh ra chút ngọt ngào. Dù sao điều này cũng đại biểu, trong lòng Trác Phàm vẫn có nàng, vẫn là muốn cứu nàng, chẳng qua cách thức không giống người khác mà thôi. Ha ha ha, cổ tiên sinh thật sự là một người nhẫn tâm, ngay cả cứu người cũng lãnh khốc vô tình như thế, nhưng trong vô tình này lại có tình. Cố tiên sinh, rốt cuộc ngài là loại người gì đây? Trên gò má đang dần dần tái nhợt, rơi xuống hai hàng nước mắt, nhưng khóe miệng nàng lại khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười vừa lòng nhưng lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta không thể tiếp tục nghiên cứu nữa. Cảm thụ được khí tức của người ngọc kia đang dần dần yếu đi, đám người thượng quan Phi Hùng bất giác nóng nảy, muốn ra tay, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi sẽ hại thượng quan Khinh Yên trực tiếp chết. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên làm như thế nào mới tốt. Trác Phàm ở trong quang mạc nhìn hết thảy, trong mắt một mảnh lãnh sắc, hai tay ấn quyết, đã chuẩn bị rời đi. Hắn không giống như bọn thượng quan Phi Hùng, bị tình cảm làm cho choáng váng đầu óc, chỉ là liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra điểm mấu chốt. Đám người Bách Lý Kim Vĩ bắt thượng quan Khinh Yên làm con tin là bởi vì trùng thiên kiếm trong tay hắn, như vậy chỉ cần hắn rời đi, thượng quan Khinh Yên không còn giá trị làm con tin, tất nhiên là sẽ không có việc gì. Nhưng ngược lại, nếu trực tiếp đem kiếm giao ra, bọn họ sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy. Đến lúc đó, bọn họ có thể không kiêng nể gì mà đuổi giết, chính mình cùng thượng quan tộc nhân ngược lại tất cả đều rơi vào thế hạ phong. Bách Lý Kim Vĩ, nữ oa thượng quan Khinh Yên này, một là có thể đổi lại trùng thiên kiếm, hai là có thể kiềm chế cao thủ thượng quan nhất tộc, ngươi nỡ giết sao? Hư hư lạnh lùng cười, Trác Phàm đã nhìn thấu tất cả, từ chối cho ý kiến, bĩu môi muốn rời đi. Chương 1547, Xích Hồng Quyền mang thân thể nhị không được chậm lại, hai tay đang kết động thủ quyết của Trác Phàm bỗng dưng run lên, nhất thời thấp giọng kinh hô thành tiếng, tiểu tam tử sao hắn lại tới đây, hắn không đến địa điểm gặp gỡ của chúng ta sao? Ong ong, âm thanh không gian ba động vẫn không ngừng vang lên. Lãnh quang chói mắt còn đang phát ra quang huy chói mắt, nhưng ở trong cột sáng, thân thể Trác Phàm lại nhất thời cứng đờ, khó tin nhìn về phía thanh âm truyền đến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chuyện ngoài ý muốn này làm cho toàn bộ kế hoạch khiến hắn vốn bày mưu tính kế toàn vẹn sắp đến bờ vực không khống chế được. Mà những người còn lại ở đây cũng nghe được thanh âm trẻ con này, bất giác đồng loạt nhìn về nơi truyền đến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong vương phủ đại viện này, lấy đâu ra đứa nhỏ? Cô như rất nhanh, từng tiếng trẻ con khóc nức nở từ xa đến gần u u truyền đến. Sau đó một đạo thân ảnh nhỏ nhắn màu đỏ liền một bên lau nước mắt, một bên hướng về nơi thượng quan Phi Vân đang nắm lấy thượng quan Khinh Yên chạy tới, thỉnh thoảng còn trượt chân lảo đảo mấy cái, bộ dáng dưới chân không vững, chỉ có kim tỏa đao ở cổ ngáng lên một cái, ở dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ chói mắt. Tất vào nhìn chằm chằm bóng dáng lảo đảo chạy tới của tiểu tam tử, Trác Phàm ở trong màn ánh sáng đã hoàn toàn sợ ngây người, nhất là nhìn thấy hành động hai đồng từ trong ra ngoài của tiểu tam tử, trong lòng hắn càng thêm mơ hồ bất an, bởi vì hắn biết đây là tiểu tam tử giả vờ, mà hắn sở dĩ làm như vậy tất nhiên là có chuyện muốn làm. Nhưng nơi này tất cả đều là cao thủ quy nguyên cảnh, cho dù hắn là kỳ lân chi tử nhưng vẫn chưa trưởng thành, nếu tùy tiện ra tay cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp a. Trong lúc nhất thời, trái tim Trác Phàm nhất thời níu lại, nhìn chằm chằm bóng người quen thuộc kia, sắc mặt ngưng trọng, trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tiểu tam tử, không cần xúc động, không cần xúc động a. Thế nhưng tiếng ho hét trong lòng hắn lại không truyền đến trong lòng tiểu tam tử được. Ngay trong ánh mắt lo lắng của hắn, tiểu tam tử cuối cùng dưới sự chú ý của một đám cao thủ, trực tiếp chạy đến bên cạnh thượng quan Phi Vân, nắm đấm nhỏ xinh đẹp, tựa như mưa, không ngừng đánh lên người thượng quan Phi Vân, khóc không ngừng, người xấu, mau thả cô ta, thả cô ta. Tiểu tam tử,
mau đi bốn hung hăng cắn răng. Thượng quan Khinh Yên cũng là vẻ mặt khẩn cấp, tuy rằng cổ bị bóp chặt, nhưng vẫn cố gắng nhất lên khí lực toàn thân, nghẹn ngào lên tiếng, trong hai mắt chớp động lệ quang cảm động, nhưng cũng có vô tận lo lắng, vẻ mặt ngưng trọng khàn khàn hô lên, bởi vì cổ Tam Thông giả vừa là hài đồng, nắm tay cùng lực đạo cũng như hài đồng, cho nên Thượng quan Phi Vân cũng không biết tiểu quái vật này đáng sợ, còn đem hắn coi là một đứa trẻ bình thường, hai mắt sáng rực, nhất thời vung tay nâng hắn lên, cười to lên tiếng, ha 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 cổ Nhất Phàm, ta sớm nghe nói ngươi có một đứa con trai, hẳn là tiểu tử này, lần này vừa vặn, nhi tử của ngươi cũng ở trong tay ta, cho dù ngươi mặc kệ tính mạng nha đầu này, cũng không thể không để ý đến tính mạng của nhi tử của mình đi. Không nói gì, da mặt Trác Phàm nhị không được co rút, vẻ mặt lo âu nhìn về phía tiểu tam tử, hai tay hung hăng nắm chặt. Tiểu tam tử, ngươi không nên tới người xấu, mau thả cô ta ra. Ngươi giấu cổ Tam Thông bị Thượng quan Phi Vân xét lên, giơ lên cao, nhưng vẫn không ngừng dãy ruộng, quyền đấm cước đá, canh phanh nện lên người Thượng quan Phi Vân, nhưng chỉ như là gãi ngứa, lộ ra vẻ buồn cười, không khỏi càng làm cho Thượng quan Phi Vân cười to liên tục, cải mái nói, Cổ Nhất Phàm, ta đếm ba lần, nếu ngươi còn không chịu giao ra Trùng Thiên Kiếm, ta sẽ không những giết nha đầu này, mà còn muốn mạng nhi tử của ngươi. Ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng, Thượng quan Phi Vân, ngươi là đồ vô sỉ, thân là cao thủ quy nguyên, cư nhiên hạ độc thủ với một hai tử 6-7 tuổi, ngươi có còn biết xấu hổ hay không? Hung hăng nắm lấy móng vuốt sắt của hắn, Thượng quan Khinh Yên dãy dụa thở dốc, mắng to. Nhưng Thượng quan Phi Vân chỉ là vẻ mặt âm trầm, cũng không để ý tới, mà là vắt vang nhìn chằm chằm chỗ Trác Phàm, bắt đầu đếm ngược, mà mí mắt không ngừng run rẩy, Trác Phàm hít sâu một hơi, không biết nên làm như thế nào. Hai, Thượng quan Phi Vân lại quát lớn một tiếng, sát ý trong mắt cũng càng ngày càng mạnh, Trác Phàm hai tay nắm chặt, cũng không nói lời nào, chỉ là trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh của tiểu tam tử không buông. Bách Lý Kim Vĩ ở một bên nhìn, thấy Trác Phàm cho đến bây giờ vẫn không động đậy, lúc này không khỏi cười nhạo một tiếng, khít tường nói, Cổ đại sư, ngươi thật sự ý chí rất đã, vô tình đến như vậy sao? Lúc trước ngươi nói cùng nha đầu này quen biết ngày ngắn, không có tình cảm, hiện tại đổi lại là nhi tử của ngươi, chẳng lẽ cũng là ở chung ngắn ngày, không có tình cảm? Hừ hừ, không nghĩ tới thiên hạ lại có loại phụ thân như ngươi, vì một kiện vật chết, tình nguyện không cần tính mạng nhi tử. Ngược lại là Lệnh Lang, tuổi còn nhỏ đã tình thâm ý trọng, cùng là ở chung với nha đầu này một tháng, nhưng đã tình nghĩa thâm trường, lại nói, các ngươi có phải là cha con ruột không vậy? Vì sao phong cách làm việc lại hoàn toàn trái ngược như vậy à? Ha ha ha, Bách Lý Kim Vĩ cười to một tiếng, cực kỳ trào phúng, nhưng không thể không nói. Thật đúng là bị hắn nói đúng, Trác Phàm cùng tiểu tam tử, đích xác không phải cha con ruột. Bất quá không phải cha con ruột, lại hơn cả cha con ruột. Trác Phàm hiện tại đang do dự, không phải là không muốn cứu, mà là muốn phối hợp với hành động của tiểu tam tử, thuận lợi cứu hắn lại đây. Dù sao, với thực lực của tiểu tam tử, hoàn toàn có khả năng nắm chặt thời cơ cứu viện, cho nên hắn đang chờ, chờ hai cha con bọn họ, thiên y vô phùng phối hợp. Một, rốt cục, đếm ngược của Thượng quan Phi Vân đã đến đích. Nhưng chỗ Trác Phàm còn chưa có động tĩnh, Thượng quan Phi Vân không khỏi sắc mặt lạnh lùng, hãi quát. Thật sự là một phụ thân vô tình vô nghĩa, vậy mà ngay cả tính mạng con ruột mình cũng không để ý. Đã như vậy, vậy bổn vương sẽ thay ngươi bóp chết tiểu tạp chủng này phanh. Nhưng mà, còn không đợi hắn dứt lời, một tiếng nổ lớn rung trời chật địa nhất thời phát ra. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ cự lực thẳng thấu tim phổi, cô đau đớn thấm vào tim gan kia, nhất thời làm cho hắn không nhịn được phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Sau đó toàn bộ thân thể liền bay ngược ra ngoài, bàn tay đang nắm hai con tin cũng không tự chủ được nhất thời rời tay mà bay, sóng xung kích cường đại trực phát tán ra bốn phía, chấn động đến bụi đất bay múa, sương mù đầy trời, toàn bộ mặt đất cũng nhất thời nổ tung khuếch tán ra bốn phía, phương viên 10 dặm chung quanh vương phủ cũng bị san thành bình địa. May mà tất cả mọi người nơi này đều là cao thủ quy nguyên, thực lực cường hãn, bằng không chỉ là dư ba vừa rồi cũng không biết sẽ cướp đi bao nhiêu sinh linh tính mạng. Mà đợi đến khi gió nhẹ thổi qua, khói bụi tản đi, hết thảy lại rõ ràng, hoái miệng Thượng quan Phi Vân hàm chứa một tia máu nhàn nhạt, song đồng hơi run lên khi nhìn về phía trước, hai mắt lại nhất thời ngưng tụ, khó có thể tin nói, sao có thể được, tiểu tử này. Những người còn lại quay lại nhìn cũng nhịn không được trong lòng cả kinh, lộ ra khuôn mặt khó có thể tin, làm sao nó có thể, tên tiểu bất điểm này cư nhiên đả thương Phi Vân Kiếm Vương, điều này làm sao nó có thể làm được. Giờ này khắc này, cổ Tam Thông thở hổn hển, hồng mang toàn thân đại phóng, một nắm tay nó nớt còn đang duỗi dài nhìn về phía Thượng quan Phi Vân, đồng dạng kinh hãi dị thường, vẻ mặt ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn cùng cao thủ quy nguyên giao thủ, hơn nữa còn là ngay từ đầu đã chống lại Cửu Kiếm Vương, quy nguyên cảnh đỉnh phong, tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Nhưng mặc dù như vậy,
Dưới một kích đánh lén, kỳ lân lực không gì sánh kịp của hắn, dĩ nhiên chỉ là khiến thượng quan Phi Vân chịu một tia thương thế mà thôi, còn chưa trọng thương. Đây là tuyệt đối là chuyện có một không hai. Giờ khắc này, hắn rốt cục mới biết vì sao Trác Phàm lo lắng. Phi Vân thành này, phủ đầy cường giả quy nguyên, quả nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không còn là nơi trước kia hai người bọn họ có thể kiêu ngạo ương mạnh. Tiểu tam tử, đột nhiên, đúng lúc tất cả mọi người đều bị một màn không thể tưởng tượng nổi vừa rồi làm cho kinh hãi không hiểu. Một tiếng hét lớn lại bỗng dưng vang vọng bên tai mọi người. Ngay sau đó, tong ong một tiếng, xung quanh tiểu tam tử nhất thời phát ra một đạo không gian chấn động, mà cách đó không xa, trong màn quang của truyền tống trận, đồng tử phải của Trác Phàm hiện lên một đạo quang hoàn màu vàng, là chính là Không Minh Thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị, mí mắt khẽ run lên. Tiểu tam tử cũng biết địch nhân quá mạnh, không nên luyến chiến, vì thế không còn so đấu như thường lệ, một tay bắt lấy bàn tay của thượng quan Khinh Yên ở bên cạnh còn đang kinh ngạc khó hiểu, hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, vội vàng mở miệng, cô, lát nữa thả lỏng thân hình, không cần phản kháng, cha sẽ cứu chúng ta đi. Không khỏi sừng sốt, thượng quan Khinh Yên còn chưa rõ nguyên nhân, nhưng nhìn một hài đồng 6-7 tuổi, cư nhiên lộ ra vẻ nghiêm trang như người lớn, cũng không khỏi ngơ ngác gật đầu một chút, tỏ vẻ hiểu rõ, tiểu tạp trùng, dám đả thương bổn vương, đến nộp mạng. Nhưng vào lúc này, liền nghe hưu, một tiếng xé gió vang lên, thượng quan Phi Vân đã nổi giận lên tiếng. Một đạo kiếm kình mút trời đột nhiên bắn về phía hai người, chỉ trong thoáng chốc, không gian chấn động, thiên địa đột biến, kiếm quang cường đại tựa như muốn đem thiên địa chia làm hai, trong nháy mắt liền đến trước người hai người, uy áp cường hãn, tắc chế khiến hô hấp của bọn họ chậm lại, không thở nổi. Một kiếm này nếu đánh trúng thật, thân thể kỳ lân cường hãn dị thường của Cổ Tam Thông, không biết sẽ như thế nào, nhưng thượng quan Khinh Yên tuyệt đối khó thoát khỏi tử cảnh, nhất định là cục diện vũng thi vạn đoạn. Thấy tình cảnh này, thượng quan Phi Hùng không khỏi kinh hãi, mắng chửi thành tiếng, thượng quan Phi Vân, ngươi thật không biết xấu hổ, là một tu giả quy nguyên, cư nhiên xuất ra đòn sát thủ đối với một hài đồng cùng hóa hư cảnh nữ tử, ngươi còn có mặt mũi nào để đi trên đại lục giữa Nam Châu? Đánh giám, đó đâu phải là hài tử, căn bản là một tiểu quái vật không biết chui ra từ đâu, ngươi đã gặp qua hài tử nào có thể có quái lực như vậy, một quyền đem bổng vương đả thương đến hộc máu, tuy nói là do đánh lén, nhưng cũng không phải ngươi thường có thể làm được. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, thượng quan Phi Vân trả lời một cách mỉa mai, thượng quan Phi Hùng nhất thời nhẹn lời, nhưng cũng không kịp ngăn cả, chỉ có thể dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hai người, trong lòng run rẩy một mảnh, trái tim đều sắp nhảy đến cổ họng, nhưng bọn họ gấp gáp một, Trác Phàm bên này càng gấp gáp 10, hắn hiện tại nhất định phải dùng toàn lực vận chuyển Không Minh Thần Đồng, nhất định phải nhanh hơn kiếm kình của thượng quan Phi Vân mới được, nếu không tiểu tam tử, hai mắt như muốn nứt ra, Trác Phàm trong lòng giống to, trong mắt phải bởi vì vận chuyển nguyên lực quá nhanh, bên trong đồng tử cường đại đã chảy ra từng tia máu tươi, nhưng hắn lại không hề để ý chút nào, vẫn hung hăng mở to hai mắt. Không gian bên cạnh Cổ Tam Thông cũng đang kịch liệt rung động, không gian sẽ lập tức chuyển đổi. Chương 1548, tiểu tam tử hưu, một đạo âm thanh chói tai xẹt qua hư không, đâm đến lỗ tai đau nhức. Đạo kiếm kình kia dĩ nhiên đã đi tới nơi cách bọn họ một thước, mà chấn động không gian chung quanh tựa hồ cũng dần dần bình ổn lại, tiến vào hồi kết. Không Minh Thần Đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị, cũng rất nhanh sẽ đem bọn họ cứu khỏi nơi này, thoát ly hiểm cảnh. Hai người thượng quan Phi Vân cùng Trác Phàm, một người giết người, một người cứu người, lại cơ hồ là đồng thời hoàn thành tuyệt học mình sử xuất với bọn họ, không kém mảy may. Bất quá, cũng chính là không kém mảy may này, làm cho trong vòng đọ sức thời gian, Trác Phàm lại nhất thời rơi vào thế hạ phong. Dù sao, so với cứu người, giết người đơn giản hơn nhiều. Tuy nói không gian chuyển hóa cùng trùng thiên kiếm kình kia cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mặt hai người, nhưng kiếm kình kia dù sao cũng là thượng quan Phi Vân phát ra. Mặc dù không hoàn toàn đụng phải hai người, nhưng cô ám kình kia cũng đủ để người thường gân mạch tổn hại, chấn thương phế phủ, thân thể thánh thú như Cổ Tam Thông, nếu không phải vấp phải lực đạo kia, tự nhiên không quan trọng. Mấu chốt chính là nha đầu thượng quan Khinh Yên này, chênh lệch thực lực với thượng quan Phi Vân thật sự quá lớn, một người là quy nguyên đỉnh phong, một người ngay cả dung hồn cảnh cũng chưa tới, đừng nói là chính diện đụng phải. Cho dù là một tia khí tức kiếm vương kia lộ ra, cũng đủ để cho nàng xương vẫy gân đoạn, bỏ lại nửa cái mạng. Trong lòng hoàn toàn hiểu được điểm này, Cổ Tam Thông mắt thấy Trác Phàm tựa hồ đã không kịp cứu hai người bọn họ, đồng tử không khỏi nhất thời ngưng tụ, bàn tay nhỏ bé kéo lên, liền đem thượng quan Khinh Yên kéo ra phía sau mình, sau đó thân thể nhỏ bé dưới chân đạp một cái, nhất thời liền hung hăng hướng kiếm kình kia vọt tới, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Tiểu tam tử, thấy tình cảnh này, cơ hồ là đồng thời, Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên đồng loạt hét lớn thành tiếng, khàn cả giọng, nhưng dĩ nhiên đã không còn kịp nữa rồi. Vẻ mặt Cổ Tam Thông trang nghiêm, đã nên đón kiếm kình kia, một quyền trần lập xít mang, hung hăng nện lên. Tiểu gia chính là bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, cả đời chưa bao giờ bại qua.
một đạo kiếm khí nho nhỏ của ngươi, sao có thể đả thương ta chút phốc. Trong nháy mắt Cổ Tam Trong tiếp xúc với kiếm kình kia, không khỏi cười to liên tục, quát mắng không ngừng, tâm tình hăng hái, nào giống một đứa trẻ khóc lóc sướt mướt, mùi sữa chưa khô. Cho dù là những cao thủ quy nguyên vây quanh bọn họ, giờ này khắc này, cũng cảm nhận được thiếu niên này thấy chết không sờn, kiệt ngạo bất tuân, anh hùng khí khái. Nhưng đáng tiếc, kẻ mà hắn đối đầu chính là Thượng Quan Phi Vân. Một quyền này của hắn nếu là đọ sức cùng cao thủ quy nguyên khác, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng đối với Thượng Quan Phi Vân mà nói, chợt nghe một tiếng trầm đục phát ra, đao kiếm kình kia không chút đình trệ xuyên thấu qua cánh tay của Tam Thông, bắn thẳng về phía Thượng Quan Khinh Yên ở phía sau. Mà hắn cũng nhịn không được nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, lời kiêu ngạo vừa rồi còn chưa kêu gào xong, cũng bỗng dưng dừng lại, khuôn mặt vốn hồng nhuận đã trở nên trắng bệch, thân hình nhỏ gầy, phiêu linh trong gió, thẳng tắp rơi về phía sau. Bất quá, cũng bởi vì một quyền này của hắn ngăn trở, đao kiếm kình kia nhất thời chậm lại một chút. Tuy rằng ngay cả một giây thời gian cũng không tới, đối với người thường có thể là không đáng kể, nhưng mà tại thời điểm vạn phần nguy cấp này lại đóng một vai trò trọng yếu. Tốc độ kiếm kình kia rốt cục so với Không Minh Thần Đồng của Trác Phàm đã chậm hơn một bước, mà cơ hồ là trong chớp mắt lóe lên, thân thể Thượng Quan Khinh Yên đã nhanh chóng biến mất. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên cạnh Trác Phàm, dung nhập vào trong màn sáng chói mắt kia. Đao kiếm kình kia xuyên thẳng qua mảnh hư không, bắn về phía đám người ở phía sau. Chợt nghe ầm ầm một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra, từng tiếng kêu rên lò thét bỗng dưng vang lên. Phóng mắt nhìn lại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trăm dặm chung quanh chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành một mảnh phế tích. Từ phương hướng kia, đám cao thủ quy nguyên ở không cũng bị vạ lây, đã có hơn 30 người trọng thương mất mạng. Có thể thấy được uy lực một kiếm kia của Thượng Quan Phi Vân cường hãn cỡ nào. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi đồng loạt co rụt lại, trong lòng hoảng sợ. Bất quá, bọn họ không chỉ kinh hãi thực lực của Thượng Quan Phi Vân, còn kinh ngạc trước thần thông của Trác Phàm, dĩ nhiên lại có biện pháp cứu người dưới mí mắt Phi Vân Kiếm Vương. Loại năng lực này, cho dù là cao thủ quy nguyên ở đây cũng tự than không bằng a. Mà Thượng Quan Phi Hùng thì giật mình một cái, nhìn thấy nữ nhi của mình được cứu, cũng nhịn không được thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng yên tâm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm có chút phức tạp, không biết nên cảm kích hay nên thống hận. Đồng thời bên trong cũng có tán thưởng thật sâu, thằng nhóc này là người có năng lực bất phàm. Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Nhưng giờ khắc này, Trác Phàm đã không buồn để ý tới ánh mắt của những người khác, đồng tử bên phải tiếp tục lóe lên kim quang. Sau khi cứu Thượng Quan Khinh Yên đến bên người, Trác Phàm vội vàng thi triển lại chiêu thức vừa rồi, một lần nữa nhìn chằm chằm vào Cổ Tam Thông sau khi trọng thương, còn đang ngửa ra sau bay trên không trung, từng trận không gian ba động lại phát ra. Nhưng mà, cao thủ so chiêu, chiêu số đã vập qua một lần, há có thể trúng chiêu một lần nữa. Bám một tiếng, một đạo bóng đen mạnh mẽ xông tới, một phen liền bắt lấy cần cổ non nớt của Cổ Tam Thông, vung tay lên. Đùng một tiếng, chấn động không gian kia liền nhất thời tiêu tán vô tung vô ảnh, một lần thứ nữa khôi phục bình tĩnh. Chương 1549, Tiểu Tam từng hừ, Cổ Nhất Phàm, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ là thiên tài luyện đan sư thập nhất phẩm, trước vô cổ nhân hậu vô lai giả ra, kỳ môn quái thuật trên người cũng thật đúng là không ít. Lạnh lùng cười, Thượng Quan Phi Vân đem thân thể Cổ Tam Thông xách ngược lên trước mặt Trác Phàm, máu tươi theo cánh tay Tiểu Tam Tử không ngừng nhỏ xuống, mặt đầy dữ tợn nói: "Một tên đại quái vật, một tên tiểu quái vật, hai cha con các ngươi thật đúng là con mẹ nó, làm cho lão phu mở rộng tầm mắt." Lão tử gian trá giảo hoạt, lãnh khốc vô tình, nhi tử tuổi còn nhỏ, quái lực kinh người, một quyền vừa rồi, thật đúng là đả thương lão phu không nhẹ, làm cho lão phu tức giận sử dụng sát chiêu. Bất quá, may mắn nhi tử này của ngươi cũng coi như có năng lực, đã được một kiếm kia, tuy nhiên còn không chết. Bất quá kế tiếp, nếu ngươi không thức thời, lão phu thật sự sẽ giết chết thằng nhóc này. Mí mắt không khỏi run lên, Trác Phàm trong lòng không khỏi trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài. Thượng Quan Khinh Yên thấy vậy, lại nhất thời vội vàng gọi Tiểu Tam Tử, sau đó xoay người nhìn về phía Trác Phàm, vội vàng nói: "Cổ Nhất Phàm, ngươi mau cứu hắn a, một thanh kiếm chỉ là vật chết, không có gì to tát, nó chính là con trai ngươi a." "Đúng vậy, một thanh kiếm mà thôi, một vật chết, làm sao có thể so sánh với nhi tử của mình trọng yếu hơn." Ha ha ha, nhất miệng cười, Thượng Quan Phi Vân theo lời Thượng Quan Khinh Yên nói, nhất thời lên tiếng trêu chọc, hơn nữa còn vừa cười vừa xách ngươi Tiểu Tam Tử lắc lư qua lại trên không trung, mặt đầy vẻ trào phúng, từng giọt máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy xuống phía dưới. Sắc mặt tái nhợt của Tiểu Tam Tử cũng càng trở nên trắng bệch, thân thể cũng càng trở nên suy yếu. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người ở đây đều có chút không đành lòng, sinh ra lòng trắc ẩn. Tuy nói quái lực của Cổ Tam Thông đích xác kinh người,
nhưng bề ngoài vẫn là một đứa trẻ a, nhất là hành động đại nghĩa xả thân cứu người lúc trước, không khỏi khiến cho mọi người đồng tình. Nếu không phải bây giờ, người nắm lấy cổ Tam Thông chính là Thượng Quan Phi Vân mà nói, phỏng chừng có người đã muốn rút đao tương trợ. Ngươi là ác tặc, có giỏi thì đừng khi dễ tiểu hài tử, như thế còn tính là nam nhân sao? Nhìn chằm chằm khuôn mặt càng ngày càng suy yếu của cổ Tam Thông, Trác Phàm trong lòng do dự bất định. Nhưng đúng lúc này, cổ Tam Thông lại miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra một nụ cười trấn an, còn nháy mắt với Thượng Quan Khinh Yên bên kia, sau đó liền bình yên nhắm mắt lại, phảng phất đã không quan tâm sinh tử. Lông mày khẽ run lên, Trác Phàm hiểu rõ, hai quyền bất giác hung hăng nắm chặt lại, nhưng rất nhanh lại bất đắc dĩ buông ra. Sau đó sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên bắt lấy bả vai Thượng Quan Khinh Yên. Ấn quyết trong tay rốt cục kết xong một bước cuối cùng, chúng ta đi. Cái gì? Thượng Quan Khinh Yên còn chưa rõ. Chợt xoạt một tiếng, quang mang chung quanh dĩ nhiên đã đại thịnh. Ngay sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, ngay cả đạo quang mang chói mắt kia cũng không thấy đâu, thân thể nhịn không được chấn động. Tất cả mọi người nhìn hết thảy, tất cả đều chấn động, cho dù là đám người Bách Lý Kim Vĩ cũng tuyệt đối không thể tin được. Cổ Nhất Phàm này thật sự lãnh khốc vô tình đến như thế sao? Vì một thanh kiếm, ngay cả con ruột của mình cũng không cần. Trượng Quan Phi Vân càng là da mặt co rút, hai mắt vất lao nhìn chằm chằm nơi quang huy biến mất, tức giận đến toàn thân phát run. Bàn tay đang nắm lấy cổ Tam Thông kia cũng nhịn không được hung hăng siết chặt. Nếu thân thể cổ Tam Thông không phải là thân thể thánh thú mà nói, phòng trừng một chảo này dĩ nhiên đủ để đem toàn bộ chân hắn bóp nát. Ha, có lý này, thật sự ha có lý này. Thượng Quan Phi Vân ngửa mặt lên trời vào thét, mắt đỏ tai hồng nhìn hai tử trong tay, sát ý trong mắt không ngừng chảy ra. Cổ Nhất Phàm chết tiệt, nếu ngay cả hai tử của mình ngươi cũng không cần, vậy lão phu kia liền giúp ngươi kết thúc tiểu súc sinh này. Nói xong, hai ngón tay của Thượng Quan Phi Vân đã khép lại, nguyên lực phóng đại, muốn dùng một ngón tay đâm chết cổ Tam Thông. Nhưng đúng lúc này, một ngón tay trùng thiên của hắn còn chưa bổ xuống, bá một tiếng, một đạo quang mang chói mắt lại nhất thời từ bắt đầu thất tinh trên 9 tầng trời thẳng tắp rơi xuống. Chẳng qua lúc này đây cũng không phải là rơi vào vương phủ, mà là rơi xuống trong cổ trạch, nơi dừng chân của Trác Phàm ở Phi Vân Thành. Thoáng chốc, một cột sáng thông thiên chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cũng làm cho một chiêu mang theo thống hận của Thượng Quan Phi Vân Hàm nhất thời dừng lại không trung, không có nện xuống. Chờ một chút. Cùng lúc đó, Bách Lý Kim Vĩ cũng vội vàng hét lớn một tiếng khuyên can, nhìn thoáng qua cột sáng ở nơi xa xa kia, vội vàng nhìn về phía những đại sư bày trận bên cạnh, hỏi: "Đây là chuyện gì xảy ra?" Liếc nhau một cái trao đổi ánh mắt, một vị trận sư trầm ngâm một chút, hom người bẩm báo nói: "Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, trong thiên địa có pháp tắc của mình, trận pháp cũng giống nhau. Đại thể tuân theo năng lượng có thể hội tụ bao nhiêu, uy lực cũng lớn bấy nhiêu. Ở điểm này, vô luận là trận pháp gì, cho dù là trận pháp truyền tống cũng giống vậy. Người này có thể nhanh chóng bày ra truyền tống trận trong vương phủ, mặc dù là tinh thần đại trận dùng thánh linh thạch, hắn lại là đại sư tinh thông trận pháp, cũng nhất định là không bột đấu hột nên hồ. Trận pháp bày ra cũng chỉ là loại nhỏ mà thôi. Trận pháp như vậy, truyền tống không được bao xa. Muốn bố trí truyền tống trận quy mô lớn, tốn rất nhiều thời gian. Ở Trung Châu địa vực đều có người trông coi, không có khả năng vô thanh vô tức bày ra, cho nên lộ tuyến chạy trốn của hắn đại khái cũng là truyền ra khỏi vương phủ mà thôi chắc. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Bách Lý Kim Vĩ đã vung tay tát một cái, tức giận mắng thành tiếng: "Chết tiệt, sao không sớm nói!" Chương 1550. Hào quang dứt lời, Bách Lý Kim Vĩ vội vàng quay đầu nhìn về phía Đan Thanh Sinh một mực im lặng không lên tiếng, hiểu được ý tứ của hắn. Đan Thanh Sinh trong nháy mắt đi tới bên người hắn, nắm lấy thân thể hắn, liền hướng nơi quang trụ kia rơi xuống bay đi. Hắn chỉ là một tu giả hóa hư mà thôi, nếu không có cường giả quy nguyên mang theo, phỏng chừng dùng tốc độ của hắn, cho dù người ta dùng là loại truyền tống trận nhỏ, hắn cũng đuổi không kịp. Mà Thượng Quan Phi Vân thấy vậy, cũng hiểu được ý tứ của hắn, tiểu tạp chủng này còn có giá trị lợi dụng, còn có thể dùng làm lợi thế trao đổi, vì thế không nói hai lời, cũng mang theo cổ Tam Thông đang suy yếu, vội vàng bay về phía quang trụ rực rỡ kia. Về phần các cao thủ quy nguyên còn lại, cũng đồng mặt đi theo, không dám có chút chậm trễ. Chỉ trong chốc lát, trong vương phủ đại viện vừa rồi còn cao thủ như mây, giờ khắc này lại bỗng dưng vắng vẻ, chỉ có 5 người còn ở chỗ này. Thượng quan gia chủ Thượng Quan Phi Hùng cùng với 3 chi cường cung phụng của Thượng quan gia, còn có một Thượng quan Ngọc Lâm đang hấp hối nằm trong hồ lớn khó có thể nhúc nhích. Chỉ thế mà thôi, nhìn bóng dáng mọi người trong nháy mắt rời đi, ngay cả công phu liếc mắt nhìn bọn họ cũng lười nhìn. Trong lòng đám người Thượng Quan Phi Hùng không khỏi một trận bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút mất mát. Chẳng lẽ mấy vị đại nhân Đông Châu chúng ta không có cảm giác tồn tại cùng giá trị như thế? Người ta coi chúng ta như không khí, ra ngoài cũng không mang theo khóa cửa, không để vào mắt, chân trụi không để vào mắt.
Điều này không khỏi làm cho bốn lão gia hỏa này trong lòng một trận buồn bực. Trước kia ta trốn ở chỗ tối, sợ bị người ta phát hiện, cẩn thận chặt chẽ. Hiện tại người ta không đem ngươi là đương sự, trong lòng ngươi còn trống rỗng. Đây thật đúng là bị coi thường a. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, Cổ Nhất Phàm tuổi còn trẻ, lại đem thế lực của hai phe cường đại đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, có dũng có mưu, làm cho người ta thán phục, đích thật là tỏa sáng rực rỡ. Nếu là ở nơi khác, phòng trừng bọn họ cũng sẽ đem tất cả lực chú ý từ thượng quan gia truyền đến trên người tiểu tử này. Dù sao, tiểu tử này đích xác là có tư cách này. Đầu tiên là tay cầm trùng thiên kiếm, dĩ nhiên đã đủ để làm tiêu điểm của mọi người. Tiếp theo là tài năng của hắn, cũng là làm cho tất cả mọi người nơi này tán thưởng không thôi. Hiện giờ hắn chỉ là một thanh niên có thiên tư xuất sắc, vậy về sau thì sao? Một nhân vật nguy hiểm như vậy, há có thể không thu hút sự chú ý của người khác? Mà thượng quan gia bọn họ, mặc dù là một thế lực lâu đời, thâm căn cố đế, nhưng không thể không nói, sau khi phát triển mấy ngàn năm, đã không còn mãnh liệt phát triển nữa. Nhưng Cổ Nhất Phàm bất đồng, hắn tựa như kiếm tôn bất bại năm đó, tuy rằng một mình lăng bạt thiên hạ, nhưng cỗ tiềm lực vô tận kia lại làm cho người ta thiên kỵ thật sâu. Có lẽ chính là bởi vì nhận thấy được điểm này, đám người Bách Lý Kim Vĩ cùng thượng quan Phi Vân mới để ý đến thanh niên này, đuổi theo không rời như thế. Có lẽ cũng không đơn thuần là bởi vì trùng thiên kiếm nghĩ như thế. Thượng quan Phi Hùng nhìn về phía cột sáng kia, không khỏi thở dài một tiếng. Sóng trưởng giang, sóng sau đẩy sóng trước, một đời so với một đời càng mạnh hơn a. Chỉ là không thể tưởng tượng được, quang huy của thượng quan gia chúng ta nhanh như vậy liền ảm đạm xuống, hơn nữa còn là không bằng một mao đầu tiểu tử. Không phải là chúng ta ảm đạm, mà là hào quang của hắn quá mạnh. Nhẹ nhàng vuốt vuốt tròng râu, một vị cung phụng cũng khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: ban đêm sao sáng là bởi vì mây đen che khuất ánh trăng, ánh trăng sáng ngời là bởi vì mặt trời đã lặn xuống sườn núi. Vì vậy, khi ánh trăng lao ra khỏi mây đen, ánh sao liền không còn rực rỡ. Mặt trời leo lên ngọn núi, ánh trăng ẩn đi lãnh mang. Hiện tại, tiểu tử kia chính là mặt trời, là mặt trăng, hào quang của hắn quá chói mắt. Nếu lần này có thể bình yên thoát thân, quang mang ngày sau sẽ càng chói mắt, tiền đồ không thể hạn lượng a. Nghe được lời này, mọi người nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Một thời đại mới sắp đến, tường giả mới cũng phải cuột khởi, chúng ta cuối cùng cũng đã già như vậy, chúng ta có nên đuổi theo hay không? Lão phu lo lắng cho Yên Nhi trầm ngâm một chút. Thượng quan Phi Hùng lại nhìn về phía trụ sáng kia, vẻ mặt sầu tư nói, chậm rãi lắc đầu. Một vị cung phụng nhàn nhạt lên tiếng, cũng không cần, vừa rồi hổ lang thành đàn, tình huống nguy hiểm như vậy, ngay cả chúng ta cũng không thể an toàn cứu Yên Nhi ra, vậy mà tiểu tử kia lại làm được. Hiện tại tiểu tử kia đã bình yên đi lên con đường hắn sớm bố trí cho mình, làm sao có thể không toàn thân trở ra? Yên Nhi đi theo hắn sẽ không có việc gì đâu. Ngược lại là chúng ta, nếu sớm đã đuổi không kịp tiểu tử kia, không lấy được trùng thiên kiếm, có đuổi kịp cũng vô ích. Dù sao hào quang của chúng ta bị tiểu tử kia che chắn nên tối đi một chút, nhưng chỉ cần tiểu tử kia thoát thân, quang mang của chúng ta sẽ tỏa sáng rực rỡ. Đến lúc đó, lực chú ý của đám người Bách Lý Kim Vĩ đều tập trung vào trên người chúng ta, không tránh khỏi lại là một phen ác chiến. Chúng ta lại đánh không lại nhiều người như vậy, mặc dù thoát thân cũng sẽ không khỏi bị thương đổ máu. Đây không phải là không có việc gì lại đi tìm đánh sao? Chỉ có kẻ ngốc mới đi làm loại chuyện này. Ha ha ha, nghe được lời này, Thượng quan Phi Hùng cân nhắc một chút, thản nhiên gật đầu, trong lòng thầm than, tiểu tử, tuy rằng tiểu tử ngươi gian tà rào hoạt, dùng mọi cách để lợi dụng chúng ta, như lão phu tự hỏi, bản thân ta cũng không tồn tại bao nhiêu thiện tâm đối với ngươi, nhưng Yên Nhi thì khác, nàng thật lòng đối với phụ tử các ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể đối xử tử tế với nàng, bảo vệ nàng chu toàn. Lão phu này liền vô oán vô cầu. Nghĩ như thế, Thượng quan Phi Hùng khẽ thở dài một tiếng, bình tĩnh gật gật đầu, sau đó chỉ vào thượng quan Ngọc Lâm trong hồ lớn, hai tròng mắt bỗng dưng âm trầm xuống nói, như vậy ba vị cung phụng, từ xúc sinh này thì sao? Đại tội phản tộc, mang về hào hào thẩm vấn. Tinh mang trong mắt chợt lóe, một vị cung phụng tức giận quát thành tiếng. Thượng quan Phi Hùng nghe xong cũng bình tĩnh gật gật đầu, sau đó liền bay vào hố, giơ tay đánh ra một chảo, liền đem thượng quan Ngọc Lâm đang kinh hoàng thất thố, vẻ mặt chua xót, trong mắt đều là vẻ cầu xin tha thứ bắt lên. Sau đó tứ đại cao thủ cũng không quay đầu lại, trực tiếp bay ra ngoài thành. Chuyện nơi này bọn họ dĩ nhiên không quản được, nhưng xử lý phản đồ nhà mình sao? Hừ hừ, trên mặt tất cả đều là lạnh lùng, hóe miệng bốn người lộ ra nét dữ tợn. Thấy tình cảnh này, trượng quan Ngọc Lâm sắp khóc tới nơi. Con mẹ nó, hắn treo ai chọc ai, làm thế nào làm trong ngoài đều không phải là người. Thám tử như hắn cũng quá thất bại đi, cho dù là ai, hắn cũng từng xuất lực, nhưng cũng không ai nhớ đến hắn. Trong thiên hạ, sao lại có chuyện oan ủ như vậy? Đậu Nga cũng không oan bằng ta a. Bất quá, hắn có lẽ đã quên, cho dù là ai, hắn cũng từng xuất lực,
nhưng tất cả đều là lừa vặt tất cả mọi người. Hắn là gián điệp ba mặt, đích xác rất không xứng đáng, không có một chút đạo đức nghề nghiệp, ngay cả chủ gia cũng hố, chưa từng thật sự trung thành với bất kỳ một nhà nào. Nhưng mà, đây đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn đắc tội người không nên đắc tội, nên mới trở thành như chó nhà có tang, thân bại danh liệt. Không có chỗ đứng ở bất kỳ nơi nào mặt khác. Theo cột sáng lóe lên, thân hình Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên nhất thời xuất hiện ở hậu viện cổ trạch. Thế nhưng, còn chưa đợi Thượng quan Khinh Yên thấy rõ nơi này là nơi nào, từng đạo tiếng phá không lại nhất thời vang lên. Đám người Thượng quan Phi Vân dùng tốc độ quy nguyên cảnh, trong nháy mắt liền cấp tốc bay tới trên cổ trạch, nhất là trong tay Thượng quan Phi Vân còn nắm lấy thân thể của Cổ Tam Thông, hướng về phía Trác Phàm đang ở trong cột sáng không ngừng lung lay hò hét: "Cổ Nhất Phàm, nhi tử mà ngươi không cần, lão tử đến đưa tới cho ngươi đây. Nếu ngươi không giao ra Trùng Thiên Kiếm, lão tử sẽ ở trước mặt ngươi làm thịt thằng nhóc này." Là tiểu tam tử, chúng ta Thượng quan Khinh Yên cả kinh, vội vàng nhìn về phía Trác Phàm ở một bên, kinh hãi kêu lên. Nhưng Trác Phàm vẫn như cũ, giếng cổ không sóng, trên mặt tràn đầy vẻ sắc lạnh, hai tay kết động ấn quyết, nói: "Thiên Tuyền, Mã." Lại lóe lên một cái, thân ảnh hai người Trác Phàm một lần nữa biến mất không thấy, ngay cả cột sáng cũng cùng nhau tiêu tán trong hư không. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Vân nhất thời hai má co rút, lên tiếng mắng to: "Mẹ kiếp, tâm địa thật sự sắt đá đến mức này, ngay cả mặt tiểu tử này cũng không nhìn một chút, trực tiếp rời đi, như thế nào, hắn còn không có ý hồi tâm sao?" Đúng lúc này, Bát Lý Kim Vĩ dưới sự dẫn dắt của Đan Thanh Sinh cũng nhanh chóng chạy tới, vội vàng hỏi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thượng quan Phi Vân tức giận đến nổi trận lôi đình, đâu chỉ không hồi tâm chuyển ý, căn bản một tia do dự cũng không có. Lão Phu đã vập qua vô số loại người, nhưng còn chưa từng thấy qua người lãnh khốc vô tình như vậy. Hắn căn bản không phải là người, hồ, lông mày cao thật sâu. Bát Lý Kim Vĩ cũng tỏ vẻ khó khăn, hắn luôn lấy trí thủ thắng, dựa vào cái lưỡi ba tấc không xương để định đoạt thắng bại. Nhưng hiện tại Trác Phàm căn bản không nghe lời hắn, đói, không gặp mặt hắn, lại nhất thời như dầu muối không ăn, làm cho hắn không còn cách nào khác. Mày! Đúng lúc này, lại là một cột sáng hạ xuống, ngay ở vị trí cách đó không xa, Bách Lý Kim Vĩ vừa thấy, vội vàng vung tay lên, nhất thời dẫn người nhào về phía trước. Thượng quan Phi Vân tức giận hừ một tiếng, tiếp tục mang theo Cổ Tam Thông đi tìm phụ thân. Cổ Nhất Phàm, nhi tử của ngươi, ngươi Thượng quan Phi Vân còn chưa tới nơi đã lớn tiếng quát to. Nhưng Trác Phàm lại một lần nữa truyền đi, khiến hắn nhất thời mất bình tĩnh, hai má co rút mạnh, tiếp theo lại bất đắc dĩ tiếp tục tìm cột sáng tiếp theo đuổi theo. Kết quả là cả Phi Vân Thành liền thấy được một phen buồn cười, toàn bộ đám người của Phi Vân Vương phủ cả đêm đuổi theo từng đạo cột sáng chạy, tựa như thiêu thân lao vào lửa, bị đùa bỡn xoay quanh, nhất là Thượng quan Phi Vân trong tay ôm hài tử khắp nơi tìm Trác Phàm, giống như một oán phụ lan dặm tìm chồng vậy, chỉ thiếu chút nữa lăn một vòng trên đường, tê tâm liệt phế giống to thành tiếng: "Ngươi cái này không có lương tâm, bỏ lại ta cùng hai tử liền mặc kệ, giống như một điêu phụ trợ bố, không có nửa phần phong độ đáng nói." Điều này không khỏi làm cho Thượng quan Phi Vân tức giận đến phổi sắp nổ tung, nghẹn đến mặt đỏ bừng, trong lòng mắng to: "Bà nói nó, con mẹ nó, rốt cuộc là hài tử của ai? Lão tử đưa nhi tử cho ngươi, ngươi còn không cần, nếu ngươi không nhận, lão tử cũng mặc kệ, một chưởng đánh chết là được." Thượng quan Phi Vân trong lòng oán thầm, khẽ nhưng, mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám làm. Bởi vì đây là lợi thế cuối cùng để bọn họ kiềm chế Cổ Nhất Phàm, sao có thể tùy tiện lãng phí, mà Trác Phàm cũng nhìn chuẩn bọn họ không dám làm gì tiểu tam tử, cho nên mới dứt khoát rời đi. Làm như vậy, mặc dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại rất khôn ngoan. Hai cha con bọn họ nếu ở cùng một chỗ, tuyệt đối tất cả đều là một con đường chết. Mà một người trong đó cầm Trùng Thiên Kiếm rời đi, người kia khẳng định có thể sống sót. Thượng quan Phi Vân bọn họ lấy mạng của tiểu tam tử làm lợi thế trao đổi Trùng Thiên Kiếm, Trác Phàm không phải cũng lấy Trùng Thiên Kiếm để bảo vệ mạng tiểu tam tử sao? Giờ này khác này, hắn không có biện pháp cứu tiểu tam tử, điều duy nhất có thể làm chính là dùng cái này để kiềm chế đối phương, để cho tiểu tam tử có thể tạm thời sống sót. Về phần làm thế nào để cứu giúp, Trác Phàm vừa không ngừng truyền tống, vừa đang tỉ mỉ cân nhắc. Dù sao lần này tiểu tam tử xả thân cứu Thượng quan Khinh Yên thật sự là ngoài ý muốn, cũng không nằm trong kế hoạch của hắn, hiện giờ muốn bố trí lại thật sự là phải tính toán thật tốt mới được. Tuy nói Trùng Thiên Kiếm hắn không hiếm lạ, nhưng mạng của tiểu tam tử lại nhất định phải bảo toàn. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm ở trong quang mang sắc mặt ngưng trọng nói không nên lời. Chương 1551, tối nay không thắng thiên cơ. Thiên Quyền, Ngọc Hành, Hai Dương theo từng đạo trụ ánh sáng lóe lên. Trác Phàm ấn pháp quyết trong tay, miệng khẽ lẩm bẩm, không ngừng thay đổi vị trí. Mỗi lần như vậy đều cách xa bọn người Thượng quan Phi Vân mấy trăm dặm, cả
càng về sau vị trí quang mang kia rơi xuống đã bay ra bên ngoài Phi Vân Thành ngàn dặm, mà mấy người thượng quan Phi Vân giống như tiểu trùng chạy đuổi theo ánh đèn, lô rình dập phía sau, cứ mỗi khi sắp đuổi kịp Trác Phàm lại biến mất không thấy tăm tích. Mỗi lần như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tức giận cười khổ, tiếp tục đuổi theo quang trụ nơi xa. Đuổi theo không ngừng, giống như kẻ ngu ngốc bị trêu đùa chạy tới chạy lui, chẳng biết lúc nào mới dừng lại. Cứ như vậy, đi theo liên tiếp bốn trụ sáng, thượng quan Phi Vân cũng đã mất kiên nhẫn, thở hỗn hển tức giận mắng, con mà nó, tên này đang dắt chó đi dạo à. Cô, nếu hắn cứ chạy như vậy lão phu cũng không thèm đuổi, giải quyết tên ót con này trước, rồi tìm Cổ Nhất Phàm tính sổ sao. Ở khu vực Trung Châu, lão phu không tin hắn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Phi Vân Kiếm Vương không nên nói bậy, hiện tại mọi chuyện phải lấy tung tích Trùng Thiên Kiếm, tàm nầu. Chưa cầm được Trùng Thiên Kiếm, sao có thể tùy tiện thương tổn nhi tử hắn. Nếu dưới cơn nóng giận, hắn giấu tiệt Trùng Thiên Kiếm đi, chúng ta biết đâu mà tìm. Lạnh lùng liếc nhìn hắn, Bách Lý Kinh Vĩ lên tiếng răn dạy, sau đó lại vội vàng xoay người nhìn về phía 10 bố trận đại sư đang bay tới, vội vàng nói. Các vị đại sư, các ngươi cũng là những trận pháp đại gia đứng đầu đế quốc, đã qua thời gian dài như vậy, nhìn ra manh mối của trận thức này chưa? Liếc nhìn nhau, 10 vị đại sư trao đổi ánh mắt, có chút do dự. Cuối cùng một trận pháp đại gia trong đó bước ra, không người bẩm báo với Bách Lý Kinh Vĩ, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy tinh thần đại trận, cũng không biết nhiều về nó. Nhưng đại thể vẫn nhìn ra một chút, nó cũng giống truyền tống trận đi bằng con đường địa mạch. Dùng phương pháp giúp đại thành thốn, nếu có thể cắt đứt được con đường địa mạch của hắn, ngăn cản dòng năng lượng lưu động, tự nhiên có thể phá truyền tống. Thế nhưng tinh thần truyền tống trận đi bằng thiên lộ, thiên lộ được xây dựng bởi sức mạnh của tinh thần lực, lại không có cách nào ngăn chặn nó. Cao minh hơn truyền tống địa mạch không biết vấp bao nhiêu lần. Hiện tại bản tướng không quan tâm tạo nghệ trận pháp của hắn cao hơn các ngươi vấp bao nhiêu lần. Bản tướng chỉ muốn biết làm như thế nào mới có thể rút ngắn khoảng cách truyền tống, bắt được tiểu tử kia. Da mặt nhịn không được co rút, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn 10 vị đại sư không còn gì để nói, nổi giận gầm lên, nếu cứ để cho hắn truyền đến truyền đi như vậy, biết bao giờ mới ngừng. Hắn không mệt, chúng ta cứ đuổi theo như vậy cũng mệt. Đây không có, thừa tướng cứ yên tâm đi, vội vã khoát khoát tay, người đại sư kia chỉ lên bầu trời, vội vàng cẩn thận nói. Năng lượng thiên địa lưu chuyển thăng bằng, nó có quy luật riêng, không cho phép phàm nhân vượt qua. Tuy tinh thần trận kỳ diệu, nhưng cũng không thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa pháp tắc, sao có thể vô cùng vô tận. Trơn chúng ta vừa mới xem, người này mượn sức mạnh bắt đầu thất tinh, thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, hai dương theo thứ tự mà đi, vừa vận nghênh hợp với trận thức hắn bố trí dưới hạ giới, mượn tinh lực lưu chuyển hành trình thiên mã, từng bước truyền tống, lấy tiểu truyền tống trận mà đi thành đại truyền tống trận. Nếu ta đoán không sai, chạm tiếp theo sẽ là điểm cuối của truyền tống, chỗ tinh thần kiệt lực, giao quang. Mà sau khi phân tích nơi tinh thần truyền tống qua, chỗ đối ứng dưới hạ giới là chỗ đó. Nói xong, vị đại sư kia chỉ về phía chỗ trống ngoài mấy trăm dặm, nảy mặt nở nụ cười vô cùng đắc ý, hắc 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 nhìn đi. Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, cũng may mới nhìn thấy trận pháp này không lâu nên cũng nhìn ra một chút manh mối. Đây chính là thực lực của thập thất phẩm trận sư chúng ta. Mà, hễ mà. Không đợi ý dâm của hắn tiếp tục diễn ra, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên lần nữa, nhất thời khiến đầu óc hắn choáng váng, gương mặt sương vù, xoay chuyển vài vòng mới dừng lại. Khi hắn nhìn rõ, đã thấy ánh mắt Bách Lý Kinh Vĩ vô cùng phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm mấy người bọn họ. Mấy vị đại sư đều cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí còn có chút ủy khuất. Bọn họ lại làm gì để thừa tướng đại nhân lại giận dữ đến vậy? Bọn họ có làm gì sai đâu? Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ, Bách Lý Kinh Vĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng to, mấy lão ngu ngốc các ngươi, chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm, đứng giải thích một đống vô dụng với bản tướng làm gì, hiện tại nói tiểu tử kia có thể xuất hiện ở đó. Ồ, đồ không biết nặng nhẹ, Phi Vân Kiếm Vương, chúng ta đi, đến trước nơi hắn có thể hạ xuống để ngăn hắn lại. Được bình tĩnh gật đầu, trượng quan Phi Vân nắm chặt tay Cổ Tam Thông, theo thật sát tốc mộ của Bách Lý Kinh Vĩ, bay thẳng về chỗ đó, quang trụ còn chưa hạ xuống. Bọn họ muốn đến trước Trác Phàm một bước, sớm mai phục ở đó. Bách Lý thừa tướng, ngươi mang đến mấy bố trận đại sư, não đều thiếu gân, chứa đậu hù à? Hay, không có cách nào, bình thường bọn họ chỉ lo nghiên cứu bố trí trận pháp, không hiểu nhân tình thế sự, không hiểu tình thế thay đổi nên phải làm thế nào, đơn thuần cực kỳ. Đây cũng là điểm bản tướng xem trọng nhưng cũng có chút bất lực với bọn họ. Dù là luyện đan sư hay bố trận sư, muốn đăng phong tạo cực, phải dốc lòng nghiên cứu, khó tránh khỏi bị cô lập. Đây cũng là điều dễ hiểu. Nói cùng phải, những đan sư và trận sư đạt thành tựu cực cao đều đơn thuần hơn thường nhân rất nhiều. Nhàn nhạt gật đầu, thượng quan Phi Vân tỏ ý tán đồng, nhưng rất nhanh lại trố mắt nhìn, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Nhưng tên tiểu tử kia lại là một ngoại lệ,
Rõ ràng hắn có luyện đan thuật cao như vậy nhưng còn giảo hoạt hơn hồ ly. Bình thường hắn dồn tinh lực vào ngư đồ sao còn có luyện đan thuật cao như vậy chứ? Bát Lý Kinh Vi trầm ngâm một chút, cũng gật đầu tán thành, nảy mặt ngưng trọng nói, đúng vậy, hắn thật đúng là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, khiến người ta không thể nào hiểu rõ, cảm thấy thật nguy hiểm. Trong mắt lóe lên tinh mang, thượng quan Phi Vân liếc hắn thật sâu, cũng gật đầu tán đồng. Chỉ có Đan Thanh Sinh một mực đi theo Bách Lý Kinh Vĩ bay thật nhanh, nhìn sắc mặt hai người, mặt ngoài không gợn sóng, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài, không bị người ta đấu kỵ là tầm thường, nhưng quá chói lóa cũng rất nguy hiểm. Tiểu gia hỏa này vèo 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 từng đạo lưu quang xẹt qua, chỉ trong phút chốc, mấy người Bách Lý Kinh Vĩ đã đi vào gần bãi cỏ kia. Cùng lúc đó, phạch một tiếng, trên chín tầng trời, giao quang tinh thần, một đạo quang mang đột ngột hạ xuống, đúng như những bố trận đại sư kia nói, đã rơi xuống bãi cỏ trước mắt. Hai thân hình Trác Phàm và Thượng Quan Khinh Yên cũng dần dần xuất hiện bên trong ánh sáng. Ha ha ha, quả nhiên đám lão già kia đoán đúng nơi tên tiểu tử này hạ xuống, cười to một tiếng. Thượng Quan Phi Vân nắm lấy tay Cổ Tam Thông vọt thẳng tới nơi này, trong chớp mắt đã tới. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, lần này xem ngươi chạy thế nào được, Cổ Đại Sương. Lão phu đưa nhi tử đến cho ngươi đây. Ha ha ha, Thượng Quan Khinh Yên kinh sợ nhìn vẻ mặt dữ tợn của Thượng Quan Phi Vân đang phóng tới, hoảng hốt la lên, sao lần này bọn họ lại nhanh như vậy? Chúng ta vừa xuống đất, bọn họ đã đuổi theo tới rồi. Xem ra bọn họ đã nhìn ra quy luật hoạt động của trận này, cũng khó trách. Dù sao bọn họ còn mang theo đến 10 bố trận đại sư. Trong mắt hơi động một chút, Trác Phàm nhìn chằm chằm những người như đàn sói đói vọt về phía hắn, vẻ mặt không chút gợn sóng, không chút để ý. Thủ ấn trong tay lần nữa kết động, nhưng cũng không có chứng dùng. Giao quang đầu đá, ngục. Một làn sóng vô hình dao động thật mạnh, quang trụ ánh sáng đột nhiên bộc phát, bạch quang chói mắt lan tràn cả bầu trời. Chỉ trong chốc lát chiếu sáng tực đêm đen như ban ngày. Mà khi thế mãnh liệt kia nhất thời khuếch tán ra bốn phía, đang muốn phóng về phía mấy người Thượng Quan Phi Vân, bọn họ bị khí thế của khí tức kia làm cho dừng lại, không thể mở mắt được, hai tay hung hăng cản trở phía trước chỉ lưu lại một khe hẹp. Nhìn cối sáng phía trước, khóe môi Trác Phàm nhất lên nụ cười tà dị. Bách Lý Kinh Vĩ hét lớn về phía 10 tên đại sư kia, chuyện này là sao? Tại sao sức mạnh của trận pháp lần này lại lớn như vậy, ngay cả cao thủ Quy Nguyên cũng không thể tới gần? Thừa tướng đại nhân, tạm thời chúng tôi không biết, hãy để chúng tôi quan sát trận một chút rồi nói. Thêm gái ngươi, những đại sư kia đều che mắt, nghiêm túc bẩm báo. Gương mặt Bách Lý Kinh Vĩ co rút, mắng to, mấy lão già này, thời điểm then chốt thì như xe bị tuột xích. Trác Phàm nhìn thấy, nhị không được cười lớn một tiếng, chế nhạo lên, ha ha ha, thừa tướng đại nhân, bọn họ đã không biết. Để ta gợi ý cho bọn hắn một câu đi, trận này tên là thất tinh đấu đá, thất tinh là phụ, đấu đá mới là chính, hiểu chưa? Mỉm cười mà nói. Hai người Trác Phàm lắc mình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng quang trụ nhanh chóng phóng lên trời. Tông thanh bình thản nhưng vô cùng nghiêm túc truyền vào trong tai mọi người, mấy ngày này Huyền Tử làm phiền thừa tướng đại nhân chiếu cố, nếu như các ngươi còn muốn trùng thiên kiếm trở về thì xin nhờ các vị nuôi dưỡng Huyền Tử trắng trẻo mập mạc, đến lúc đó tại hạ sẽ tự quay lại. Ha ha ha, vèo. Vừa dứt lời, trên chín tầng trời tất tinh thần rạo rỡ phát sáng, chẳng biết lúc nào một vài trắng mờ nhạt phát ra ánh sáng yếu ớt kết nối 7 ngôi sao một kích chặt chẽ. Sau đó thất tinh bắt đầu cùng giao quang tinh lóe qua một đạo hào quang óng ánh, bắn ra một đạo xà tuyến sáng ngời xe qua khe hở băng qua bầu trời, như thể chia cắt toàn bộ trời đêm thành hai nửa, mà điểm cuối xạ tuyến lại đối diện cùng thất tinh chỗ Bắc Cực Tinh xa xôi. Ngay sau đó ầm một tiếng, nơi Bắc Cực Tinh chiếu chói lọi cùng với những quang trụ kia đột nhiên nện trên mặt đất giống như thiên trụ buông xuống. Đáng tiếc bọn họ đã không mùi kịp, bởi vì chỗ đó thực sự quá xa, cho dù lấy tốc độ cao thủ Quy Nguyên cảnh cũng phải bay đến 3 ngày 3 đêm cũng chưa tới. Hai người Trác Phàm triệt để đào thoát dưới bí mắt tất cả mọi người. Ngơ ngác nhìn đầu quang trụ chiếu sáng rạng rỡ, tất cả mọi người nhìn đến ngây ngẩn. Trong đêm, dốc toàn bộ sức mạnh vương phủ, truy đông chặn tây, bận rộn cả đêm lại bị người ta trêu đùa như dắt chó đi dạo, ngay cả cộng lông của người ta cũng không lấy được, mà người này chỉ là tu giả thần chiếu cảnh, nhục nhác, vô cùng nhục nhã. Chuyện này không chỉ là sỉ nhục của Phi Vân vương phủ, mà còn sỉ nhục Bách Lý Kinh Vĩ, Kiếm Tinh Đế Quốc, Cửu Kiếm Vương. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ bất đắc dĩ xoa chán, thở dài. Chương 1552, một tiến một lui về nguồn gốc. Ha ha ha, chúng ta biết ánh sáng ngơi xa dần biến mất. Tất cả mọi người nhìn về phía kia, khuôn mặt khẽ động, đều có chút thất lạc. Phi Vân Vương Phủ, mấy trăm cao thủ Quy Nguyên, bao gồm cả hai vị cố vấn đế quốc mạnh nhất Quy Nguyên đỉnh phong, thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ trí dũng song tuyệt, hai vách tường liên hợp, vậy mà vẫn không cản được một tên trộm tự ý nhập vương phủ. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút phiền muộn. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên khá nặng nề. Ngay tại lúc này, tiếng cười lớn không hợp hoàn cảnh vang lên.
Tất cả mọi người có mặt đều có loại xúc động muốn giết người. Tuy trong tiếng cười không có ý gì nhưng bọn họ nghe như châm chọc, chế giễu bọn họ. Tất cả mọi người hung tợn nhìn về phía tiếng cười phát ra, chỉ thấy người kia không ai khác. Chính là một trong người trận sư kia, dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt muốn giết người của bọn họ. Vị đại sư này vô cùng hưng phấn, như phát hiện ra một đại lục mới, vui vẻ đến trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, khom người cúi đầu, kích động nói. Bách Lý thừa tướng, chúng ta hiểu rồi, đây là tinh thần đại trận kỳ diệu, mày nhíu chặt. Bách Lý Kinh Vĩ kinh ngạc nhìn bọn họ, không nói gì, lại thấy mỗi người đều vui mừng. Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, thì ra trận thức thất tinh đấu đá, không chỉ truyền tống trận khoảng cách ngắn mà còn là một tụ lực trận. Hắn vừa mới truyền tống, hết thảy truyền 7 lần, từ thiên trụ đến giao quang 6 lần, lần cuối cùng phát ra tất cả sức mạnh mấy lần trước tích góp lại. Mặc dù là tiểu truyền tống trận, nhưng lại có tác dụng của đại truyền tống trận, sử dụng mối quan hệ giữa Bắc Cực Tinh và Bắc Đầu Thất Tinh, trực tiếp hoàn thành một lần đại diệt chuyển không gian. Cũng chính vì vậy trước khi rời đi hắn nói trận này trọng điểm không ở thất tinh, mà ở đấu đá Bắc Cực Tinh, đá đấu, cũng là đem tinh lực Bắc Đầu Tinh chuyển rời đến Bắc Cực Tinh, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Bách Lý Kinh Vĩ. Vị đại sư kia càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động, giống như có thành quả nghiên cứu mới, thân thể kích động đến run rẩy. Nhắc tới tinh thần đại trận thật sự là kỳ diệu, như lão phu vừa mới nói, không có năng lượng, hắn tuyệt đối không truyền tống xa được, nhưng không ngờ hắn lại tích tụ sức mạnh thất tinh lại, cho nên cuối cùng mới phát ra năng lượng dao động mãnh liệt như vậy. Nhưng năng lượng quá lớn, trận cưa nhỏ chắc chắn không thể thừa nhận, cho nên trận này chung quy vẫn là một trận duy nhất, không tin ngài xem, trận nên nhất định bị phá vỡ. Nói xong, vị đại sư kia đi thẳng đến bụi cỏ gần đó, sau khi tìm kiếm bỗng nhiên giơ lên vài mảnh thánh linh thạch, lớn tiếng nói. Đúng là thế, đúng như ta dự đoán, vì năng lượng của trận này quá lớn, đã hoàn toàn tổn hại, ha 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 giống. Chính vị bố trận đại sư nhìn kết quả này cũng không nhịn được hét to, hưng phấn vô cùng, bởi vì bọn họ vừa mới suy đoán, đã tìm được chứng minh, quả nhiên là đúng. Có điều Bách Lý Kinh Vĩ nhìn bọn họ cũng không còn tâm trạng để mắng, chỉ than nhẹ một tiếng, buồn bã xoay người sang chỗ khác. Một mình bay về phía vương phủ, Đan Thanh Sinh nhìn thấy, vội vàng đuổi theo. Mấy vị đại sư nhìn thấy vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao thừa tướng đại nhân lại không vui vẻ với phát hiện của bọn họ. Không phải vừa rồi ngài ấy rất nóng lòng muốn biết sao? Một, quá muộn nhi nhìn thấy tâm tư của bọn họ, thượng quan Phi Vân giờ khóc giờ cười, sâu xa nói. Diều người tan đã chạy rồi, các ngươi nói cái này thì làm được gì? Ồ, đây chính là trận pháp đại sư à? Đại sư một tiếng than dài, thượng quan Phi Vân cũng rời đi theo. Hộ vệ còn lại cũng lập tức theo sát ở bên cạnh, thậm chí có người, trước lúc rời đi còn khinh thường liếc nhìn bọn họ, trong lòng thầm chửi một câu mọt sách. Liền nghênh ngang rời đi, để lại 10 người cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Muộn à? Mặc dù là muộn, nhưng cũng không quá muộn, xem như lần này không thể bắt được người kia, nhưng nhìn thấy tinh thần đại trận thất truyền đã lâu cũng không lỗ, các ngươi có biết giá trị về điều này sao? Hừ hừ, ngươi ngoài nghề, biết cái gì? Khinh thường bĩu môi, nhìn hướng những người kia rời đi, đại sư kia xem thường lên tiếng, sau đó nhìn về phía những người còn lại, nói. Bọn họ trở về rồi, chúng ta đi đường nghiên cứu trận thức người kia bố trí, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tổn hại, đây chính là tinh thần trận. Những tên thô kệch kia không biết giá trị này, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta có thể khai phá nhiều trận thức hơn. Đúng vậy, nói đúng đều là trận sư, bọn họ đều có tiếng nói chung, lập tức tiện tay bắt đầu nghiên cứu di tích Trác Phàm lưu lại, giống như chuyên gia khảo cổ, cẩn thận hương phấn, khắp ngõ ngách đều cẩn thận dò xét, nhưng sợ tổn hại, đây cũng là sự khác biệt giữa đại sư và chính khách. Đại sư chú ý đến lĩnh vực bản thân mỗi một lần phát hiện đột phá mới, mà chính khách chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Có thể nói hai nhóm người này không liên quan đến nhau, không hiểu lẫn nhau. Chính khách cười đại sư bảo thủ, đại sư lại kinh thường chính khách không sành đời. Nếu chính khách tham gia vào lĩnh vực chuyên nghiệp, hắn không có cách nào tĩnh tâm, căn bản sẽ không có được thành quả, mà đại sư đi làm chính khách cả đời sẽ bị hủy, trong lòng tập niệm quá nhiều, làm sao còn có thể nghiên cứu. Hắn cũng đành dừng lại. Bách Lý Kinh Vĩ chiêu hiền đại sĩ chỉ chú ý những ai mang đến lợi ích cho hắn mà thôi, làm sao có thể hiểu được lĩnh vực bản thân bọn họ theo đuổi. Hai bên vốn là loại người hai thế giới khác biệt, cho nên không quen nhìn cách hành sự của nhau. Tuy nhiên, Bách Lý Kinh Vĩ cũng hiểu rõ, chỉ có chấp nhất và bảo thủ mới có thể là đại sư, cho nên hắn không quen nhìn thì không quen nhìn, khó ở chung thì khó ở chung, nhưng lại cực kỳ tán đồng và thưởng thức điểm này, bởi vì hắn biết đại sư có phẩm chất thế này mới có thể mang đến lợi ích phong phú cho hắn. Cho nên hắn giận thì giận nhưng chưa từng có sát ý với mấy người bọn bọn. Nhìn từ điểm này, Bách Lý Kinh Vĩ thật sự là cấp trên hợp cách,
lần nữa trở lại đại viện vương phủ, chỗ Lăng Huyền Thủy Các nhìn những mảnh vụn băng trên mặt đất, Bách Lý Kinh Vĩ thở sâu, không nói ra lời, nhiều năm đọ sức cùng đối thủ, đây là lần đầu tiên bị bại thảm hại như vậy. Cổ Nhất Phàm, ngươi thật là một kỳ tài, nhưng bản tướng nét nhất là loại người này, mày nhíu chặt. Bách Lý Kinh Vĩ thở sâu, hô lớn, tại sao để ngươi cùng bản tướng xung khắc chứ, đã sinh ra dù sao còn sinh lượng, đều là ngươi mưu lược, sức mạnh ngang nhau, đương nhiên muốn tranh giành thắng bại sinh tử. Lào, tiếng xé gió vang lên, đột nhiên Thượng Quan Phi Vân xuất hiện, trong tay dẫn theo Cổ Tam Thông, lạnh lùng nói, Bách Lý thừa tướng, tên ốt con này muốn xử trí như thế nào, giữ lại đã. Chờ Cổ Nhất Phàm mắc câu, trời cùng giết chết, ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ nghiến răng nghiến lợi, nói. Thượng Quan Phi Vân không khỏi mỉa mai cười ra tiếng, thật hiếm có, một người yêu tài như mạng như Bách Lý thừa tướng, khi đối mặt với người tài lại tỏa ra sát ý mãnh liệt, không chút thương tiếc. Xem ra bị tức không nhẹ. Ha ha ha, cho dù không có chuyện hôm nay, ta biết rõ hắn là kỳ tài cũng nhất định sẽ không thể giữ lại, cho dù hắn chịu làm việc cho ta, cũng giống vậy. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời quay người lại, lạnh lẽo nói với Thượng Quan Phi Vân, bản tướng không thích người giống như ta, nhìn hắn mãi cho đến khi hắn đi khuất. Thượng Quan Phi Vân nhếch miệng lên, cười khẽ một tiếng, văn vô địa nhất, võ vô địa nhị, quân nhân tranh giành dũng đấu hung ác, văn nhân lục đục với nhau, quả nhiên không sai. Nhĩ không ra đường đường là Bách Lý thừa tướng cũng không thể mọi lệ. Có lẽ hắn cảm thấy bị uy hiếp. Ha ha ha, cười khẽ một tiếng, Thượng Quan Phi Vân lại quay đầu, nhìn về phía thủy đình bay lượn hiện tại rỗng tích, sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống, cắn răng nói. Cổ Nhất Phàm, ngươi hủy phúc địa của ta, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Ồ, nói xong, Thượng Quan Phi Vân cũng hừng một tiếng, quay trở về, trong tay còn đang nắm Cổ Tam Thông, sắc mặt tái nhợt, máu nhỏ xuống đất, lưu lại vết máu đỏ tươi, lan ra xa, Đan Thanh Sinh trong góc tối tăm nhìn hết thảy, khẽ vuốt tròng râu, lại ngăn không được thở dài, lắc đầu, hay, tiểu gia hỏa, lần này ngươi lại bị hai con chó điên để mắt tới, muốn thoát khỏi bọn họ cũng không dễ dàng một nơi khác. Cho một đạo quang trụng mút trời rơi xuống, hai người Trác Phàm xuất hiện trong một rừng rậm xanh ung tươi tốt, sớm đã cách Phi Vân Thành vạn dặm. Thượng Quan Khinh Yên nhìn bốn phía cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nàng thực sự nghĩ không ra, vừa rồi chuyển tốn bọn họ đi vài trăm dặm, mà lần này lại đưa đến nơi xa như vậy, ngay cả bóng dáng Phi Vân Thành cũng không thấy. Như thế cũng có nghĩa là mấy người Thượng Quan Phi Vân không buổi kịp, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thượng Quan Khinh Yên kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm, Cố tiên sinh, sao ngươi làm được, sao lại thấy ngươi ở chỗ này đợi ta nghỉ ngơi một chút? Không nhìn nàng ta một cái, Trác Phàm chỉ lạnh lùng nói, sau đó liền đi thẳng về phía trước, tiến vào một sơn động tối đen như mực. Thượng Quan Khinh Yên khẽ giật mình, trong lòng lo sợ, không hỏi thêm, chỉ bất an nhìn vào chỗ Trác Phàm chờ đợi. Thế nhưng rất nhanh, trong sơn động liền vang lên tiếng nổ vang trời, tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng toàn bộ núi rừng. Nghe vậy, Thượng Quan Khinh Yên sững sờ, nhưng rất nhanh nàng hiểu rõ, đau thương cúi thấp đầu, nàng biết Trác Phàm đang phát tiết. Dù sao với kế hoạch nghiêm mật hắn bố trí, hắn cùng Tiểu Tam Tử đều có thể thành công thoát khỏi Phi Vân Thành, cao chạy xa bay. Nhưng bây giờ, bởi vì nàng, nhi tử bị bắt, hắn lại có thể không giận sao? Hiểu rõ tính tình của hắn, trong lòng cũng có chút tự trách. Thượng Quan Khinh Yên không dám quấy rầy, nước mắt nàng chảy dài, yên tĩnh chờ đợi. Tiếng nầu, tiếng gầm rú trong sơn động tiếp diễn đến hơn nửa đêm, mãi cho lúc trời vần sáng mới miễn cưỡng dừng lại. Thượng Quan Khinh Yên không biết bên trong thế nào rồi, cũng không dám tiến vào. Cứ như vậy, ở bên ngoài chờ hai ngày, cuối cùng Trác Phàm mới từ bên trong đi ra. Sắc mặt đã trở nên bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh hơn lúc trước nhiều. Chương 1553, đưa về sao làm sao ngươi, nhìn chằm chằm dáng vẻ hờ hững của Trác Phàm, Thượng Quan Khinh Yên che miệng, mặt mũi khó tin, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, hiểu suy nghĩ trong lòng nàng. Trác Phàm trầm ngâm một chút, thở dài, sâu xa nói, không có gì quan trọng. Hai ngày này ta đột phá mà thôi. Đột phá là như thế nào? Công pháp này của ta không giống người khác, tu tâm làm chủ, đào lưu trở về bản nguyên, tên là bản chân quyết. Ánh mắt hờ hững, Trác Phàm khẽ lên tiếng, biểu hiện của nó chính là ẩn khí tức, vùi sâu vào trong lòng, tu vi dần dần trở về lúc bắt đầu, trạng thái hỗn độn nhưng thực lực tăng nhiều, đồng thời tâm tình cũng sẽ bình phục, lệ khí tiêu hết, có lợi cho tâm cảnh. Mỗi khi tinh khí nóng này, ta sẽ dành tâm trí tu luyện một thời gian. Trong hai năm qua, ta vẫn luôn tu luyện môn công pháp này. Tuy nhìn bên ngoài Trác Phàm vẫn bình tĩnh, nhưng tia buồn bã vẫn thoáng hiện trong mắt hắn. Hai năm này, hắn vẫn luôn tu môn công pháp viên lão để lại cho hắn, bình phục tâm tình. Nói cách khác, trong hai năm qua, dù lòng hắn nổi sóng, đau khổ vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ có nhìn hắn thật sâu,
Thượng quan Khinh Yên nghe hiểu ý hắn, thử thăm dò. Ngươi nói 2 năm này ngươi đều vì chuyện thê tử ngươi được rồi, không nói vớ vẩn nữa, khẽ mà. Không đợi nàng nói xong, Trác Phàm hét lớn một tiếng, mắt lời, thượng quan gia các ngươi tập hợp ở nơi nào, mang ta đi đi. Thượng quan Khinh Yên lần nữa liếc nhìn hắn thật sâu, thấy vẻ thờ ơ trên mặt hắn, biết hắn không muốn nhắc đến, cũng không nói chuyện, chỉ gật đầu, nhanh chóng bay lên không trung. Đi phía trước dẫn đường, Trác Phàm liếc mắt nhìn nàng, tinh mang trong mắt lóe lên, dẫm chân theo thật sát. Hai bóng người một nam một nữ, một trước một sau, nhanh chóng đi về phía đông phương, thái dương vừa lên đã bay xa, vừa bay, đã qua 2 ngày 2 đêm. Trong lúc đó, hai người không nói chuyện với nhau quá nhiều, Trác Phàm vẫn giữ khuôn mặt không buồn không vui, nhìn khá bình thản. Thượng quan Khinh Yên cảm thấy không yên tâm, quay đầu vụng trộm liếc nhìn hắn, muốn nói gì đó, cũng muốn nghe ngóng ít chuyện về hắn, nhưng nhìn bộ dạng lạnh nhạt của hắn chỉ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi chủ ý này. Cuối cùng, qua một ngày sau, Thượng quan Khinh Yên hạ xuống trước một mặt hồ tĩnh lặng, Trác Phàm nhìn thấy, cũng lập tức hạ theo, rơi xuống bên người nàng, sau đó, tinh tế đánh giá bố trí bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là điểm dừng chân khi thượng quan gia các ngươi rút lui sao? Đúng là nghiêm mật. Ồ, làm sao ngươi biết, ta còn chưa nói mà, không khỏi giật mình. Thượng quan Khinh Yên kỳ quái liếc nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng rực rỡ, Trác Phàm cười nhạt, hãy nói. Đừng quên, ta có tạo nghệ trên trận pháp. Kết giới trong hồ này có lẽ người khác nhìn không hiểu, nhưng không giấu giếm được ta. Nếu không phải sợ đường đột đến tộc nhân các ngươi, hiện tại ta có thể phá vỡ kết giới này, xông vào. Thượng quan Khinh Yên kinh ngạc nhìn Trác Phàm, mắt to thỉnh thoảng đảo qua nhưng nàng không nói được lời nào, giữ sờ lo lắng. Trác Phàm kỳ quái nhìn nàng, nàng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt ngốc trệ. Ngươi còn có tài năng gì ta còn chưa biết, có nhiều lắm, sao ta phải nói với ngươi, tranh thủ thời gian đi gọi cửa đi. Thở dài một hơi, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, búng nhẹ 2 ngón tay lên trán Thượng quan Khinh Yên, khiến da đầu nàng run lên, đưa tay xoa trán. Có điều nàng cũng không tức giận, nhưng hai má lập tức đỏ lên, chỉ cười cười, tích ấn trong tay chuẩn bị thúc đẩy trận môn. Thế nhưng nàng còn chưa động thủ, 2 tiếng hét lớn cùng nhau phát ra, ngươi nào. Ngay sau đó, 2 bóng người lóe qua, 2 người trẻ tuổi mặc trang phục trắng liền xuất hiện trước mắt bọn họ, mặt đầy sát khí, là ta, các ngươi không biết sao? Ngước mặt nhìn lên, Thượng quan Khinh Yên cười nhạt nói. 2 người kia định thần nhìn lại, cũng sững sờ, sau đó liền vui vẻ, tiểu thư, ngài trở về rồi, gia chủ rất nhớ ngài. Thượng quan Khinh Yên cười nhạt một tiếng, nàng cũng vui vẻ gật đầu. Chờ một chút, Cổ Nhất Phàm, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta sao? Nạp mạng đi đi. Kế nhưng là rất nhanh, 2 người trẻ tuổi kia nhìn về phía Trác Phàm, hai mắt trở nên đỏ thẫm, toàn thân sát khí tôn ra, cao thủ dung hồn cảnh khí thế cường đại, hung hăng áp tới Trác Phàm, hét lớn. Thượng quan Khinh Yên hoảng hốt thấy bọn họ muốn xuất thủ với Trác Phàm, vội vàng cản trước mặt bọn họ, tả giận nói, các ngươi làm gì thế? Tiểu thư, gia chủ cùng 3 vị cung phụng trở về đã nói cho chúng tôi biết, Cổ Nhất Phàm hắn là gian tế, lần này chúng ta tổn thất nặng nề đều do hắn ban tặng, hôm nay 2 người chúng tôi có chết cũng báo thù cho tộc nhân. Ồ, 2 người kia trợn mắt nhìn Trác Phàm, rồi quay về phía Thượng quan Khinh Yên khuyên nhủ, xin tiểu thư tránh ra, không muốn tiểu thư lại bị tên tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, hôm nay hắn không thể không chết. Lời vừa nói ra, sát ý trên người bọn họ càng tăng cao. Thượng quan Khinh Yên nhìn thấy, vội vàng mở 2 tay bảo hộ trước người Trác Phàm, vẻ mặt kiên định, hôm nay có ta ở đây, ta xem các ngươi ai dám thương tổn Cổ tiên sinh. Tiểu thư, 2 người nhìn sắc mặt kiên định của Thượng quan Khinh Yên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng, khuôn mặt đau lòng hiện rõ. Thấy bọn họ tạm thời không dám lên trước, Thượng quan Khinh Yên vội vã quay đầu nhìn lại Trác Phàm phía sau, nỏ giọng thúc giục, ngươi đi nhanh rời đi, trước khi cha ta và những cao thủ đi ra còn có thể giữ lại mạng, nếu không ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ai cần ngươi bảo vệ, ta đến chính là vì gặp ngươi cha, hiện tại ngươi nhanh vào trong dẫn cha ngươi ra đi. Lạnh lùng nhìn nàng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Thượng quan Khinh Yên hung hăng liếc nhìn hắn, tả giận nói, hiện tại ngươi còn anh hùng khí khái cái gì, ngươi hại tộc nhân chúng ta lần này thương vong thảm trọng, cha ta thân là tộc trưởng, sao có thể bỏ qua cho ngươi, không phải là ngươi tìm chết sao? Đã như vậy, ngươi thân là đại tiểu thư thượng quan gia càng phải dẫn cha ngươi ra, trừng phạt tên hung thủ là ta, báo thù cho tộc nhân, ngươi còn ở đây làm gì? Ngươi Thượng quan Khinh Yên quýnh lên, nhẹ lời, thầm mắng, ngươi còn không biết tốt xấu, có đường sống không đi, nhất định phải xông vào cửa chết, nếu ngươi chết, ta tiểu tam tử làm sao bây giờ? Hít thật sâu. Trác Phàm bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi không cần quản, vốn lần này ta tới gặp cha ngươi,
nếu ngươi không đi vào thông báo, vậy ta đánh vào trong cũng không sao. Nói xong, ánh mắt Trác Phàm trở nên lạnh lẽo, chuẩn bị muốn xông vào. Cái như vậy, Thượng quan Khinh Yên vội vàng ngăn cản, mán giận nói. Nếu ngươi cứ như vậy xông vào, thì phiền toái hơn. Được rồi, xem như ta sợ ngươi, ta đi vào thông báo một tiếng, nói chút lời hữu ích. Có lẽ ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Thượng quan Khinh Yên nói vậy nhưng cũng cảm thấy dù nàng có cầu tình, cũng không đáng tin cậy. Nhưng nàng lại không lay chuyển được Trác Phàm, đành phải đi vào. Thượng quan Khinh Yên đánh thủ ấn về phía trước, một tiếng vù vù nhẹ vang lên, mặt hồ Tĩnh Lặn đột nhiên lan ra từng lớp gợn sóng, một lỗ trống đen nhánh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn vào trong, đó là một hang động sâu không thấy đáy. Hai người các ngươi ở chỗ này thành thật một chút, trước khi bản tiểu thư trở ra, không được hành động thiếu suy nghĩ, có nghe rõ không? Kết giới mở ra, Thượng quan Khinh Yên liếc nhìn Trác Phàm, bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị chui vào bên trong, thế nhưng trước khi tiến vào, vẫn có chút không yên lòng nhìn hai hộ vệ gia tộc, cảnh cáo nói. Hai người kia liếc mắt nhìn lẫn nhau, không người cúi đầu, tuân lệnh đại tiểu thư. Chúng tôi hiểu rõ ạ. Được, các ngươi hiểu rõ thì tốt. Thượng quan Khinh Yên hài lòng gật đầu, nhanh chóng chui vào trong động, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng lời nói lo lắng của nàng vẫn còn truyền ra ngoài. Cố tiên sinh, ngươi cần suy nghĩ kỹ, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Trác Phàm thờ ơ không cho nói gì. Thượng quan Khinh Yên không nghe đáp lại cũng hiểu được ý của hắn, bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm, đành đi thẳng vào trong. Bỗng dưng, trong sơn động đen nhánh truyền ra tiếng bước chân dồn dập, chạy càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, hai tên hộ vệ nghe ngóng rốt cuộc tiểu thư cũng đi rồi, đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác. Bọn họ nhìn Trác Phàm với ánh mắt ngập tràn sát ý, từng trận lãnh mang vù vù lấp lóe. Trác Phàm híp mắt lại, hoàn toàn nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị. Tiểu thư trở về, tiểu thư trở về cùng một thời gian. Trong động Thượng quan Khinh Tiên đi chưa tới 100 mét đã vập một đám người tuần tra trong động. Bọn họ rất ngạc nhiên, tiếp đó vui mừng hô hoán liên tục, truyền tin vui này vào mọi ngóc mách. Nghe tiếng hô, một đám người cũng ở bên trong đi ra, riêng gia chủ Thượng quan Phi Hùng càng không kịp chờ đợi ra nghênh đón. Khi thật sự nhìn thấy nữ nhi của mình, hắn vui mừng ra mặt, tiến lên ôm chặt lấy, kích động nói: "Tiên nhi, rốt cuộc con cũng về, không bị thương chứ?" "Không có, cảm ơn phụ thân quan tâm." Chậm rãi lắc đầu, Thượng quan Khinh Yên cũng vui mừng ra mặt. Thượng quan Phi Hùng quan sát nàng thật kỹ, vui vẻ gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì, vội vàng hỏi nói: "Tiên nhi, sao lâu như vậy rồi con mới trở về? Tiểu tử kia không làm gì con chứ?" "Không có, cổ tiên sinh đã cứu con, vẫn luôn chăm sóc con rất tốt. Con tự thân đưa con trở về cái gì? Con nói hắn đưa con trở về." Chương 1554, đàm phán lần nữa. Ồ, Thượng quan Khinh Yên do dự một lúc, không biết nên trả lời như thế nào. Vốn nàng muốn nói vài lời tử tế nói về Trác Phàm, để mọi người có ấn tượng tốt với hắn một chút, khi hai bên gặp nhau cũng dễ cầu xin cho hắn hơn. Nhưng bây giờ, còn chưa đợi nàng nói gì, phụ thân nàng trực tiếp cắt lời, hỏi nơi hắn ở. Như vậy, khi hai người trực tiếp chạm mặt, chẳng khác nào hai sao hỏa va chạm nhau, trực tiếp nổ tung. Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Mày Thượng quan Khinh Yên nhíu thật sâu, do dự không biết nên làm thế nào mới tốt. Thượng quan Phi Hùng thấy vậy, kỳ quái hỏi: "Cái nàng, con không biết sao? Hắn đưa con trở về, đi rồi hay còn ở đây? Phụ thân, lúc nữa xin người nhất định phải tỉnh táo, khi lập hắn nhất định phải từ từ, có lẽ hắn làm như vậy cũng có nỗi khổ tâm." Thượng quan Khinh Yên khổ sở, lúng túng dàn xếp thay Trác Phàm. Thế nhưng lời nàng lời vừa nói ra, Thượng quan Phi Hùng lập tức hiểu rõ hết thảy, bình tĩnh nói: "Nói như vậy, hắn ở bên ngoài chờ sao? Có ai ở cùng hắn không? Khi bọn con trở về, có hai tộc nhân của gia tộc chờ đợi bên ngoài hỏng rồi." Thượng quan Khinh Yên nói còn chưa xong, Thượng quan Phi Hùng đã oán hận đập tay, vội vàng đi ra ngoài. Trưởng lão cung phụng cùng ba vị trí cường cung phụng cũng vội vàng theo sát. Hỏng bét, đám người tuổi trẻ này đụng nhau, không đánh mới lạ. Tên cổ nhất phàm kia mày Thượng quan Phi Hùng nhíu chặt, vẻ mặt ngương trọng. Thượng quan Khinh Yên thấy vậy, không khỏi mừng thầm, hớn hở nói: "Phụ thân, cha quan tâm đến an nguy của cổ tiên sinh sao? Vậy quá tốt, cha không hận hắn. Cha yên tâm đi, hai tộc nhân chúng ta con đã nói chuyện qua, bọn họ sẽ không động thủ với cổ tiên sinh. Chỉ đợi phụ thân ra ngoài xử lý, ta lo lắng cho hắn cái rắng." Thế nhưng Thượng quan Khinh Yên vừa dứt lời, Thượng quan Phi Hùng đã nhịn không được chửi ầm lên: "Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn tra xét tên xúc sinh Ngọc Lâm kia, mới biết được, thì ra hắn bị cổ nhất phàm dùng một chiêu xử lý. Ngươi mạnh như thế, hai tên tiểu tử bên ngoài ai có thể là đối thủ của hắn? Một khi chiến, tên tiểu tử kia làm thịt bọn họ thì phiền phức, người nhà họ Thượng quan
sao có thể để người ta làm nhục ba lần bốn lượt như vậy? Thượng quan Khinh Yên co đầu rụt cổ, le lưỡi đáng yêu, lẩm bẩm nói: con đã dặn dò hai người bọn họ, mà Cổ tiên sinh cũng không vô duyên vô cớ gây sự dặn dò. Con cảm thất người trẻ tuổi bây giờ sẽ nghe lời dặn dò của tiểu nha đầu con sao? Bất đắc sĩ thở dài, Thượng quan Phi Hùng cười khổ, lắc lắc đầu. Tuy nói người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn là chuyện tốt, nhưng tinh thần phấn chấn quá chỉ bị thua thiệt mà thôi. Nhị trưởng lão, hai người bên ngoài kia là đệ tử của ngươi đúng không? Một lúc nữa có xảy ra chuyện gì, cũng không cần thiết tức giận. Đợi ta tra rõ ý đồ của tiểu tử kia rồi nói. Một lão giả bước lên phía trước, liên tục không ngừng gật đầu. Gia chủ yên tâm, lão phu tu hành nhiều năm, tâm tính đã mà luyện đến lô hỏa thuần thanh, nay còn không hiểu sao? Ha ha ha, đúng vậy, lão phu cũng vì quá hiểu ngươi mới căn dặn như vậy. Nhiều năm trôi qua, tính tình vẫn không thay đổi, ta sao có thể yên tâm được? Mỉm cười lắc đầu, Thượng quan Phi Hùng oán thầm trong lòng nhưng không nói thêm. Cứ như vậy, một đám lão đại thượng quan gia kéo nhau ra ngoài kết giới, sắc mặt mỗi người khá nghiêm túc, giống như đi gặp một đại nhân vật, trên mặt vẫn căng thẳng, không thể buông lỏng. Thượng quan Khinh Yên thấy vậy, tâm trầm tắc lưỡi. Mọi người làm sao thế này, đi lập Cổ tiên sinh, một mình cha nàng cũng đủ xử lý, cần gì phải kéo đi đông như vậy chứ? Tử nha đầu này xem chắc phàm như người đồng lứa, một đệ tử làm sai chờ bị phạt, thân phận không khác gì Thượng quan Ngọc Lâm, dù sao đều phản bội gia tộc. Nhưng trong mắt mấy người Thượng quan Phi Hùng thì khác, nên biết rằng, lần này Thượng quan ra đánh với Phi Vân Vương Phủ một trận, Thượng quan Ngọc Lâm chỉ là quân cờ mật thám, nhưng chắc phàm thì khác. Hắn giữ vai trò điều khiển đại cuộc, nói cách khác, hắn đại biểu cho bên thế lực thứ ba, không giống với Phi Vân Vương Phủ và Thượng quan gia, nhưng hắn có thể đổ bỡn cố vấn kiếm tinh đệ nhất, Bách Lý Kinh Vĩ trong tay. Cứ như vậy, bọn họ xem trọng chắc phàm không theo đạo lý bình thường, họ không xem hắn là thế hệ trẻ nổi bật, mà là một thế lực có thể khống chế đại cục, cho nên bọn họ ra ngoài gặp chắc phàm, không phải xem hắn như phản đồ mà xử lý, mà xem hắn như thế lực một phương mà đàm phán. Nghe có chút buồn cười, một bên là mấy trăm cao thủ quy nguyên gia tộc tề tựu, một bên là tiểu tử thực lực dung hồn cảnh thì nói chuyện gì. Thế nhưng vấn đề ở chỗ hắn không chỉ chống lại cao thủ dung hồn, mà còn có thể chống là nam nhân như Bách Lý Kinh Vĩ, thừa tướng đế quốc. Bách Lý Kinh Vĩ không đáng để bọn họ nói chuyện sao? Nếu đáng giá như vậy, chắc phàm càng đáng giá hơn. Huống chi bọn họ vẫn luôn mong đợi trùng thiên kiếm, không ngờ nó nằm trong tay chắc phàm, vậy bọn họ càng không có lựa chọn nào khác. Bọn họ không tin một nam nhân tâm cơ mưu trí có thể chống lại Bách Lý Kinh Vĩ, lại giao nục kiếm khi bị mấy cao thủ đe dọa giống như những người trẻ tuổi bình thường khác. Cho nên xét đến cùng, bọn họ còn phải nói vù. Không gian dao động vang lên, mấy người Thượng quan Phi Hùng mở ra kết giới, một đám cường giả hùng hổ bước ra ngoài, nhất thời ngừng lại, ria mép run lên, da mặt không tự chủ co rút lại. Quả nhiên như gia chủ nói, chuyện bọn họ không muốn nhìn thấy cuối cùng cũng xảy ra. Giờ khắc này, chắc phàm ung dung đứng bên cạnh bãi cỏ, tự nhiên bình tĩnh đến khó tả. Dưới chân hắn có vết máu, hai tên hộ vệ trẻ tuổi của Thượng quan gia mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất, riêng gì thống khổ không thể đứng lên nổi. Đoán chừng ngay cả bọn họ cũng không biết vì sao một tiểu tử nhìn qua chỉ có thần chiếu cảnh lại lợi hại như vậy, nhanh gọn quật ngã bọn hắn. Trong mắt bọn họ mê mang ủy khuất, không biết nên làm thế nào. Hay ế, tình báo đến quá muộn, không thể kịp thời nói cho tộc nhân thực lực tên tiểu tử này. Con bà hắn, hai cha con tên Cổ Nhất Phàm không biết có lai lịch thế nào, tên nào cũng biến thái. Liếc nhìn nhau, trong mắt những lão đại đều có chút bất đắc dĩ, chỉ biết lắc đầu. Riêng nhị trưởng lão vừa rồi còn nói mình tâm tính không tệ, để Thượng quan Phi Hùng yên tâm, nhưng giờ này khác này, nhìn thấy đệ tử của hắn chịu nhục trước người ta, đã không nhịn được nổi trận lôi đình. Khi thấy cao thủ quy nguyên cảnh cường đại nhất thời phóng ra ngoài, thế phát ra không thể ngăn cản, chắc phàm làm như không thấy, chỉ cười một tiếng đi tới trước mặt Thượng quan Phi Hùng, thân mật nói: cứu cứu, ba ngày không gặp như cách ba thu, nếu cứu muốn chết, ha ha ha, đừng bày bộ dạng này của ngươi, bộ mặt thật sự của ngươi lão phu đã nhìn rõ từ ba ngày trước rồi, ngươi đừng đóng kích trước mặt ta. Cổ Nhất Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, da mặt có chút co lại. Thượng quan Phi Hùng gầm thét lên tiếng: lần này ngươi lại tới tìm chúng ta, đến cùng là có ý đồ gì? Chắc phàm đang bước về phía trước bỗng nhiên dừng lại, sau đó cười cười lắc đầu không nói gì. Thượng quan Khinh Yên thấy vậy vội vàng hòa giải, mỉm cười nói: phụ thân, Cổ tiên sinh sợ con gặp nguy hiểm trên đường nên đặc biệt tiễn con đến đây không? Ta muốn để nàng ta dẫn đường tìm đến Thượng quan gia chủ. Còn không đợi nàng nói xong, chắc phàm đã cười lạnh ngắt lời của nàng, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ lãnh đạm, thậm chí còn có vẻ vô nhân tính, nhàn nhạt nói: Thượng quan gia chủ, ta có một khoản giao dịch, không biết ngài có hứng thú nghe không? Thượng quan Phi Hùng trầm ngâm một chút, chăm chú nhìn chăm khuôn mặt tà dị kia, lạnh lùng nói: vậy thì tốt,
ta nói thẳng. Nhẹ nhàng gật đầu, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, mọi người đều biết, nhi tử ta là vì cứu Lệnh Ái mới bị bọn người Thượng Quan Phi Vân bắt đi, Thượng Quan gia thân là thế gia hiệp nghĩa. Có phải nên báo ân tình kia, giúp ta cứu con ta trở về không? Thân thể nhị không được chấn động, quả nhiên Thượng Quan Khinh Yên đoán không sai. Thì ra của tiên sinh vì chuyện này mới không tức mạo hiểm, tới gặp cha nàn. Sau đó vội vàng nhìn về phía Thượng Quan Phi Hùng, lên tiếng cầu xin, đúng vậy, tiểu tam tử là vì con ở đây không có chuyện của con, lui ra. Thượng Quan Phi Hùng khoát tay, ngắt lời nàng, sau đó nhìn Trác Phàm chăm chú, cười lạnh nói, ha ha ha, cứu nữ nhi của ta, hai cha con các ngươi lấy nữ nhi của ta làm mồi nhử, lừa gạt tộc nhân chúng ta rơi vào trong tay ngươi, chúng ta bị các ngươi xem như khỉ đồ nghịch hơn nửa tháng, còn mất không biết bao nhiêu mạng người. Nếu có thể lựa chọn, thân là tộc trưởng, lão phu thả rằng dùng tính mạng con vái mình, đổi tính mạng cho những người kia, tiểu nữ nhi của ta thì để chúng ta mạo hiểm giúp ngươi cứu nhi từ ngươi sao? Dựa vào cái gì chứ? Thượng Quan Khinh Yên kinh ngạc nhìn phụ thân nàng, trong lòng đau xót vô cùng, nàng cúi thấp đầu, nước mắt chảy dài, thì ra phụ thân để ý tính mạng của tộc nhân hơn tính mạng nàng. Sự thật là thế, phụ thân nàng là người chính trực, nếu thật sự có thể lấy tính mạng của nàng đổi lấy tính mạng của người trong tộc, nàng sẽ trong lòng Thượng Quan Khinh Yên có chút thương cảm cũng có thể lý giải, nhưng gia phong nhà bọn họ là thế. Dường như hoàn toàn không chú ý tới sự yêu thương của nữ nhi mình, Thượng Quan Phi Hùng vẫn chính khí, nhìn Trác Phàm chăm chú, xem hắn nói thế nào. Nhóm trưởng lão cung phụng bên cạnh cùng nhau bái phục nói, gia chủ đại nghĩa, chúng ta thể sống chết đi theo. Đại nghĩa, Trác Phàm nhíu mày nhìn Thượng Quan Phi Hùng, thấy lão không đồng ý với lời nói của hắn, trong lòng cười nhạo một tiếng, Lưu Bị thất thủ, hư tình giả ý. Chương 1555, quyết định hợp tác. Trác Phàm khinh bỉ nhìn Thượng Quan Phi Hùng, nhẹ nhàng lên tiếng, Thượng Quan gia chủ nói như vậy có chút cưỡng từ đoạt lý, không biết đúng sai. Làm như các người tổn thất nặng nề đều do hai cha con chúng hại vậy. Cho dù cứu khuyên nữ của ngươi cũng không thể bù đắp được mấy trăm tánh mạng, thế nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, tổn thất của Thượng Quan gia các ngươi là do mưu kế lão tử mà tạo thành sao? Thân thể nhị không được chấn động, sắc mặt Thượng Quan Phi Hùng biến đổi, trở nên nghiêm túc, không nói gì. Hồ, lần này Thượng Quan gia rơi vào bẫy của người khác, thứ nhất là vì Bách Lý Kinh Vĩ trăm phương ngàn kế âm trầm lên kế hoạch, thứ hai Thượng Quan Phi Hùng xử sự bất ổn, chỉ vì cái lợi trước mắt gây nên, cho dù không có lão tử xuất hiện, Thượng Quan gia cũng sẽ không gặp nạn sao? Sẽ không có phản đồ à? Đến lúc đó, Bách Lý Kinh Vĩ tổ chức Đan Vương Đại Hội, các ngươi còn chưa phái tên tiểu tử Thượng Quan Ngọc Lâm đi tham gia, nước tiểu của hắn cũng tính phản bội gia tộc như cũ, các ngươi vẫn sẽ bị Bách Lý Kinh Vĩ bao vây, toàn quân bị diệt. Hết thảy những chuyện này đều không có quan hệ gì đến lão tử, đều là do ngươi, Thượng Quan Phi Hùng, chủ nhà họ Thượng Quan vô năng thiển cận mà tạo thành. Lão tử chỉ nhân cơ hội đi nhờ, đại nạn của Thượng Quan gia các ngươi không chút quan hệ gì với lão tử cả. Tiếp đến, ánh mắt Trác Phàm càng thêm lạnh lẽo, chợt lớn tiếng gào thét, khinh thường ra mặt, ngược lại, hoàn toàn vì sự tồn tại của ta, động tĩnh ở Thủy Các mới khiến Bách Lý Kinh Vĩ kinh hoàng buông tha cơ hội bắt gọn hết các ngươi, giữ lại các tên cận bã các ngươi, có thể nói, ta không chỉ cứu mạng khuê nữ các ngươi, còn cứu mạng tất cả các ngươi, hiện giờ các ngươi hiện không phân biệt tốt xấu, muốn trả đũa, đem những sai lầm thiền cận vô năng của mình đổ lên đầu lão tử, khác gì lấy oán báo ơn, đây mà là gia tộc hiệp nghĩa nhất Đông Châu. Tác phong của Thượng Quan ra sao? Ta nhổ vào, cho mát, dối trá. Trác Phàm phẫn nộ hét lớn bên tai mọi người, khiến bọn họ nghe thấy phải giật mình, thân thể lảo đảo, ngây cả người, bọn họ như nghĩ đến chuyện gì, xấu hổ cúi thấp đầu. Đúng vậy, tuy tiểu tử này không có ý tốt với gia tộc bọn họ nhưng cùng lắm chỉ sử dụng thế lực hai phe ngao có đánh nhau, từ đó mưu cầu lợi ích mà thôi, bản thân hắn không nguy hại đối với gia tộc Thượng Quan gia, đúng như hắn nói. Chẳng lẽ không có ngư ông ở một bên đắc lợi? Trai có sẽ không chém giết sao? Thượng Quan gia bọn họ lại có thể đem thất bại của chính mình hoàn toàn đổ tội cho một người ngoài. Làm việc đáng xấu hổ này thật không đáng là đệ nhất thế gia Đông Châu. Dù hắn cung cấp cho bọn họ bản đồ giả, nhưng dù cho bản đồ thật hay giả thì bẫy của Bách Lý Kinh Vĩ vẫn ở đó, tránh cũng không thoát. Nói chung trận chiến này vẫn là hút mắt của bọn họ và Phi Vân Vương Phủ, không quan hệ gì với người ngoài, huống chi. Đúng như tiểu tử kia nói, nếu không phải ngư ông hắn xuất thủ, tin sợ thối lui khiến chim săn mồi rời đi, bọn họ đã sớm thành món ăn trong mâm người ta. Làm gì còn tư cách ở nơi này trách cứ hắn, cho nên nói tiểu tử này là ân nhân cứu mạng của Thượng Quan gia bọn họ cũng không sai. Lúc này, những vị trưởng lão cung phụng sau lưng Thượng Quan Phi Hùng đã châu đầu ghé tai, bàn luận xôi nói. Trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, khi thế cứng rắn lúc đầu nhanh chóng bị diệt hơn một nửa. Dù nói thế nào, bọn họ đều là cao thủ quy nguyên, không phải lấy mạnh hiếp yếu mà là thế gia hiệp nghĩa, dùng chữ lý để nói chuyện. Người ta thường nói có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi,
cho dù muốn làm chút chuyện không hợp tình hợp lý, thì cũng phải miễn cưỡng tìm ra đạo lý mới được. Đây chính là hiệp nghĩa. Hai chiêu này đã ràng buộc hành động của cao thủ toàn gia tộc. Vốn bọn họ muốn mắng Trác Phàm một trận, cưỡng bức để hắn giao trùng thiên kiếm ra, lấy công chuộc tội. Nhưng bây giờ bị hắn tranh cãi đến một chút lý do để cãi lại cũng không có. Làm gì không biết xấu hổ mà cứng rắn cãi lý. Bọn họ không phải thật sự là tiểu nhân, chỉ là những kẻ đạo đức giả không tới. Nếu họ có thể đạt được mục đích thông qua lời nói thì cũng không muốn không tôn trọng tín ngưỡng trong lòng. Bọn họ không muốn mất mặt. Trác Phàm sớm nhìn ra ràng buộc của bọn họ. Hắn nhìn những gương mặt tỏ vẻ xấu hổ kia cười lạnh, mặt thượng quan Phi Hùng âm trầm. Nghe những tiếng bàn luận đằng sau mà trầm tư, hắn không biết nên hành sự thế nào cho phải. Thượng quan gia bên này không ai nói gì. Bị hắn cãi đến á khẩu không nói được lời nào. Suy nghĩ một chút, thượng quan Phi Hùng hít một hơi thật sâu mới vừa nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt ngưng trọng, nhẹ nhàng lên tiếng, "Cổ Nhất Phàm, có lẽ điều ngươi vừa mới nói là sự thật, thất bại lần này đều là thượng quan gia sai, không có quan hệ gì với ngươi. Nếu muốn để cho chúng ta cứu lệnh lang giúp ngươi, chỉ sợ cũng không dễ xử lý. Hiện tại chúng ta cũng tổn thất nặng nề, không có khả năng liều mạng với Phi Vân Vương Phủ. Thân là gia chủ, lão phu không thể không vì an toàn của tộc nhân mà cân nhắc. Cho nên cho dù ngươi là ân nhân cứu mạng chúng ta, lão phu cũng tuyệt không thể dối trá." Không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã cười lạnh, khinh thường bĩu môi nói, "Thượng quan gia chủ, ngươi quang minh chính đại không nói tiếng lóng, ngươi mang nhiều cao thủ như vậy đi vào bên trong lòng địch Trung Châu đại lục, chẳng lẽ không chuẩn bị tốt tổn thất nặng nề sao?" Hừ hừ, thượng quan Phi Hùng nhìn Trác Phàm thật sâu, lặng yên không lên tiếng. Trác Phàm hừ lạnh nói tiếp, "Cái chết có thể nặng như Thái Sơn, cũng có thể nhẹ tựa lông hồng. Sinh mệnh mỗi người đều có giá trị đặc biệt riêng, mà giá trị của những người các ngươi đã công khai đánh dấu từ lâu trùng thiên kiếm." Trong mắt tinh mang lóe lên, thượng quan Phi Hùng bình tĩnh lên tiếng, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua nụ cười tà đạo. Trác Phàm hài lòng gật đầu, "Cái này đúng không thượng quan gia chủ? Mọi người mở khai thiên song thiết cò nói, lần này các ngươi tới Trung Châu không phải vì trùng thiên kiếm sao? Nhưng bây giờ kiếm trong tay ta, như vậy nói cách khác, ta lấy thanh kiếm này có thể mua tất cả tính mạng các ngươi ở nơi này, cùng ta đi mạo hiểm một lần, chẳng lẽ không đúng sao?" "Dĩ nhiên không đúng, mặc dù lần này nói chúng ta đến nhiều như vậy nhưng cũng có phòng tuyến cuối cùng, thương vong quá nặng mà nói lồ, xin lỗi. Ta không nên nói là tất cả các ngươi mà chỉ nói mấy vị tuyệt thế cao thủ bên trong các ngươi. Ta cần mượn dùng một chút. Dù sao một số tiểu tử thực lực không đủ, giống như hai tiểu tử dưới chân ta đây cũng chỉ là phá hôi mà thôi, không có ý nghĩa gì cả." Ha ha ha, thượng quan Phi Hùng vẫn còn có chút do dự, nhưng rất nhanh Trác Phàm lên tiếng, bỏ đi lo lắng của hắn, cợt tiện đá hai tên mặt mũi bầm dập dưới chân vài cái, tươi châm chọc. Thượng quan Phi Hùng nghe nói vậy trong lòng âm thầm gật đầu, như vậy hắn có thể yên tâm rồi, dù sao đây cũng là phòng tuyến cuối cùng của hắn, những tộc nhân không đủ thực lực của hắn khi trở lại Đông Châu vẫn có thể bồi dưỡng. Nếu chết hết ở Trung Châu thì thật quá đáng tiếc, mà những người này vẫn là trụ cột tương lai của thượng quan gia, bọn họ vừa chết, cao thủ thượng quan gia bị đứt đoạn, tất nhiên sẽ xuống dốc. Bất cứ lúc nào, lực lượng bậc trung đều là di sản lớn nhất của tông môn gia tộc, nếu không có cường giả bậc trung, chỉ có cao thủ tuyệt thế, đối phương chỉ cần xóa đi cao thủ tuyệt thế, thì gia tộc hắn bị tiêu diệt triệt để, không thể vắng vượng. Nhưng lực lượng bậc trung này thì khác, biết đâu 18 năm sau hắn là một trang hảo hán, theo gia tộc phát triển không ngừng, được ngươi đời ca tụng. Còn những cao thủ tuyệt thế kia cho dù xâm nhập trận danh địch, chỉ cần không sập bẫy kết giới như trước, muốn chạy trốn cũng dễ như trở bàn tay, hắn cũng không cần lo lắng. Cho nên Trác Phàm lấy trùng thiên kiếm đổi mượn mấy tuyệt thế cao thủ trợ trận, hắn cảm thấy mua bán lần này cũng không lỗ vốn, cho nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chỉ còn một chút lo nghĩ, có điều Cổ Nhất Phàm, cao thủ ta có thể cho ngươi mượn, nhưng muốn đọ sức với Phi Vân Vương phủ thực lực mạnh mẽ thì có chút khó khăn, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Ngươi cho ta là ngươi sao? Hừ, khinh thường bĩu môi, Trác Phàm thong thả nói, yên tâm đi, lần này ta xuất thủ không phải không não như ngươi tạo nên tổn thất lớn như vậy, nói không chừng những cao thủ kia ngươi cũng sẽ không thiếu, ngươi có thể yên ổn nhận trùng thiên kiếm, ngươi hời đậm rồi thượng quan gia chủ. Ha ha ha, thân thể khẽ run. Thượng quan Phi Hùng nghe lời mỉa mai của Trác Phàm cũng không tức giận, chỉ chăm chú nhìn ánh mắt tràn đầy tự tin của hắn, trầm ngâm thật lâu mới khẽ gật đầu, tiểu tử quỷ lười này bọn họ đã từng gặp qua, hy vọng sẽ như thế. May mà hắn muốn đều là những cao thủ, mặc dù có chuyện gì đột ngột cũng có thể kịp thời ứng đối, không bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hy sinh vô duyên vô cớ. Thượng quan Phi Hùng nhíu mày đồng ý chuyện này, nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an. Tuy nhiên nhị trưởng lão lại là một người tính tình nóng nảy, không nhịn được tiến lên trước một bước, tức giận hét lên, cô, theo như ngươi nói, lần này chúng ta đều phải nghe theo lời tiểu quỷ ngươi sao? Đúng vậy, có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề. Trưởng lão cung phụng thượng quan gia đều xem gia chủ như thiên lôi sai đâu đánh nó.
sao có thể vô duyên vô cớ nghe một thằng nhóc như ngươi điều khiển? Nhị trưởng lão nhìn hai đệ tử dưới chân Trác Phàm, tức giận nói tiếp, huống chi đệ tử thượng quan gia chúng ta vô duyên vô cớ bị ngươi đánh trọng thương thành như vậy, chuyện này ngươi tính sao? Lạnh lùng nhìn hắn, Trác Phàm cười quỷ dị, chậm rãi chìa tay ra, mời tiền bối bước lên trước một bước, hai ông anh này tại hạ sẽ cho tiền bối câu trả lời thích đáng. Hồ, hiện tại chịu nhận lỗi thì cũng muộn rồi, hư lạnh một tiếng, nhị trưởng lão không chút nghi ngờ nhanh chóng bước lên phía trước, trên mặt còn tràn đầy lửa giận, quát mắng, hai người này là đệ tử lão phu, nếu làm tổn thương bọn họ, chẳng khác nào ba. Không đợi hắn nói hết lời, âm thanh thanh thúy vang lên, trên gương mặt khô gầy của nhị trưởng lão in bàn tay đỏ như máu. Trác Phàm đứng trước hắn, chỉ xoa xoa tay, nhỏ tiếng nói, chẳng khác nào cái gì, đánh trên mặt ngươi đúng không? Chương 1556, tình phụ tử cổ nhất phàm, ngươi xong rồi, lão nhân này nhất định sẽ giết ngươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm, vừa bất đắc dĩ vừa kinh ngạc, bọn họ thực sự không nghĩ đến tiểu tử này lại có can đảm đánh vào mặt cao thủ Quy Nguyên, đúng là xem trời bằng vung mà. Nhị trưởng lão bị hắn tát đến mơ hồ, mốc một lúc lâu mới kịp phản ứng. Nhị trưởng lão cảm nhận được đau đớn nóng bỏng trên mặt, không nhịn được ra mặt co rút, gầm lên giận dữ, khí thế Quy Nguyên cảnh hậu kỳ phát ra mạnh mẽ. Trong khí thế có sát ý trần trụi, bước thẳng về phía mặt Trác Phàm, một trưởng giơ lên, muốn nện lên trán hắn. Tiểu tử thúy, ngươi thật sự dám làm thế? Đương nhiên lão tử dám, mà lão già như ngươi lại dám động thủ với ta sao? Không chút sợ hãi, Trác Phàm cười lạnh, chế giễu, đừng quên, hiện tại trùng thiên kiếm còn trong tay ta, ngươi muốn đánh chết ta thì thượng quan gia không chiếm được trùng thiên kiếm, ngươi chính là tội nhân của toàn gia tộc. Bỗng dưng, bàn giơ lên muốn đánh về phía Trác Phàm ngừng lại trên không trung, không ngừng run rẩy. Nhị trưởng lão tức giận trừng mắt nhìn sắc mặt kiêu ngạo của hắn, hai mắt đỏ như máu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng một chiều tràn đầy sát ý kia lại không dám hạ xuống. Một câu vừa rồi của Trác Phàm lực sát thương quá lớn, lần này bọn họ đến Trung Châu chính vì trùng thiên kiếm, nếu dưới con nóng giận hắn giết chết tiểu tử này, ảnh hưởng đến việc lớn của gia tộc thì hắn chẳng khác nào nào tội đồ của gia tộc. Nhị trưởng lão do dự, thân thể cũng run rẩy càng lợi hại hơn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nắm chặt tay nhịn xuống, nhưng cơn tức giận kia tích tụ trong ngực hắn khiến ngực hắn hít thở không thông. Tiểu tử thúy, ngươi chờ đó cho ta, nếu không phải vì đại sự gia tộc ba. Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm lại trở tay bồi cho hắn thêm một phát ở má còn lại, cười ra tiếng, hồ, chờ cái gì, lão già kia, đừng cho mình già mà lên mặt, vừa rồi ta có nói trùng thiên kiếm có thể đổi mạng tất cả các ngươi không phải vì nó mới đến Trung Châu sao, hiện tại đừng nói lão tử đánh ngươi hai bạc tay, cho dù có giết chết hết đệ tử của các ngươi ở đây, các ngươi cũng không có tư cách cò kè mặc cả, hồ, ngươi. Nhị trưởng lão tức giận đến trái tim run rẩy, chỉ vào mặt Trác Phàm, muốn mắng lại cũng không biết mắng thế nào. Bởi vì tiểu tử này thực sự quá phách lối, hơn nữa miệng lưỡi bé nhọn, mặc kệ hắn mắng thế nào, đến cuối cùng bản thân lại chịu nhục, cho nên hắn ấp úng nửa ngày cũng không thốt được chữ thứ hai. Những người có mặt chứng kiến kinh ngạc đến ngây ngẩn, một người nóng nảy tùy hứng như nhị trưởng lão không ngờ lại bị tên tiểu tử trẻ tuổi thu thập không có chỗ phát tác, sao có thể chứ? Tuy tiểu tử kia có trùng thiên kiếm áp chế, nhưng đối phương cũng là lão giang hồ tham gia nhiều trận chiến, sao có thể bị hạ gục dễ dàng mà không có chút năng lực phản kích thế này? Cái vậy, ba vị trí cường cung phụng liếc nhìn nhau, nghiêm túc gật đầu, một đòn công tâm thuật thật lợi hại, khó trách nam nhân này có thể đối đầu với Bách Lý Kinh Vĩ. Không tiếp tục để ý đến sự giận dữ của nhị trưởng lão, Trác Phàm đi về phía miệng hang, thậm chí cũng không nhìn bọn họ, nhanh chóng chui vào, vừa đi vừa nói. Ta đi vào chọn mấy người ta cần, sau đó lập tức hành động, vừa nói xong. Dáng người kiêu ngạo biến mất trong thông đạo tam tối, nhìn nơi Trác Phàm biến mất, nhị trưởng lão vẫn đang tức giận, thở phì phò. Còn mọi người thì ngạc nhiên trợn tròn mắt, riêng thượng quan Khinh Yên. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm ma đạo như vậy, chóng váng đến không nói nên lời, ba khí của hắn ngay cả mấy người cao thủ Quy Nguyên không dám nhìn, khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, giống như ma vương. Đúng lúc này, một tiếng quát trầm thấp vang lên, đó chính là cảm giác của nàng. Đúng vậy, tiêu ngạo của ma quỷ, độc đoán của đế vương, không phải ma vương thì là ai? Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền ra, người đó không phải là ai khác mà của phụ thân nàng, thượng quan gia chủ, thượng quan Phi Hùng. Nhưng lúc này sắc mặt hắn lại cực kỳ nặng nề, dường như cũng chú ý tới ánh mắt nàng. Thượng quan Phi Hùng liếc nhìn nàng, sau đó lập tức phân phó cho mấy trưởng lão cung phụng, các ngươi đi vào nhìn tên tiểu tử kia xem hắn chọn người như thế nào, đừng tùy tiện trêu chọc hắn. Tiểu tử này không đơn giản, tâm cơ thâm sâu, khôn ngoan hiếm thấy trên đời, hắn chộp lấy chân đau của chúng ta nhưng chẳng kiên kỵ chúng ta chút nào. Yên tâm đi Phi Hùng, chúng ta có chừng mực, dù sao chúng ta cũng không muốn giống nhị trưởng lão vô duyên vô cớ bị một tên tiểu bối bạt tai cho. Ha ha ha, quay đầu lại nhìn nhị trưởng lão đang tức giận kia,
một vị trí cường cung phụng cười trộm, lắc đầu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, mang theo mọi người trở vào trong động, đuổi theo Trác Phàm. Tuy Trác Phàm chỉ là một tiểu bối, nhưng lúc này, trong mắt những đại lão hắn là một nhân vật cực kỳ khó giải quyết, bọn họ không thể lơ là mất cảnh giác. Mai nhị trưởng lão dưới sự dụ dỗ, thuyết phục của mấy vị trưởng lão cung phụng cũng đi theo. Đem hai vị đệ tử gia tộc bị đánh thành đầu heo về chữa trị, trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại hai cha con Thượng quan Phi Hùng. Thế nhưng lúc Thượng quan Khinh Yên cũng muốn đi theo, Thượng quan Phi Hùng bỗng dưng gọi nàng lại, chờ một chút, tiên nhi, sao thế? Phụ thân. Thượng quan Khinh Yên không hiểu quay đầu nhìn về phía hắn, trong lòng trầm ngâm một chút, Thượng quan Phi Hùng có chút do dự, nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh, chân thành nói. Tiên nhi, hiện tại không có người ngoài, cha xin lỗi con mấy lời vừa rồi, xin lỗi. Đúng vậy, Thượng quan Phi Hùng gật đầu, thở dài mà nói. Tiên nhi, ngại con mất sớm, cha vì luyện công lại tai giá không ít lần, nhưng tới hôm nay cũng chỉ có một đứa con gái là con mà thôi. Con là báu vật quý giá nhất trên thế gian, không ai có thể thay thế. Vừa rồi cha nói nguyện ý lấy tính mệnh của con đổi mệnh cho tộc nhân, đây chỉ là kế tạm thời, không đúng sự thật. Thử hỏi tình phụ mẫu trong thiên hạ, ai có thể nhẫn tâm lấy tính mạng hai tử của mình đổi tính mạng người khác xứ, cho dù lấy một đổi mười, đổi trăm. Cũng vậy, không ai nguyện ý. Thân thể Thượng quan Khinh Yên khẽ run lên, trong mắt dần lóe ra tia sáng hy vọng. Thượng quan Phi Hùng mỉm cười, thở dài, vừa rồi cha nói như vậy, chỉ muốn giảm bớt món hời mà của Nhất Phàm có trong cuộc đàm phán này. Chúng ta có thể nắm được quyền chủ động, ta không thể để cho hắn nghĩ cứu được mạng của nữ nhi ta thì ta phải dốc toàn lực giúp hắn, thậm chí phải bỏ ra nhiều tính mạng của tộc nhân, vì thế mới nói mấy lời trái lượng tâm. Đây là đàm phán, chuyện này khó mà tránh được, có lẽ con cảm thất cha dối trá, không quang minh lỗi lạc, hiệp nghĩa của một thượng quan gia chủ. Nhưng đây là giang hồ, cha ngồi ở vị trí này cũng không có cách nào. Cho nên, tiên nhi à, vừa rồi cha nói lời thương tâm như vậy, cha thật muốn xin lỗi con, nước mắt con rơi. Mọi lúc, ngươi làm cha đều có thể nhìn thấy, phụ thân. Thượng quan Khinh Yên vui đến phát khóc, nhào đến ông lấy Thượng quan Phi Hùng, lệ tuôn như suối trào. Thực sự con vẫn luôn biết, cha vẫn luôn quan tâm con, cho dù con tùy hứng thế nào, gây sự với các di nương thế nào, cha vẫn luôn đặt con ở vị trí thứ nhất, cho dù cha không còn hiên ngang, lõm liệt, nghĩ khí, nhưng cha vẫn là người con kính yêu nhất. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Hùng vô cùng vui vẻ, hắn nhẹ gật đầu. Tiên nhi, con có thể hiểu được như vậy thật tốt, cha sợ để rõ vẻ mặt dối trá, con sẽ không còn tôn kính cha, hiện tại mọi chuyện cũng nói ra. Cha cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cha, ngươi vừa giải thích làm những chuyện như vậy vì muốn nhận được quyền chủ động trong đàm phán, như vậy có thành công không? Không đợi hắn nói xong, Thượng quan Khinh Yên dương gương mặt tinh xảo, hiếu kỳ hỏi. Thượng quan Phi Hùng có chút buồn bực, hay tiểu tử kia thực sự quá xảo trá, đàm phán với hắn cha toàn thua, chẳng lẽ con không thấy bộ dạng hung hăng càn quấy của tiểu tử kia, ngay cả tộc trưởng lão đâu hắn cũng dám quất, hiện tại quyền chủ động đều nằm trên tay hắn, lần này cha thất bại nặng nề, triệt để thua chẳng, chỉ muốn lập tức trợ giúp hắn hoàn thành mục đích, cầm được trùng thiên kiếm rời đi, nếu không tiểu tử này lại ngang ngược trong tộc chúng ta, không biết lại đưa ra yêu cầu ma quỷ gì nữa, đúng là ma vương mà. Ta khẽ gật đầu, Thượng quan Khinh Yên không nói gì, chỉ cười nhạt, trong mắt tinh mang lóe lên. Thượng quan Phi Hùng rất nhanh nhìn thấy điểm này, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hay con gái lớn không dùng được nữa rồi, tâm nó đã từ trên người phụ thân chạy đến một nam nhân khác, không lâu nữa phải rời đi rồi, có điều nam nhân này thật sự quá nguy hiểm. Thượng quan Phi Hùng hít sâu một hơi, trong lòng hơi do dự, thân là chủ thượng quan gia, lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn không thể nắm giữ hạnh phúc của con gái, bởi vì nữ nhi hắn xem trọng nam nhân này, mà nam nhân này hắn không cách nào nắm giữ. Trong hang động, Trác Phàm một đường dò xét, dường như hắn mới là chủ nhân của nơi này, còn trưởng lão cung phụng thượng quan gia thì đi bên cạnh, giống như đế vương xuất hành, bách quan đi theo vậy, uy phong lẫm liệt. Trong động, những tộc nhân thượng quan nhìn thấy cảnh này đều ngây cả người, nhất là những người trẻ tuổi, bọn họ nghi ngờ, cảm thấy có chút kỳ quái, đây không phải Cổ Nhất Phàm, một tên phản đồ sao? Vì sao lúc này lại giống như gia chủ, được một đám trưởng lão cung phụng phục vụ dẫn đi tham quan thành trì bí mật chứ? Chương 1557, ngươi hy sinh này tiểu gia hỏa, ngươi ở trong động nhìn tới nhìn lui, nhìn cái gì đấy? Một vị trí cường cung phụng bồi tiếp Trác Phàm trong sơn động lượn quanh nửa vòng lớn, một đường tuần tra cũng không nói cần đồ vật gì, hoặc có yêu cầu gì. Ngay từ đầu hắn nói muốn tuyển chọn người nhưng cũng không chọn được, nên cảm thấy nghi hoặc, kỳ quái hỏi. Trong mắt tinh mang rạng rỡ, Trác Phàm nhìn mọi người mê mang không hiểu, nhẹ nhàng nói. Tìm người, một người đưa tin, đưa tin. Không sai. Khẽ gật đầu, Trác Phàm nhếch miệng cười nói. Ta muốn chọn một người đưa tin. Ma tin chạy đến chỗ Phi Vân Vương phủ báo địa điểm trao đổi con tin,
vị cao tầng thượng quan ra càng thêm kỳ quái. Trao đổi con tin, đúng vậy, cầm trùng thiên kiếm, đổi tánh mạng nhi tử ta, hư cười lạnh, Trác Phàm nhếch miệng cười khẽ, những lão gia hỏa thượng quan ra giật mình, liếc nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng thời còn có chút vội vàng, con bà nó, không phải nói thanh kiếm này cho chúng ta à, làm sao còn mang đi trao đổi chứ, dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Giả vờ, nếu muốn giao thanh kiếm, ta cứ trực tiếp mang giao cho mấy người Bách Lý Kinh Vĩ đổi nhi tử ta về, còn ở chỗ này nói rông dài với các ngươi làm gì, cũng bởi vì Bách Lý Kinh Vĩ không thể tin, trao đổi con tin quá nguy hiểm, ta mới cần phải mượn sức mạnh của các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi không nguyện cho mượn, ta cũng đành mạo hiểm, trực tiếp đi trao đổi cùng bọn hắn, không có gì quan trọng. Tách không không không, chúng ta nguyện ý cho mượn, chúng ta nguyện ý cho mượn. Nghe Trác Phàm còn có dự định này, những vị cao tầng thượng quan ra vội vàng giơ tay ngăn cản, dám đi vội vã, trên gót đã đầy đầu mồ hôi lạnh. Con bà nó, nếu tiểu tử này thật sự giao trùng thiên kiếm thì những cao thủ của bọn họ chết đêm nó, chẳng phải chết vô ích, không làm được gì sao? Hiện tại kiếm nằm trong tay hắn, bọn họ còn có thể không trao đổi sao? Nếu rơi vào trong tay Bách Lý Kinh Vĩ, chẳng phải lại càng không dễ đoạt đi sao? Kết quả, Trác Phàm bắt lấy chân đao của bọn họ, đưa ra nguyên tắc có kiếm chính là ra. Thái độ các vị lão đại thượng quan gia đối với Trác Phàm không phải càng thêm ân cần hơn sao? Sợ một khi hắn không vui lại tách ra khỏi bọn họ, vậy chẳng khác nào tốn công dã tràng, người thân đau khổ, kẻ thù sung sướng, cần gì làm thế? Bởi vậy, một đám cao thủ cung phụng thượng quan gia xem hắn như tổ tông, ở quanh người hắn, chờ hắn phân công, không dám tỏ thái độ không vui. Điều này càng khiến những đệ tử gia tộc nhìn không hiểu, làm sao vậy? Mặt mũi cao tầng thượng quan gia bọn họ đều bị ném đi hết rồi sao? Vì sao một đám lão gia hỏa cứ vây quanh một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa? Thực sự quá mất thể diện thượng quan gia chúng ta mà, thực sự ghen tị quá đi mất. Da mặt bỗng nhiên co lại, những đệ tử trẻ tuổi đều ước ao ghen tị nhìn về phía Trác Phàm. Đừng nói đệ tử phổ thông bọn họ, cho dù là người thừa kế gia tộc cũng không có đãi ngộ này. Không để ý đến ánh mắt vanh ghét của bọn họ, Trác Phàm vẫn đi xem một vòng, mày nhăn lại, bất đắc dĩ móc lỗ tai, thở dài, chẳng lẽ đệ tử nơi này của các ngươi không có đệ tử dung hồn cảnh sao? Tiểu gia hỏa, trong các đệ tử có thể lên được dung hồn cảnh rất ít, tổng cộng cũng chỉ 2-3 người mà thôi. Lần này tới đến Trung Châu, trừ thượng quan Ngọc Lâm, cũng chỉ có 2 tên đệ tử vừa rồi ngươi đánh ngã. Một vị cung phụng vội vàng trả lời câu hỏi của hắn, nhưng rất nhanh lại nghi hoặc một chút hỏi, ngươi nhất định phải tìm đệ tử dung hồn cảnh sao? Truyền bức thư mà thôi, còn có yêu cầu tu vi nữa à? Trác Phàm nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, hay nếu chỉ truyền tin thì dễ rồi, quan trọng người này phải chịu chết. Cái gì? Mọi người giật mình, không thể tin thốt lên, không để ý bọn họ hô to gọi nhỏ. Trác Phàm không kiên nhẫn phất phất tay, khiển trách. Ồn ào cái gì, bảo các ngươi cho một người thì có gì to tát, xông vào vương phủ đoạt trùng thiên kiếm, không phải cũng đã mất rất nhiều tính mạng sao? Hiện tại chỉ bảo các ngươi bồi cho một người thôi mà, không phải lời cho các ngươi à? Hô, ta muốn một dung hồn cảnh, cũng bởi vì tự bạo uy lực kém cỏi nhất cũng chỉ có dung hồn cảnh mới được. Hóa hư cảnh chỉ sợ không giấu giếm được tai mắt của thượng quan Phi Vân. Ta muốn đệ tử, cũng đã nghĩ cho trưởng lão cung phụng các ngươi rồi. Dù sao các ngươi cũng là người chủ trì gia tộc, ta không thể yêu cầu các ngươi hy sinh, nhưng hiện tại không có đệ tử thì không thể nói được nói xong. Trác Phàm nhìn nỗi băn khoăn của những lão gia hỏa kia, khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị. Tất cả trưởng lão cung phụng giật mình sợ hãi, ghi chứ, muốn bọn họ đi Phi Vân Vương phủ tự bạo sao? Nếu tự bạo có tác dụng thì bọn họ còn sợ Cửu Kiếm Vương thượng quan Phi Vân sao? Cũng bởi vì tự bạo không thương tổn được nửa sợi lông của hắn, bọn họ mới không muốn hy sinh uổng phí mà thôi. Bây giờ, nghe Trác Phàm đưa ra yêu cầu này, khiến bọn họ cảm thấy có chút khó khăn. Tuy nhiên Trác Phàm nói rất đúng, đoạt trùng thiên kiếm không đựng đã chết rất nhiều người, hiện tại chỉ chết một người đã có thể đoạt được kiếm, như vậy thì lời cho bọn họ quá rồi. Nhưng một gia tộc, có lúc không thể chỉ tính theo số lượng được mất, còn theo mức độ tình cảm để cân nhắc lợi và hại. Bọn họ xông vào vương phủ đoạt trùng thiên kiếm, tuy thương vong rất nhiều, nhưng đó là chết vì gia tộc. Ngươi còn sống bởi vì người chết mà tâm càng hướng về gia tộc, đây chính là một loại gắn kết gia tộc. Nhưng nếu ngay từ đầu đã chuẩn bị hy sinh một thành viên của gia tộc để đạt được mục đích, về mặt tình cảm khiến cho tất cả mọi người thất vọng đau khổ, tuy nói chết ít người, thậm chí có thể bỏ qua, nhưng gắn kết sức mạnh gia tộc không còn, gia tộc sụp đổ cũng khó tránh khỏi. Gắn kết sức mạnh là căn cơ của gia tộc. Trác Phàm không phải người nhà họ thượng quan, đương nhiên sẽ không cân nhắc đến chuyện này. Nhưng những cao tầng này lại không thể mạo hiểm, bởi vì một nước cờ hiểm, gắn kết gia tộc sẽ bị hủy. Có thể nói, bọn họ tình nguyện là người ngã xuống trước, người sau tiến lên, chết hơn 100 người để đổi lấy thắng lợi, cũng không muốn ngay từ đầu chủ động hy sinh một người, đổi lấy thắng lợi.
Điều này không thể đo lường bằng định lượng đơn thuần, còn có sức mạnh tinh thần. Khi lòng người đã ly tán thì đội ngũ cũng không còn. Mấy vị cao tầng nhìn lẫn nhau, trao đổi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, không đồng ý điểm này, thu tất cả hành động của bọn họ vào mắt Trác Phàm. Trong lòng hắn khẽ thở dài, xem ra đám người này cũng không phải đần độn, biết phòng tuyến cuối cùng của mình nơi nào. Hay ấy, thế nhưng hiện tại hắn cần một người, Thượng quan gia không muốn cho thì phải làm sao? Trác Phàm nhíu chặt mày, rơi vào trầm tư. Ta. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm vang vọng sơn động, tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, khẽ sừng sốt. Trác Phàm nghe có chút quen thuộc, quay đầu hỏi, ai mà kêu to thế? Cô, còn có thể là ai? Tên phản đồ Thượng quan Ngọc Lâm kia chứ ai? Một vị cung phụng khinh bỉ quát nhẹ, hai mắt Trác Phàm sáng rực, hắn đột nhiên nở nụ cười khó giải thích. Các vị, tên phản đồ đáng chết có được xem là người nhà họ Thượng quan không? Nếu không, có thể cho ta mượn dùng, có điều ta không có ý định trả lại. À, chuyện này ngừng một chút, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cười ma mị. Một vị cung phụng cười lớn tiếng nói, ha ha ha, không ngại không ngại, vốn mới chúng ta còn đang thương lượng, tiểu tử này phạm tội phản tộc, không biết nên bị tội chết hay giam cầm. Nếu cổ tiên sinh đã muốn lấy một mình hắn đổi thần kiếm, xem như hắn cũng lập công trục tội, đây là chuyện không thể tốt hơn. Các ngươi nói có đúng không? Ha ha ha, nghe hắn ta nói vậy, bọn họ lại nhìn lẫn nhau, không nhịn được cười to, hiện rõ trên mặt ngươi hiểu, ta hiểu, mọi người đều hiểu, đến tận đây. Vận mệnh xui xẻo của Thượng quan Ngọc Lâm một lần nữa lại rơi xuống tay Trác Phàm hắn rồi. Chuyện này cũng là duyên phận, giống như nghiệt duyên. Ha ha ha, khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lộ ra nụ cười tà ác. Hắn cùng cao tầng Thượng quan ra liếc nhìn nhau, xì rầm to nhỏ, phong bế trong sơn động kéo dài 3 ngày. Thật lâu không rời, mỗi khi mọi người nghe đến, đều có loại cảm giác không rét mà run. Giống như ác quỷ lâm thế. A a a, một nơi khác, trong một gian mật thất bị phong bế, Thượng quan Ngọc Lâm đã bị giày vò đến không giống hình người, bị cột vào trụ đá kiên cố, tu vi đã hoàn toàn bị phong bế. Một vị lão giả mặc trang phục đen, mạnh mẽ nắm lấy đầu vai hắn, ánh mắt lạnh lùng, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, bóp chặt từng khúc xương bắp thịt, ngân mạch bị đè ép đến mức đau đớn khó nhịn, tiêu diên không ngừng. Lão giả cười lạnh, nhìn hắn ép hỏi, nói, ngươi còn nói gì với Thượng quan Phi Vân, cứ điểm này của chúng ta hắn có biết hay không? Lục trưởng lão, tha mạng. Đau đến nước mắt chảy ngang, Thượng quan Ngọc Lâm kêu rên nói, vấn đề này ngài hỏi hơn 800 lần rồi, ta đã sớm nói qua, Thượng quan Phi Vân chỉ muốn diệt trừ những cao thủ, không muốn đuổi tận giết tuyệt, nên cũng không cần đến biết nơi rút lui này. Hắn muốn ta theo rút về Đông Châu làm thám tử, nhưng không có hỏi qua nơi này, ta cũng không nói. Tha mạng. Tha mạng, mày run lên. Lục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lực đạo trong tay lần nữa tăng lớn. Cô lại muốn trở lại Đông Châu làm thám tử, tuy đã nghe mười mấy lần, nhưng mỗi lần nghe đến vẫn khiến lão phu giận dữ, hận không thể làm thịt tên ăn cây táo rào cây sung ngươi. Cô tem gái ngươi, hỏi mười mấy lần ngươi còn hỏi, ngươi không phiền ta cũng phiền a, xin lỗi, ta sai rồi. Lục trưởng lão, hà mạc, ta muốn vập cứu cứu, cứu 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 ta, đau đến hai mắt đẫm lệ. Trưởng quan Ngọc Lâm đau đớn la lên. Kẽ nhưng đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa đá từ từ mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên, ha ha ha, hô to gọi nhỏ cái gì, cứu cứu ngươi, không thể nào cứu ngươi, nhưng vi sư có thể bảo vệ tính mệnh ngươi. Chương 1558, khoe khoang cổ cổ nhất phàm. Trưởng quan Ngọc Lâm vô cùng kinh hãi, mặt mũi đầy vẻ khó tin, chuyện gì thế này, vì sao tên phản nghịch lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có can đảm lại trở lại nơi này, nên biết rằng hiện tại hắn cũng bị xem là phản đồ của Thượng quan gia. Hắn làm sao có thể còn tới khu vực của Thượng quan gia chứ? Trong đầu Thượng quan Ngọc Lâm tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt mê mang không biết nói gì. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền ném tất cả mọi thứ ra sau đầu, con mắt chỉ còn cừu hận, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải nam nhân này ngày đó cản trở hắn, Thượng quan Ngọc Lâm đã sớm thành đại sự. Mặc kệ vận mệnh của Thượng quan gia sau cùng thế nào, dù sao hắn bắt cá hai tay, tương lai con đường làm quan chắc chắn bừng sáng. Nhưng chính vì tên cổ lết phàm này xuất hiện nên đã hủy hết thảy mọi chuyện của hắn. Hắn thành phản đồ Thượng quan gia, bị tộc nhân trói lại nghiêm hình tra tấn, cũng mất đi giá trị lợi dụng ở chỗ Thượng quan Phi Vân, có thể nói hắn như chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải ngươi, chẳng ai thèm ngó tới, mọi người đều xem thường, phẫn hận hắn ở đâu cũng không thể có tiền đồ tốt. Mà người tạo nên tất cả mọi chuyện này không ai khác chính là tên cổ nhất phàm này. Vừa nghĩ đến đây, Trưởng quan Ngọc Lâm giận sôi lan, nhìn bộ dạng đắc ý cười cợt kia, hắn hận không thể tiến lên xé nát Trác Phàm. Điều khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ nhất là tiểu tử này còn già làm cao thủ ma đạo, khiến hắn quỳ lạy không biết bao nhiêu lần. Dù thế nào đại thiếu gia hắn cũng không thể tha thứ được. Hoàng đế quỳ một tên ăn mày, chuyện này còn thiên lý sao?
lão tử có thể dập đầu trước người nào như ngươi thì không? Một kẻ vô sỉ hèn mọn cũng có điểm mấu chốt, mà điểm mấu chốt của thượng quan Lọc Lâm chính là Trác Phàm. Hắn có thể kém hơn người nào cũng không thể kém hơn Trác Phàm, hắn có thể dưới người nào cũng không thể dưới Trác Phàm. Đây là điểm tự tôn cuối cùng của thượng quan Ngọc Lâm, mà nguồn gốc của điểm tự tôn này tồn tại từ lúc hắn mới nhìn thấy Trác Phàm đã chôn sâu trong lòng, có thế nào cũng không mất đi. Có lẽ thượng quan Ngọc Lâm chấp nhất kết cửu oán với Trác Phàm, không thể dứt bỏ. Tóm lại, mặc dù sự thật đang bày ra rõ ràng trước mặt mọi người, hắn vẫn như một con đà điểu, vùi đầu vào đất, không muốn tiếp nhận sự thật. Mặc dù nam nhân từng bị hắn khinh thường có thực lực hay tâm kế đều vượt xa hắn ngàn lần, là một cao thủ ẩn danh thật sự, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hơn nữa còn mong muốn hủy đi sự thật này, cho nên khi nhìn thấy Trác Phàm xuất hiện, hắn không có suy nghĩ vì sao Trác Phàm có thể ninh ngang mà đến, ngược lại chỉ nghĩ làm sao để có thể nhanh chóng tiêu diệt tên tử địch trước mặt này. Vì vậy, hắn nhìn về phía Lục đạo trưởng, muốn mượn đao giết người Lục trưởng lão. Vì tên cổ nhất phàm này mà chúng ta tiến đến đánh Phi Vân Vương phủ mới tổn thất không ít nhân mã, cái địa đồ hắn cho là giả, ngài mau thì tên tiểu tử này, báo thủ cho các tộc nhân đi. Mày nhíu chặt, Lục trưởng lão quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, một đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ còn lạnh thêm mấy phần. Trên thực tế, cho dù trong nhà cổ hắn tiếp xúc với Trác Phàm không nhiều, nhưng cũng biết chân tướng chuyện lần này, trong lòng cũng sớm coi Trác Phàm là mật thám. Vừa rồi một đám cao tầng thượng quan ra đàm phán với Trác Phàm, hắn ở chỗ này thẩm vấn thượng quan Ngọc Lâm, không có tham gia, cho nên hoàn toàn không biết thượng quan gia đã hợp tác với Trác Phàm. Bây giờ đột nhiên thấy tên mật thám này xuất hiện, mặc kệ hắn vào bằng cách nào, Lục trưởng lão suy nghĩ phải hạ hắn trước, giáo huấn một phen, cho hắn biết phản đồ không có kết cục tốt. Lục trưởng lão hắn hận nhất là loại người bội bạc này. Bỗng dưng, Lục trưởng lão không nói gì, chân đạp xuống, phóng về phía Trác Phàm, một trường tràn đầy sát ý mạnh mẽ vỗ xuống đầu vai hắn, quy nguyên hậu kỳ khí thế cường đại, nhanh chóng áp về phía hắn, đến mức khí thế hắn chỉ trệ, không nhịn được lui về phía sau hai bước, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Tuy nhiên, Trác Phàm cũng không ngại, vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trên mặt vẫn cười không để bụng, thượng quan Ngọc Lưu Nguyên bị trói tại trên trụ đá nhìn thấy hết thảy, hắn hả hay cười lạnh, hắn cũng nhìn ra được cho dù dưới cơn tức giận, Lục trưởng lão vẫn duy trì lý trí, mặc dù xuất thủ mang theo sát khí, nhưng chưa thật sự đánh vào những chỗ chí mạng, mà chỉ tấn công đầu vai, không có ý định lấy mạng Trác Phàm. Chuyện này cũng bình thường, mật thám cũng nên giữ lại một mạng để thẩm vấn, sao có thể trực tiếp đánh chết. Nhưng dù vậy, nếu một trường này hạ chúng, đầu vai phải của Trác Phàm toàn bộ vỡ nát, cảm giác thật đau đớn, sau đó hắn ta bị bắt về. Mấy ngày liền bị nghiêm hình tra tấn, đau đớn đến lục phủ ngũ tạng muốn tan nát, cảm giác sống không bằng chết. Trượng quan Ngọc Lâm nghĩ như vậy, cảm giác thống khổ bị tra tấn của mấy ngày liên tiếp giảm đi không ít. Hắn hung hăng nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc hắc, lão tử thân là thiếu gia thượng quan gia, phạm tội phản tộc cũng bị dày vò đến người không ra người. Quỷ không quỷ, một ngoại nhân như ngươi rơi xuống tay Lục trưởng lão, một ngươi thủ đoạn độc ác thì còn có thể dễ chịu được sao? Ha ha ha, đến lúc đó ngươi nhất định thê thảm, nhục nhã hơn lão tử gấp trăm lần, như thế lão tử sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hặc hặc hặc, trong lòng thượng quan Ngọc Lâm cười tà ác như điên, thông khoái hiện rõ trên mặt, trong mắt mang theo kỳ vọng nóng rực, nhìn chăm chằm vào ma trưởng sắp đánh xuống đầu vai phải Trác Phàm, miệng nở nụ cười hưng phấn, thậm chí giờ này khác, lỗ tai hắn cũng bắt đầu không ngừng rung động, như muốn chờ nghe âm thanh vỡ nát của đầu vai Trác Phàm, khiến hắn ta đau đến không muốn sống. Đây là mơ ước, là khoái lạc mà thượng quan Ngọc Lâm mong đợi nhất. Lão Lục, dừng tay, khẽ mà. Ngay lúc này, có một tia chớp lóe lên. Một trường của Lục trưởng lão còn chưa đánh tới đầu vai Trác Phàm, một bàn tay khô gầy chẳng biết lúc nào đột ngột duỗi ra từ ô cửa tối tăm, tóm lấy một trường khí thế kia của Lục trưởng lão. Giọng nói trầm thấp phát ra, Lục trưởng lão sừng sốt, không hiểu rõ nhìn về phía trước, đã thấy một bóng người từ từ xuất hiện trong bóng tối, đó là một trong ba vị trí cường cung phụng thượng quan gia, mà phía sau hắn cũng có một đám trưởng lão cung phụng đi theo. Nối đuôi nhau mà vào, Lục trưởng lão nhíu mày, nghi hoặc thốt lên. Chuyện này đây là cổ công tử là khách quý, không được vô lễ. Nhớ mắt chừng hắn, vị cung phụng kia liền kéo Lục trưởng qua một bên, thì thầm vài câu, nghe lời hắn nói, Lục trưởng lão giật mình, gật gật đầu. Sau đó vội vàng đi đến trước mặt Trác Phàm, thở dài một hơi, cúi đầu xin lỗi, tại hạ không rõ nội tình, vừa rồi mới đắc tội, mong cổ công tử rộng lòng tha thứ. Tòng, như thể có vô vàng tiếng chuông vang lên mãnh liệt trong khe núi yên tĩnh hoang vắng, đâm thẳng vào đầu thượng quan Ngọc Lâm, như muốn lập tức giết chết hắn. Thượng quan Ngọc Lâm không thể tin nhìn một màn trước mắt, vốn còn muốn xem trò vui của Trác Phàm, lúc này lại hoàn toàn chết chết lặng. Có chuyện gì vậy? Tại sao nhóm trưởng lão cung phụng gia tộc lại có thái độ lấy lòng tiểu tử này chứ?
bọn họ chưa từng cung kính với Thử Cửu lão nhân gia như vậy đâu. Ngươi không biết không có tội. Ta không có ưu điểm gì nhưng cũng là người rộng lượng, sẽ không để ý. Ha ha ha, chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Thượng quan Ngọc Lâm, chỉ nhẹ bước vài bước, thẳng lồng ngực, giả bộ trầm mặc bức cách, quét mắt nhìn bốn phía, hãy cười nói. Điều kiện phòng thẩm vấn của các ngươi khá thiếu thốn, ngay cả một cái ghế cũng không có, có cổ công tử nói muốn thì nhất định sẽ có. Lời Trác Phàm vừa dứt, một vị trưởng lão đã vội vã lớn tiếng nói. Sau đó nhìn về phía sau, hô lên, ngươi đâu? Chuẩn bị một chiếc ghế dựa tốt nhất cho cổ công tử cái gì, không mang theo sao? Mau chuyển ghế lớn ở đại sảnh đến đây, gạ. Tiếng tuân lệnh ngoài cửa vang lên, không lâu sau lập tức có một tên đệ tử thượng quan gia vui vẻ mang ghế chạy đến, đặt dưới mông Trác Phàm, thậm chí trước khi Trác Phàm ngồi xuống, còn tinh tế dùng tay áo lau sơ qua, thái độ nịnh nọt, cổ công tử, mời ngài, hi 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 hay, không có thì thôi. Cần gì chứ, ta cũng không phải là người xem trọng hình thức, ha ha ha. Trác Phàm cười tùy tiện, trên mặt có chút ngại ngùng, nhưng cái mông vẫn không thành thật, không khách khí mà ngồi lên. Trác Phàm lại nhìn chung quanh, mày nhăn lại, dường như còn thiếu gì đó. Hắn ho nhẹ hai lần, lập tức hiểu rõ ý của hắn. Trưởng lão kia lập tức quát to một tiếng, ngươi đâu? Mang bàn đến, dâng trà. Một đám tiểu tử này không không có mắt mà, có ghế sao không có bàn chứ? Vâng, trưởng lão. Rất nhanh hai tên đệ tử vội vàng đi tới. Một người mang một chiếc bàn vuông nhỏ, đặt trước người Trác Phàm. Một người mang một bình trà thơm, cẩn thận để lên, lại khom người cáo lui. Trác Phàm cười hài lòng, cải mái dựa người ra phía sau, dù sao cũng chỗ mùi của gia chủ. Sau đó hắn tùy tiện nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, tỏ vẻ thích thú, thật thoải mái. Da mặt Thượng quan Ngọc Lâm co rúm lại, hoàn toàn chết lặng, trái tim vỡ vụn. Hy vọng lớn nhất mấy ngày nay của hắn là có thể tận mắt nhìn thấy Trác Phàm thống khổ hơn hắn, nhưng hiện tại tiểu tử này lại ở trước mặt hắn khoe khoang. Có chuyện gì xảy ra với những trưởng lão cung phụng kia vậy? Tại sao lại phục vụ hắn còn hơn tổ tông thế kia? Đám lão già này không sợ mất mặt sao? Trong lòng Thượng quan Ngọc Lâm hò hét, nhưng nhìn bộ dạng khiêu khích của Trác Phàm, khóe miệng phát run, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt phát khóc. Chương 1559, hướng dẫn. Trác Phàm uống một ngụm trà vào bụng, nhẹ nhàng nắm chặt ly trà, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, nhìn Thượng quan Ngọc Lâm lắc lắc cái ly, khẽ cười nói. Trong sơn động ẩm ướt tối tăm, cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời, có thể uống một chén trà nóng, thật sự rất dễ chịu. Các ngươi nói có đúng không? Ha ha ha, không sai, không sai, cổ công tử thật sự biết thưởng thức. Ha ha ha, một đám lão đại thượng quan gia cùng một đám tùy tùng đi theo liên tiếp gật đầu, lên tiếng tán thành, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Mặc kệ Trác Phàm nói cái gì, có lẽ bọn họ đều nhất trí vật đầu tán đồng. Khóe miệng Thượng quan Ngọc Lâm co quắp, trong lòng khổ sở không thể tả. Bỗng nhiên hắn có ý nghĩ muốn chết. Trác Phàm yên ổn ngồi trước mặt hắn khoe khoan là cực hình tàn khốc nhất trong mấy ngày hắn bị tra tấn, khiến hắn không thể chịu nổi. Kỳ thật đối với hai kẻ thù, chỉ cần thấy đối phương sống tốt hơn mình, trong lòng sẽ vô cùng thống khổ, mà đối phương thống khổ hơn mình thì cho dù bản thân có thống khổ thế nào cũng có tư vị hạnh phúc. Đây chính là so sánh, cũng là bản chất của con người. Giờ khắc này, Trác Phàm đã ở ngoài mơ ước thiết tha của hắn, trở thành vân dương chói lói, được tất cả mọi người vây quanh, tận hưởng vinh quang của một người gia chủ. Điều này là mục tiêu phấn đấu nhiều năm của hắn, làm sao hắn có thể nhịn được, mà mục tiêu này lại là người hắn xem thường nhất, thống hận nhất. Trác Phàm, khiến trong lòng hắn như có muôn ngàn vết thương, trái tim như bị chém thành nhiều mảnh nhỏ, đau đớn không thể tả. Dựa vào cái gì chứ? Bọn họ đều làm thám tử cho Thượng quan Phi Vân, các người đối với hắn như vậy, đối với ta thì khác. Ta còn là Thượng quan gia thiếu gia, hắn chỉ là một người ngoài, tại sao lại có đãi ngộ như vậy chứ? Trưởng quan Ngọc Lâm không hiểu, sự ghen vét quanh quẩn trong lòng khiến hắn đau đớn muốn khóc. Trác Phàm liếc mắt nhìn hắn, tinh mang lóe lên, trong lòng cười thầm, cảm thấy nhiệt khí sắp hết mới nhìn về phía những trưởng lão cung phụng kia nói. Mời các vị tiền bối rời bước ra ngoài một lát, tại hạ có chút chuyện riêng muốn nói với đồ đệ này, chẳng biết có được không? Đương nhiên đương nhiên, cổ tiên sinh có yêu cầu gì chúng ta đều thỏa mãn. Ha ha ha, khẽ cười một tiếng, ba vị trí cường cung phụng cúi người chi lễ, mang theo người bọn họ lui ra ngoài, cung kính nói. Như vậy chúng ta xin cáo lui trước, cổ tiên sinh cần gì cứ nói thẳng là được. Nói xong, mọi người nhanh chóng lui ra ngoài phòng giam. Bằng một tiếng, cửa đã đóng chặt. Thượng quan Ngọc Lâm nhìn hết thảy mọi chuyện, mặt hắn như tê dại, không nói nên lời. Mấy lão trưởng lão cung phụng thượng quan gia luôn cao cao tại thượng, sao có thể giống như chó săn thế kia, mất hết mặt mũi. Thế nhưng hắn làm sao biết được, nay khi cửa đá kia đóng, nụ cười nịnh nọt trên mặt bọn họ đã thu lại, trở nên âm trầm, phiền muộn không chút che giấu. Đặc biệt là Lục trưởng lão, nhìn mấy người bọn họ vừa kỳ quái vừa chế nhạo, các vị đại ca,
ta thật không biết các huynh còn có mặt bỉ ổi thế này. Ha ha ha, đừng nói nữa, tiểu tử kia để bảo chúng ta phối hợp diễn kịch cùng hắn, con mẹ nó, không phải vậy ai rảnh mà diễn làm rùa rụt cổ. Bất đắc sĩ trợn mắt, trưởng lão vừa phân phó đệ tử mang cho Trác Phàm cái bàn buồn bực nói, bởi vì vai diễn chó săn này hắn diễn nhiều nhất, không muốn chuyện này trở thành trò cười cho mấy huynh đệ. Không ngoài dự đoán, khi hắn vừa nói ra, những người khác đều nhìn hắn với ánh mắt trêu đùa, điều này càng khiến hắn thêm phiền lòng. Đúng lúc này, một vị trí thường cung phụng phất tay, đánh dãi tiếng cười của mọi người, nghiêm túc nói, đừng cười nữa, đây là chuyện rất nghiêm túc, dùng thám tử đưa tin không đáng tin thì rất nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra rất nhiều sơ suất, sớm chuẩn bị tâm trí cũng là thủ đoạn quan trọng. Tiểu tử này tâm cơ rất sâu, công tâm thuật cao minh, lần này lại muốn dùng thượng quan Ngọc Lâm thì phải chuẩn bị sớm, nếu không có sai lầm giữa chừng, hắn thua thì chúng ta cũng không có gì tốt. Không sai, tiểu tử của Nhất Phàm này tâm tư kín đáo, hữu dũng hữu mưu, kế hoạch chặt chẽ, chuyện này chúng ta đã được chứng kiến, ngay cả Bách Lý Kinh Vĩ cũng trúng chiêu thì sai lầm sao được. Tuy nhiên lần trước hắn bí mật ở gần đó, còn Bách Lý Kinh Vĩ ở ngoài sáng, vốn có ưu thế hơn, lần này lại chính diện đối địch với Bách Lý Kinh Vĩ, vì nhi tử của hắn mà đến, hắn sẽ cẩn thận bố trí thỏa đáng, cũng có thể thông cảm được. Chúng ta vì Trùng Thiên Kiếm có mất mặt chút thì đã sao. Lúc này một vị khác chí cường cung phụng nói theo, mọi người nghe xong đều gật đầu, không còn oán hận vì nụ cười vô sỉ vừa rồi. Một nơi khác, khi tất cả cao thủ thượng quan ra đều rời đi, trong sơn động chỉ có hai người Trác Phàm và thượng quan Ngọc Lâm. Trác Phàm chậm rãi đặt chén trà lên bàn, sau đó đứng lên nhìn về phía thượng quan Ngọc Lâm, cười tà nói, có phải cảm thấy kỳ quái không, không biết vì sao bọn họ nghe theo lệnh của ta. Thượng quan Ngọc Lâm tức giận trợn mắt, không thèm nhìn tới hắn, cái tên tiểu tử chết tiệt này lại bắt đầu trang bức trước mặt lão tử, trang bức chết ngươi luôn đi, thật hận mà. Hay ngươi là tội phạm, ta cũng là tội phạm, đều là phản đồ của thượng quan gia, không có gì khác biệt, ngươi cũng không cần hận ta, nói trắng ra chúng ta đều là người giống nhau. Trác Phàm khẽ than thở dài một hơi, trong mắt bỗng dưng xuất hiện một tia buồn bã. Vốn ngày đó khi gặp tiểu tam tử cứ được thượng quan khinh yên, ta chỉ muốn đưa nàng đến cứ điểm thượng quan ra liền đi, không nghĩ tới lại bị thám tử bọn họ phát hiện bắt lại. Hiện tại ta cũng không phải là người tự do. Thượng quan Ngọc Lâm cười lạnh, hung hăng huyết hắn một cái, cười nhạo, không phải ngươi tự do, ta thấy ngươi ở chỗ này còn dễ chịu hơn hoàng đế, trưởng lão cung phụng đều xoay quanh ngươi, còn kém để ngươi cưới Yên Nhi, để lên vị trí gia chủ, leo lên đỉnh cao đời ngươi, ngươi còn có gì không thỏa mãn. Gia chủ, ha ha ha, một người không phải họ nhà thượng quan, lại là người có gia đình, căn bản không sạch sẽ, bọn họ sao có thể để ta làm chủ nhà họ thượng quan. Trác Phàm bật cười lắc lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ kính cẩn nghe theo lời của ta là vì trong tay ta có đồ bọn họ muốn mà thôi. Trượng quan Ngọc Lâm kinh ngạc hô lên, Trùng Thiên Kiếm, không sai, chính là Trùng Thiên Kiếm. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm nghiêm túc nói, hiện tại trong tay ta có Trùng Thiên Kiếm, bọn họ không dám làm gì ta, nhưng cũng muốn từ chỗ của ta tìm kiếm nơi thần kiếm hạ lạc, vì thế ngay cả mỹ nhân kế cũng đều dùng tới. Cái gì? Tiên Tông, ta không trúng chiêu. Trượng quan Ngọc Lâm giật mình, thân thể căng thẳng. Lần này tộc nhân thượng quan ra tới Trung Châu hình như là nữ nhân, mỹ nhân kia chẳng phải là hắn không dám nghĩ thêm nữa. Trác Phàm vội vàng khoát tay, khuyên can hắn. Có điều rất nhanh, Trác Phàm lại cười xấu xa nói, tuy nói tại hạ định lực không tệ, sẽ không trúng chiêu, có điều không biết được bao lâu. Ngươi cũng biết, Yên Nhi nàng im miệng, tai cho ngươi vội như vậy. Khẽ cắn môi, Trượng quan Ngọc Lâm mắng to một tiếng, trong mắt vô cùng lo lắng. Trác Phàm khoát tay, hắn nắm được tâm tư của tên tiểu tử này trong lòng bàn tay, trong mắt tinh mang lóe lên, bắt đầu vào đề chính. Ta cũng không muốn họa như vậy, nhưng những người kia của thượng quan gia cứ muốn tác hợp chúng ta, hứa hẹn chỉ cần ta giao Trùng Thiên Kiếm ra, ta sẽ trở thành con rể của thượng quan gia, thăng chức rất nhanh. Ngươi cũng biết, định lực ta có hạn, mà từ đầu đến cuối ta không đồng ý chỉ có một nguyên nhân, đó là nhi tử ta còn trong tay thượng quan Phi Vân, ta còn muốn dùng kiếm kia đổi mạng cho nhi tử ta. Vậy thì ngươi đi đổi đi, cứ ở lại đây quấn lấy Yên Nhi làm gì, ngươi ngốc à? Ta có thể đi đổi, mẹ nó đã sớm đổi rồi, ba lão dù thượng quan gia kia sẽ để cho ta đi đổi sao? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm khinh bỉ nhìn về phía hắn. Bên ngoài cửa đá, một đám lão gia hỏa ở nơi đó vụng trộm nghe được, tức giận đến ria mép cũng vểnh lên, mặt đỏ ửng. Ba lão rùa, rõ ràng tiểu tử này biết chúng ta bên ngoài thám thính, còn dám nói thế, thật to gan mà, hừ hừ. Đồng thời, lúc này hai cha con thượng quan Phi Hùng và thượng quan Khinh Yên cũng đi tới, ở bên ngoài tỉ mỉ lắng ngay. Sau khi nghe Trác Phàm nói đến chuyện tác hợp, hai má thượng quan Khinh Yên đỏ bừng, hai mắt tỏ vẻ tức giận nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhàn nhạt,
Tuy nhiên nàng biết rõ, chuyện này Trác Phàm chỉ nói đùa mày thượng quan Lọc Lâm nhíu chặt. Chuyện liên quan đến thượng quan Khinh Yên. Hắn còn bối rối hơn Trác Phàm. Vậy ngươi muốn làm sao? Tuy nhiên hiện tại ta bị canh chừng, giống như bị giam lỏng mà thôi. Không phải không chuồn ra được. Có điều bên cạnh có người giám sát. Trong mắt Tinh Mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Cho nên ta cần người đến Phi Vân Vương phủ đưa tin, cùng bọn chọn địa điểm trao đổi con tin. Đến lúc đó ta dành thời gian đi đổi nhi tử ta. Thám tử bên người chắc hẳn Phi Vân Vương phủ có thể giúp ta giải quyết. Đây chính là mượn lực đả lực. Trượng quan Ngọc Lâm nhìn chằm chằm Trác Phàm, ông trầm gật đầu. Hay cho câu mượn lực đả lực, sử dụng thế lực Phi Vân Vương phủ giúp mình thoát thân. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ý Trác Phàm, không khỏi cười nhạo nói: Ngươi muốn nói ta làm người đưa tin giúp ngươi? Không tệ. Ta vừa mới nói, ngươi và ta đều giống nhau, chúng ta ở thượng quan gia đều không sống được, ngươi cũng cần đất mới để dung thân, không phải sao? Cho nên nơi này ta chỉ có thể tin vào người, bởi vì chúng ta có cùng mục tiêu, chạy khỏi nơi này, cho nên ngươi sẽ không bán đứng ta. Chương 1560, học tập một chút cả hai cùng có lợi. Thượng quan Ngọc Lâm nhìn chằm chằm Trác Phàm, cười sùi một tiếng, chuyện này nghe rất mê người, ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt, nhưng tại sao ta phải giúp ngươi? Vừa rồi ngươi cũng nói, tất cả mọi người đều tốt, chẳng lẽ ngươi muốn bị thượng quan gia hành hạ, sống không bằng chết, hay muốn một con đường chết khác sao? Vậy thì thế nào? Thượng quan Ngọc Lâm ngẩng đầu, kiêu ngạo nói. Cho dù ta có xuống 18 tầng địa ngục, ta cũng muốn kéo ngươi xuống 16 tầng. Dù ta có bị giày vò thì ngươi cũng bị thống khổ mất con. Nhưng như vậy ta vẫn rất vui vẻ. Ha 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 ha, nhìn chằm chằm hắn, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thật sự hận ta như vậy sao? Hai chúng ta cũng đâu có thù oán lớn đến vậy. Cùng lắm ta chỉ đánh ngươi vài phát, để ngươi dập đầu mấy cái, thuận tiện khắc trên ngực ngươi 4 chữ ma môn bại hoại, để cho ngươi kêu vài tiếng sư phụ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mấy lần. Còn cái gì nữa ta không nhớ được, chắc bấy nhiêu thôi, còn gì nữa không? Ngươi còn muốn cái gì? Nghe nó, bấy nhiêu đã đủ lắm rồi. Lúc này, những lời Trác Phàm nói khiến hắn thêm đau lòng, tức giận đến bốc khói. Lò thét lên, Cổ Nhất Phàm, ngươi là cái quái gì? Chỉ là một tên vô lại. Mà bổn công tử là thế gia vọng tộc, nhân tài của thượng quan gia lại bị ngươi trêu đùa nhục nhã không biết bao nhiêu lần, thù hận này còn không đủ sâu sao? Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục, trên đời này có ngươi không có ta, bổn công tử chịu đựng nhục nhã nhất định khiến ngươi kiếp này phải trả gấp trăm lần nghìn lần, bắt đầu từ nhi tử ngươi. Ha ha ha, nghe thượng quan Ngọc Lâm cười như điên, Trác Phàm lại yên tĩnh mà nhìn hắn không nói một lời. Mai cửa, một đám lão gia hỏa nghe lén, nghe đến chỗ này cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Một tên trí cường cung phụng thở một tiếng thật dài, sâu xa nói: Nhi không ra tên thượng quan Ngọc Lâm có lòng dạ nhỏ mọn, tâm địa ác độc như vậy, may mắn lần này cháu ngáp phải rồi, bắt được hắn. Nếu không sau này hắn công lực càng cao, đảm đương vị trí quan trọng, sẽ là mối họa lớn, giống như thượng quan Phi Vân. Đúng vậy, đúng vậy, mấy người nghe vậy cũng gật đầu nói phải. Thượng quan Phi Hùng bất đắc dĩ thở dài, trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Ngọc Lâm là hạt giống tốt của gia tộc, không ngờ tâm thuật bất chính, đáng tiếc đáng tiếc. Nhưng lúc này, một tên trí cường cung phụng lại tán đồng, thản nhiên nói. Có điều, trong lòng thượng quan Ngọc Lâm có nhiều hận ý nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân, dù sao hắn cũng bị vũ nhục lớn như vậy. Nếu các ngươi ra ngoài, bị tên Cổ Nhất Phàm kia chơi đùa, vẻ mặt còn có thể ôn hòa, tâm tình vui vẻ sao? Chuyện này không khỏi sững sờ, mọi người trầm ngâm một chút, liếc nhìn nhau, cũng chỉ bật cười lắc lắc đầu. Ha ha ha, có lẽ cũng không nhịn được, chỉ có thể nói tên Cổ tiểu tử thực biết chơi, phốc. Một tiếng cười khẽ. Thượng quan Khinh Yên nhịn không được che miệng. Thượng quan Phi Hùng thấy vậy hung hăng liếc nhìn nàng, quát nhỏ: Đánh ngươi không đánh mặt. Tôn Nghiêm nối một tên võ giả cực kỳ quan trọng, tên Cổ Nhất Phàm chưa đùa làm nhục thượng quan Ngọc Lâm không biết bao nhiêu lần, tâm tư càng thêm bất chính. Ngươi còn cười, bình tĩnh gật đầu. Thượng quan Khinh Yên không nói gì, chỉ che miệng, cười đến eo không thẳng lên được. Tuy nàng biết làm vậy là không đúng, nhưng nghĩ đến thượng quan Ngọc Lâm dập đầu như dã cỏi trước Trác Phàm, nghĩ đến tình cảnh đó buồn cười không dừng được. Biểu ca Ngọc Thụ Lâm Phong, tấn lãng bất phàm kia của nàng cũng có lúc hành mọn đến vậy sao? Cổ tiên sinh thật quá xấu xa, trong lòng thì oán trách, nhưng khóe miệng thượng quan Khinh Yên vẫn không thể thu liễm nụ cười. Nhìn thấy hết thảy, thượng quan Phi Hùng chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi thật sự không chịu giúp ta. Bên trong nhà đá, Trác Phàm đợi thượng quan Ngọc Lâm ngừng cười, lần nữa bình tĩnh lên tiếng, do hỏi. Nhưng trả lời hắn, vẫn là tiếng cười trên nỗi đau người khác của thượng quan Ngọc Lâm. Muốn cho ta giúp người, đời sau đi. Ha ha ha, thượng quan Ngọc Lâm, ta cho dù có rơi xuống địa mục liệt diễm cũng sẽ cười nhìn ngươi mỗi ngày uất ức thống khổ mất con. Khạc khạc khạc, hay mất con thống khổ chắc chắn là có. Trác Phàm liếc nhìn hắn thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại khẽ cười một tiếng,
Có điều nỗi đau kia cũng khoảng 4-5 năm, cùng lắm 20 năm cũng nhạt đi. Đối với tu giả như chúng ta, thời gian đau xót như vậy cũng không tính là dài, có con cháu chơi cùng sẽ rất nhanh xóa đi nỗi đau này. Thượng quan Ngọc Lâm khẽ giật mình, con cháu chơi cùng, đúng vậy, không phải ngươi cho là ta không được đó chứ? Kiếp này chỉ có một đứa con trai, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên. Nói chuyện này một chút, hiện tại ta có cơ hội có con cháu đầy nhà, ngươi đừng quên. Cứu cứu ngươi và đám lão gia hỏa thượng quan gia, khóc lóc hô hào muốn đem hòn ngọc quý trên tay bọn họ đẩy vào ngực ta đấy, chỉ cần ta giao trùng thiên kiếm ra mà thôi. Hiện tại ngươi đã không giúp ta, vậy thì được rồi, ta nhận mệnh, chết một đứa con trai, nhưng ta có thể sinh ra nhiều đứa khác, hiện tại ta liền đi tìm Yên Nhi, lão nấu thành cơm để bọn họ không muốt lời. Rồi mới giao trùng thiên kiếm ra, cứu cứu kia của ngươi cũng không muốn để khuê nữ mình nhanh chóng trở thành quả phụ đâu. Về phần ngươi, đồ đệ ngoan của ta, ngươi cảm thấy mình xuống địa ngục cũng được, khổ thân cũng được, trong mắt ngươi chỉ cần muốn thấy ta tức chết, đau khổ đến chết hay không thôi, nhưng ta vẫn phong lưu phóng khoáng, con cháu đầy nhà, vậy là không hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi. Ha ha ha, Trác Phàm cười khách, quay người đi về phía cửa đá, thoải mái tùy tiện mà nói. Thượng quan Ngọc Lâm hoàn toàn chết lặng khi nghe Trác Phàm nói. Đúng vậy, sao hắn có thể quên chuyện này, hắn không nhất định phải cứu nhi tử, hắn còn lựa chọn tốt hơn, mặc kệ bên nào đều có tiền đồ tươi sáng, cho dù chết một đứa con trai vẫn còn có mỹ nhân làm bạn, tương lai tận hưởng con cháu đầy đàn, vinh hoa phú quý, còn hắn chẳng qua chỉ là điện lưng mà thôi. Mặc kệ con đường nào đều là con đường chết, bản thân trong địa ngục nhìn người ta cười không phải càng thê thảm hơn sao? Bản thân hắn sao lại xui xẻo như vậy chứ? Con đường nào cũng đều là tuyệt lộ, người ta con đường nào cũng có tiền đồ tươi sáng, chỉ xem người ta chọn con đường nào thôi. Mà nếu hắn không cứu nhi tử Trác Phàm, Trác Phàm làm con gì thượng quan gia? Cuộc sống trôi qua càng tốt hơn, người ta giỏi hơn hắn đã không chịu được, thì điều này hắn chịu sao nổi? Nhìn thấy Trác Phàm muốn rời đi, Thượng quan Ngọc Lâm vội vã kêu lên, chờ một chút, chờ một chút, ta đồng ý, ta đồng ý không được sao? Chỉ cầu ngươi cách Yên Nhi ra một chút. Thân thể bước chậm lại, Trác Phàm quay đầu liếc nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười hài lòng, cuối cùng cũng giải quyết được tên ngu ngốc này. Hừ hừ, lợi hại. Bên ngoài cửa đá, một tên trí cường cung phụng thở dài, lên tiếng tán thưởng, công tâm thật của tiểu tử này thật lợi hại, hoàn toàn đùa bỡn Ngọc Lâm tiểu tử trong lòng bàn tay, khống chế được tâm tình đối thủ, cũng có nghĩa là khống chế được lòng hắn. Hiện tại các ngươi đã biết, vừa rồi chúng ta phối hợp với hắn diễn một màn kia có ý nghĩa gì rồi chứ? Chính vì vở kịch này, để Thượng quan Ngọc Lâm thực sự tin tưởng, chúng ta xem trọng trùng thiên kiếm, làm bất cứ lời nào của Nhất Phàm nói. Riêng việc dùng Yên Nhi như một quân bài thương lượng đổi kiếm, càng làm cho hắn đồng ý làm việc này từ tận đáy lòng. Cùng nhau gật đầu, bọn người tán thưởng liên tục. Một vị trí cường cung phụng khác nhìn về phía Thượng quan Phi Hùng, dặn dò, Phi Hùng, học tập một chút, thân là gia chủ, lãnh tụ Đông Châu, tâm kế này nên có, ha, ta học hắn, khẽ giật mình, sắc mặt Thượng quan Phi Hùng đỏ lên, khó khăn nói. Cổ Nhất Phàm hắn chỉ là một tiểu bối mà thôi, tiểu bối thì làm sao? Lão Phu lại cảm thấy, so với hắn ngươi chỉ là một tiểu bối 20-30 tuổi, có khi quá ngây thơ, hắn lại là lão quái vật sống mấy vạn năm, gian trá giảo hoạt. Một tên trí cường cung phụng nhẹ nhàng lên tiếng, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, hiện tại ngay cả đám lão gia chúng ta cũng phải học theo sao? Vừa nói, lão cung phụng chỉ về phía trước. Thượng quan Phi Hùng nhìn qua, nhất thời sững sờ, chỉ thấy giờ này khác này, một đám lão gia hỏa tay cầm một khối ngọc giản xanh biếc trong tay, nắm mắt ghi chép gì đó. Thượng quan Phi Hùng không biết nói gì, đây là làm bút ký, phốc. Thượng quan Phi Hùng nghe đến một vị trưởng lão nói, vô cùng kinh ngạc. Những lão quái vật mấy ngàn tuổi này còn không ngại học hỏi tên tiểu gia hỏa mới ra đời sao? Thế mà còn định làm bút ký, các ngươi xem hắn là thánh nhân sao? Chỉ có Thượng quan Khinh Yên là có chút tức giận, đẩy mọi người rời đi. Hồ, Nhi nhớ cái gì? Hắn chỉ toàn nói vớ vẩn, không nên học. Mọi người không hiểu Yên Nhi làm sao? Chỉ có Thượng quan Phi Hùng nhìn ra được, cười khổ lắc lắc đầu, than nhẹ lên tiếng, hay ấy, Tiên Nhi, con tức giận tên tiểu tử kia nói vớ vẩn, hủy hoại danh tiết của con, hay giận hắn đem việc trung thân đại sự nói lung tung, sẽ không thực hiện lời hứa. Ha ha ha, mà bên trong hoàn toàn không biết động tĩnh bên ngoài, Trác Phàm thấy Thượng quan Ngọc Lâm đồng ý, lúc này mới vung tay, tháo đứt dây thừng, để ngã hắn trên mặt đất. Này, ngươi làm gì thế? Ta đã đồng ý, im miệng. Thượng quan Ngọc Lâm kinh hoàng kêu to, ánh mắt Trác Phàm lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, mặc dù ngươi đã đồng ý, nhưng ngươi không đáng tin cậy, ta phải lưu lại dấu vết trên thân thể ngươi mới được, nếu ngươi dám giở trò gì. Hừ, nói xong, Trác Phàm vung dao vỗ một cái phía sau cổ hắn, khiến hắn ngất đi.